Mời các bạn nghe phần 3. Ngày ấy, vốn là nàng không định hãm hại La Chân, rốt cuộc giết chết một mạng người không phải chuyện dễ như trở bàn tay, nhưng trời cao đột nhiên cho nàng một cơ hội. Hai thuyền va chạm vào nhau, dẫn đến hỗn loạn. Lúc những người ở đuôi thuyền ồ ạt chạy lên, ánh mắt mọi người đều chú ý đến đấy, bao gồm cả La Chân, khi đó, nàng đứng trên bong tàu, mặt nước long lanh lăn tăn gợn sóng nổi bật ở đằng sau, váy dài màu xanh biếc nhẹ nhàng lay động khiến nàng giống như lăng ba tiên tử, đẹp đến kinh người mà trần ngọc tĩnh đang đứng bên trái nàng lưu Hoánh nhìn thấy rõ ràng trong mắt trần ngọc tĩnh hiện lên vẻ ghen ghét đúng vậy trần ngọc tĩnh thích vệ lang như vậy chỉ vì biểu hiện rộng lượng nên tạm thời vẫn quan hệ tốt với la chân còn trong lòng sao có thể thật sự tha thứ cho la chân nhất định nàng hy vọng la chân một ý niệm hiện lên trong phút chốc nàng biết mình nên làm thế nào nhưng thời gian chỉ ngắn ngủn trong một cái chớp mắt đuôi thuyền lại tiếp tục lay động thân thể các cô nương mảnh mai thét chói tai xô đẩy nhau nàng nhân cơ hội đó làm bộ bị người khác đụng vào nên va vào trần ngọc tĩnh nàng đứng ở đó vươn tay ra dùng hết sức bình sinh đẩy la chân một cái thật mạnh mọi người đều cố gắng giữ mình thăng bằng nên không ai phát hiện ra thậm chí lúc ấy còn có một vị cô nương khác cũng rơi xuống nước ai cũng nghĩ đây là chuyện ngoài ý muốn thẳng đến khi nàng lợi dụng nha hoàn của mình để lan truyền lời đồn đãi lúc ấy trần ngọc tĩnh theo đuổi vệ lang hành vi khác người gây chấn động một thời gian cuối cùng lại là la chân đính hôn với vệ lang thế nên sinh ra oán hận căn bản không có người hoài nghi nàng Rốt cuộc xưa nay nàng luôn có quan hệ tốt với La Trân, cũng chưa bao giờ nảy sinh tranh chấp. đúng vậy, sao có thể tranh chấp? Trước nay nàng luôn nhường nhịn La Trân, nàng làm đến mức không chê vào đâu được. Lưu Oánh nghĩ thầm, nàng không nên có kết quả này. nhưng mà đau đớn cùng tuyệt vọng bức ép khiến nàng không thể không nói ra sự thật. vụ án kéo dài hơn một năm, cuối cùng hôm nay mới tìm ra hung thủ thật sự. Lưu Oánh bị xử ngũ mã phanh thầy, Lưu Phu nhân tức giận không chịu được đem tất cả đồ dùng của lưu oánh đốt cháy không còn sót lại thứ gì khi các cô nương ở kinh thành tụ họp không ai không nhắc tới chuyện này tất cả đều căm hận lưu oánh độc ác thương tiếc la chân đã ra đi nhưng khi nhắc tới trần ngọc tĩnh hầu hết sắc mặt các nàng đều lộ vẻ khó xử hối hận không thôi nhưng tất cả mọi chuyện đều đã trôi qua kinh thành nhanh chóng trở lại bình thường viên thị bàn bạc với lão thái thái mời đường ra tới nhà làm khách lúc trước đã tặng nhà ta không ít thứ tốt đường thái thái đúng là người gần gũi thân thiết con nghĩ mấy ngày nữa nên mời họ đến chơi nhân tiện giữ lại ăn một bữa cơm lão gia đã đồng ý đương nhiên biết đường gia có ý muốn kết thân với lạc gia lão thái thái cười nói con cứ làm chủ đi đồ ăn phong phú chút không thể thất lễ lại hỏi viên thị trước đây vân nhi nhắc đến chuyện hỏi thăm người ta mở cửa hàng đã có tin tức gì chưa nói là có một cửa hàng bán hương liệu đúng lúc trưởng quầy ở đó muốn về quê đang lúc tìm người làm thay lão gia được một người quen biết giới thiệu nhưng lão gia rất cẩn thận còn nói muốn xem xét thêm một thời gian. Viên thị cong môi cười, sợ thành người tiêu tiền như rác. Lúc nàng nhắc tới Lạc Vân, mặt mày hớn hở. Vì trong khoảng thời gian này, Lạc Vân không chạm vào nữ nhân khác, viên lão phu nhân cũng không gây chuyện, nàng lại có nhi tử, thế nên thần thái rực rỡ dạng người. Lão thái thái nói, dù sao cũng là một món tiền lớn, vẫn nên cẩn thận thì hơn. Hai người nói chuyện một lát, viên thị xin phép rời đi. Ngọc Phiến nhìn bóng dáng nàng, hâm mộ nói, phu nhân thật tốt số, lão gia yêu thương nàng, chuyện gì cũng thuận theo. Không tìm thiếp thất di nương, ngay cả Thúy Lâm cũng bị đuổi về, lão thái thái thở dài, nhưng bà không phải người thích sinh sự, nhi tử không muốn thì thôi, chẳng lẽ còn có thể cố tình ép buộc. Dẫu sao từ lúc viên thị làm con dâu lạc ra luôn xử lý sự vụ chu toàn, rộng lượng hiền huệ, so với những người gian xảo, ỉ vào gia thế nhà mình cao hơn mà bày sắc mặt cho bà xem thì quả thật viên thị không tồi. Chỉ cần Vân Nhi thích là được, lão thái thái nói, hiện giờ ta chỉ hy vọng mấy đứa cháu trai có tiền đồ rộng mở, mấy cháu gái có trốn tốt nương nhờ. Người già tuổi tác cao, bây giờ lạc gia không thiếu thốn gì, không giống lúc trước vì lo lắng chuyện con nối dõi nên lão thái thái không thiên vị vương thị. Hơn nữa vương thị cũng không khôn khéo hiểu chuyện như viên thị, vì thế viên thị mới có thể trụ đến bây giờ. Nhưng bản tính nam nhân trước sau như một, bây giờ lạc vân ghét bỏ diện mạo nàng khó coi, chờ thêm 2-3 năm nữa, đương nhiên cũng sẽ ghét bỏ nhan sắc héo tàn của viên thị. Cuối cùng không phải ai cũng như nhau. Ngọc Phiến cười bưng trà lên, thái thái có mệnh tốt, đương nhiên tâm nguyện sẽ được hoàn thành. Từ khi Lưu Ánh bị kết án, tâm tình lạc Bảo Anh không tồi, thật giống như vui sướng vạn phần khi tìm được hồ nước giữa sa mạc khô hạn, bao nhiêu vui vẻ không thể diễn tả hết thành lời. Lại đúng dịp Tết Trùng Cửu, vệ gia mời lạc ra đi leo núi, thế nên buổi sáng hôm nay lạc Bảo Anh đặc biệt ra ngoài một chuyến để chọn lễ vật tặng vệ lang. Nàng giành được mũ chân trâu, đa phần là công lao của hắn, vì vậy phải thật lòng cảm ơn. Hơn nữa chuyện của Lưu Oánh đã thật sự kết thúc, những chuyện lúc trước nên quên hết đi. Từ sau này nàng phải thật sự trở thành lạc bảo anh lạc bảo châu đi cùng nàng nghiêng đầu hỏi tam tỷ tỷ muốn mua cái gì mua bút đi hắn cho nàng mượn bút nàng lại nhẫn tâm cắn hỏng bút hắn dường như đưa cái này là thỏa đáng nhất lạc bảo châu ồ một tiếng hai người đi đến cửa hàng bán văn phòng tứ bảo tiểu nhị thăm hỏi nhiệt tình sau đó dẫn các nàng đến chỗ bày bút mực rực rỡ muôn màu loại nào cũng có nhưng đôi mắt lạc bảo anh tinh tường rất nhanh đã nhìn trúng một cây bút lông cừu chỉ về phía đó rồi nói lấy cái này. Hai vị cô nương ăn mặc không quá hoa lệ, thế nhưng lại chọn cây bút lông xa xỉ nhất, tiểu nhị sợ các nàng không có đủ bạc, nhắc nhở nói, thân bút làm bằng ngà voi nguyên chất. Ngà voi phải mài rũa rất tốn công, đầu bút làm từ lông của Sơn Dương thượng hạng ở vùng Thái Hồ, thế nên không giống mấy loại bình thường. Chắc chỉ vài chục lượng bạc, cùng lắm là mất hai viên chân châu, là bảo anh nghĩ thầm, trả hết ân tình trong một lần cũng tốt. Nàng đặt một nén bạc lên bàn, từng này đủ không? trong mắt đen láy tỏa sáng lấp lánh hiện lên vài phần không kiên nhẫn dường như muốn nói hắn mắt chó xem thường người khác tiểu nhị bị làm cho mù mờ không ngờ tiểu cô nương ra tay hào phóng như vậy tiêu tiền không chớp mắt trưởng quay nhìn thấy hung hăng chừng mắt nhìn hắn rồi nói còn không đem bút đi gói cẩn thận ngẩn người ở đây làm gì sau đó ân cần đi lên hai vị cô nương có nhìn chúng thứ nào khác không thật ra nàng cũng rất thích ống đựng bút bằng bạch ngọc có lớp sơn sáng bóng ở bên cạnh còn cả thỏi mực thơm ngát đằng kia nhưng nếu mua hết chỉ sợ mũ chân châu của nàng sớm trở nên chọc lóc. Lạc Bảo Anh cố dằn xuống tác phong tiêu xài phung phí như trước, quyết đoán nói, không cần. Trưởng quầy tự tay đưa bút cho nàng, cười nói, các cô nương đi cẩn thận, mấy ngày nữa tiểu điếm sẽ có hàng mới, mong các cô nương tiếp tục ghé thăm. Lạc Bảo Anh nắm tay Lạc Bảo Châu ra ngoài, đi tới cửa thì dừng lại hỏi, có muốn ăn gì không, ở gần đây có rất nhiều món ngon. Vừa nhắc tới đồ ăn, Lạc Bảo Châu lập tức chảy nước miếng, bẻ ngón tay kể ra từng món một nàng bóp khuôn mặt phúng phính của lạc bảo châu dẫn người đi ăn ngồi ở nhã gian trên lầu 2, trên bàn bày bảy tám món có bánh ngàn lớp xôi gà bọc lá sen bánh đậu đỏ bánh ngọt phủ mật ong còn có một bình rượu trái cây hai tiểu cô nương ăn no căng lạc bảo anh đỏ mặt dặn dò lạc bảo châu bảo nàng không được nói với viên thị hai người uống rượu trái cây dù sao cũng là rượu vì nó chua chua ngọt ngọt rất ngon miệng nên tiểu cô nương đều muốn thử lạc bảo châu không ngừng gật đầu vỗ bụng nói đợi mặt hết đỏ rồi về đứa nhỏ này còn rất thông minh lạc bảo anh cười rộ lên dưới lầu có người giao bán quả lê tươi ngon ngọt mát lạc bảo anh nhìn thử sau đó ném xuống mấy đồng tiền người bán lê nhanh chóng gọt vỏ rồi sâu vào que nâng lên cửa sổ lạc bảo anh tháo ra nhìn thấy trên đường cách đó không xa có một đoàn người đang đi tới trong đó có một vị cô nương đang cưỡi một con ngựa lớn trắng như tuyết thoạt nhìn khoảng 13-14 tuổi dung mạo xinh đẹp yêu kiều mà người cưỡi ngựa bên cạnh chính là la thiên trì Thiếu niên giống như đã trưởng thành chỉ sau một đêm, vóc người cao hơn lần trước nàng nhìn thấy rất nhiều, hắn mặc áo bào màu tím đậm, chân đi ủng ra hưu, lưng đeo bảo kiếm, khi khái hào hùng. Sau năm đệ đệ đã 16 tuổi, mau một chút thì 17 tuổi có thể đính hôn, giống như vệ làng. Đôi mắt lạc bảo anh híp lại, kéo tay lạc bảo châu nói, không vội về, chúng ta vừa ăn no xong nên phải đi lại cho tiêu thực. Bây giờ lạc bảo châu luôn nghe lời nàng, ngoan ngoãn theo nàng xuống lầu. Trên đường người đến người đi, hai người đang cưỡi ngựa hấp dẫn ánh mắt của rất nhiều người, cô nương thanh tú xinh đẹp còn thiếu niên anh tuấn oai hùng, mọi người sôi nổi bàn tán. Nếu là cô nương bình thường, sợ là đã sớm đỏ bừng mặt, nhưng đây là trường Bội, nàng là nữ nhi của Võ Khang Bá phủ, từ nhỏ đã đi theo phụ thân và các ca ca học võ, mang đậm dáng vẻ của nữ nhi con nhà võ, không câu nệ tiểu tiết, nhìn thấy ánh mắt của mọi người, nàng cúi đầu nhìn vẻ xuất chúng của La Thiên Trì, khóe miệng càng cong lên. Ai ngờ La Thiên Trì đột nhiên dừng lại, Tương bội nhìn theo ánh mắt của hắn, chỉ thấy trước cửa tửu lâu đối diện có hai tiểu cô nương đang đi ra, một người mặc váy dài màu xanh lá, dáng người bụ bẫm thấp lùn, đi lon ton ở phía sau, búi tóc nụ hoa trên đầu cực kỳ đáng yêu. Một tiểu cô nương khác khoảng 11-12 tuổi, mặc áo ngắn màu trắng thuần cùng váy hoa màu đỏ hạnh, tuổi còn nhỏ nhưng đã hiện rõ dáng người thon dài thướt tha, mỗi bước chân như hoa sen nở rộ, vừa uyển chuyển nhẹ nhàng lại vừa thanh cao nhã nhặn, vừa nhìn đã biết là người được dạy dỗ tốt. Nhưng cô nương như vậy theo lý thuyết nàng nên quen biết trương bội nghĩ thầm cả hai người này nàng đều chưa từng gặp qua rốt cuộc tiểu cô nương xinh đẹp này là ai đang lúc nghi hoặc la thiên trì nhanh chóng bỏ lại nàng ngay cả một câu nói cũng không có mà trực tiếp xuyên qua dòng người đi nhanh về phía hai người kia trong lòng trương bội giật mình vội vàng dục ngựa đuổi theo đúng là đệ đệ thân thiết nhất của mình lạc bảo anh nghĩ thầm tâm linh tương thông quả nhiên nàng vừa đi ra lập tức la thiên trì đã nhìn thấy nàng bước chân chậm dần nhưng không dừng lại tiểu hầu ra ra ngoài nàng là một cô nương người ta không chủ động chào hỏi mà mình lại vô vập tiếp đón nếu truyền ra ngoài sẽ mất hết thể diện la thiên trì biết tính tình của tỷ tỷ từ trước đến nay luôn cao ngạo thành thói quen hiện giờ biến thành lạc tam cô nương ra thế không sánh bằng hắn nhưng hắn thấy nàng cũng phải ra mặt chào hỏi trước ai bảo nàng chính là thân tỷ tỷ của hắn la thiên trì đứng yên cách một đoạn nói lạc tam cô nương lúc này lạc bảo anh mới quay đầu lại lộ ra biểu cảm kinh ngạc la công tử thì ra là ngươi thật trùng hợp ánh mặt trời buổi sáng rực rỡ sán lạn tiết trời cuối thu mát mẻ gương mặt tươi đẹp của cô nương còn thu hút hơn cả ánh mặt trời trương bội nhìn người trước mặt có hàng mi chập trùng như núi xa đôi mắt long lanh ánh nước không khỏi nhướng mày nói lạc tam cô nương lạc gia là nhà nào hình như ta chưa nghe đến bao giờ mới tới kinh thành sao chắc hẳn xuất thân từ cửa nhỏ nhà nghèo còn nhỏ tuổi đã biết câu dẫn nam nhân thế nhưng có thể khiến la thiên trì bỏ nàng để chạy tới đây lời nói của trương bội không có ý tốt chân mày la thiên trì nhếch lên giọng điệu trách móc ngươi còn không biết kiến thức của mình hạn hẹp vào dịp sinh thần năm nay của ân huệ trưởng công chúa nàng ấy đã đứng nhất trong cuộc thi viết thư pháp ngay lập tức gương mặt trương bội đỏ bừng muốn trách mắng la thiên trì giúp đỡ người ngoài bắt nạt nàng nhưng nàng cũng không là gì của hắn giống như người câm ăn hoàng liên nàng kéo dây cương đột nhiên lao ngựa đi thẳng cô nương nhà người ta đã tức giận nhưng la thiên trì vẫn thờ ơ là bảo anh ngẩng đầu nhìn hắn để không đuổi theo đuổi theo làm gì la thiên trì tức giận nói lúc nãy còn muốn làm khó tỉ, chưa thấy người không có gia giáo như vậy bao giờ, khó trách tổ phụ từng nói. Chúng ta huân quý gia tộc vẫn là thiếu một ít tỉ mỉ cân nhắc so với dòng dõi thư hương, cũng trách không được tỉ coi trọng. Hắn đang nói thì ngừng lại, không nhắc tới chuyện quá khứ, sau đó quay ra phân phó La Uy, ngươi tới võ khang bá phủ mang ngựa của ta về. Đó là con ngựa hắn yêu thích nhất, tên là Dạ Tuyết, bình thường mỗi khi ra ngoài đều thích cưỡi nó, hôm nay vì sao Lạc Bảo Anh phải gặp hắn, còn không phải vì con ngựa này sao tự nhiên hắn lại để trương bội cưỡi, vì thế lạc bảo anh cho rằng đệ đệ của mình có quan hệ với nàng. liên quan đến chuyện trung thân đại sự, lạc bảo anh hết mực quan tâm. ai ngờ vừa nhìn thấy nàng, hai người đó lại gây sự đến mức xảy ra mâu thuẫn. lạc bảo anh hỏi hai người vừa đi đâu, sao nàng ấy lại cưỡi ngựa của đệ? vừa cưỡi ngựa bắn cung ở ngoài thành, nàng nói ngựa của nàng bị thương, cổ chân lại bị trẹo nên ta đành phải cho nàng mượn ngựa. la thiên trì nói nữ nhân chính là phiền toái, lạc bảo anh cười khúc khích tiểu tử ngốc còn không thông suốt không biết cô nương nhà người ta đã coi trọng hắn bị thương nhất định là giả bộ nhưng thoạt nhìn đệ đệ có vẻ không thích trường bội thế nên nàng không nhiều lời chỉ nói lần sau phải đối xử mềm mỏng hơn với các cô nương sau này đệ còn phải cưới vợ cứ hung hăng hống hách như vậy sao được la thiên chỉ không nói gì cúi đầu liếc mắt nhìn lạc bảo châu lạc bảo châu luôn đứng bên cạnh nghe bọn họ nói chuyện đôi mắt mở lớn hết cỡ hiển nhiên là nghe không hiểu gì nhìn thấy hai người tay trong tay la thiên chỉ nghĩ thầm tỷ tỷ đúng là đã coi nàng trở thành muội muội thật sự đi đâu cũng có nhau trên mặt hai người phiếm hồng hẳn là vừa uống rượu xong hắn hỏi bây giờ hai người phải đi về không quay về lạc bảo châu sen mồm nói đợi khi mặt hết đỏ mới trở về nàng nhìn la thiên trì ta nhớ ra rồi ngươi chính là người lần trước nhảy lên thuyền của bọn ta ừ la thiên trì cười ngày ấy là hắn tới lôi hoa chăn đi nếu không vội về chi bằng đến hầu phủ của ta chơi hắn mời lạc bảo anh lườm hắn Nghi Xuân Hầu Phủ chỉ có một nam nhân là hắn, ngay cả một nữ quyến cũng không có, nàng đến đấy, người khác sẽ nghĩ như thế nào. Nàng không muốn bị truyền ra lời nói khó nghe với chính đệ đệ ruột của mình, nàng xua xua tay, cảm ơn ý tốt của Hầu Gia, muốn đến nhà người khác làm khách phải được mẫu thân đồng ý. La Thiên chỉ có chút tủi thân, trong phủ vắng vẻ quạnh hiu, hắn không thích cảnh tượng đó, thật vất vả mới gặp được nàng, thế nhưng nàng lại không muốn tới. Lúc này La Uy đã dắt ngựa về, tuấn mã có bộ lông trắng như tuyết, trơn bóng như ngọc, khẽ động một cái lông mau trên cổ lập tức đung đưa từng sợi mềm mại như tơ tằm lạc bảo châu kéo tay lạc bảo anh nói tam tỷ con ngựa này thật đẹp giống mấy con ngựa ở nhà mình nhà các ngươi cũng có la thiên trì nhướng mày ngựa của hắn chính là giống ngựa quý ở tây vực tuy không phải là hãn huyết bảo mã nhưng cũng là giữa ngàn vạn con mới tìm được một con từ khi nào mà lạc ra cũng có lạc bảo anh ho nhẹ một tiếng ngựa kéo xe nhìn thì to khỏe nhưng toàn thân xám xịt chỉ có thể dùng để kéo xe khung xương không tốt tuyệt đối không có vẻ đẹp hoàn mỹ như ngựa quý của la thiên trì la thiên trì cười rộ lên sau đó nói với lạc bảo châu con ngựa này không giống ngựa nhà ngươi không phải giống ngựa thuần chủng ở trung nguyên nó chạy nhanh như gió đấy có nhìn thấy gió đâu sao biết nhanh như gió được lạc bảo châu cảm thấy kỳ quái không tin sao ta cho ngươi thử la thiên trì khom lưng ôm lạc bảo châu lên lưng ngựa lạc bảo anh vội nói không được nàng không biết cưỡi ngựa để mau thả nàng xuống nhưng lạc bảo châu là lần đầu được cưỡi ngựa thế nên vô cùng hương phấn dù sao phụ thân và ca ca đều là người đọc sách không có sở thích cưỡi ngựa càng không cho nàng học vì thế nàng nhanh miệng nói tam tỷ không có việc gì mỗi cưỡi một lát thôi sau đó nhìn la thiên trì ngươi mau lên đi la thiên trì xoay người nhảy lên đệ đệ này lạc bảo anh cảm thấy bế tắc rõ ràng hạ nhân của lạc gia còn đang nhìn chằm chằm ở bên cạnh thế nhưng hắn không biết thu liễm tỏ ra thân quen như vậy làm gì nàng không biết lúc về nhà phải nói với viên thị như thế nào nhìn thấy dáng vẻ vui sướng của lạc bảo châu nàng lại không đành lòng không cho châu châu cưỡi ngựa đành phải nói chỉ được chạy một vòng thôi xin la công tử nhanh chóng đưa nàng về la thiên trì nói tỷ muốn đi cùng không ta vẫn còn một con ngựa lạc bảo anh đen mặt ta không cưỡi thấy tỷ tỷ tức giận la thiên trì khẽ cười kéo dây cương phóng đi vì đang ở trên đường phố nên không thể chạy quá nhanh đến khi ra khỏi cửa thành không cần kiên kỵ gì nữa nên hắn tăng nhanh tốc độ Bốn vó ngựa đạp xuống mặt đất tung lên từng đợt bụi mù, gió tạt vào mặt hơi đau rát, Lạc Bảo Châu che mặt lại, thiếu chút nữa phải bật khóc, "Ô ô nói, đúng là nhanh như gió, ngươi chạy chậm thôi." La Thiên Trì buồn cười, lúc nãy không sợ, bây giờ mới thấy sợ, không phải sợ, là đau, nàng quay đầu, chỉ vào khuôn mặt bụ bẫm của mình, giống như sắp bị rách ra tới nơi. Quả nhiên khuôn mặt còn đỏ hơn cả lúc này, La Thiên Trì lập tức thả chậm tốc độ, lên tiếng hỏi, "Trong ngươi với Tam tỷ của ngươi có tình cảm rất tốt?" đúng vậy nương nói ta phải thân thiết với tam tỷ như tỷ muội ruột thịt như nương ta sắp sinh đệ đệ rồi ta lại có thêm một đệ đệ ruột lạc bảo châu cười hì hì nói như thế ta không còn là người nhỏ nhất nhà nữa có đệ đệ rồi có phải sẽ không thích tam tỷ ngươi nữa đúng không hắn hỏi không đâu lạc bảo châu lắc đầu vẫn thích tại sao lại không thích chứ nàng quay đầu nhìn la thiên trì cảm thấy câu hỏi của hắn thật khó hiểu la thiên trì nghiêng người xoa mũi xem ra quả thật tỷ tỷ ở lạc gia không tồi cho dù không phải cùng một mẫu thân sinh ra nhưng vẫn thân thiết như vậy, đúng là khó có được. Hắn nhanh chóng đưa Lạc Bảo Châu trở về. May mắn không đi quá lâu, Lạc Bảo Anh lén lườm La Thiên Trì, làm bộ nói, vừa rồi đã gây phiền toái cho hầu gia, xin cáo tử. Lạc Bảo Châu vẫy tay với La Thiên Trì, hẹn gặp lại, La Ca Ca. Chỉ cho nàng cưỡi ngựa một lúc đã trở thành ca ca, nha đầu đúng là nói năng ngọt sớt, nhưng từ trước tới giờ La Thiên Trì chưa được ai gọi là ca ca. Lạc Bảo Châu vừa gọi như vậy, giống như lạc bảo anh có cùng thân phận cũng sẽ phải gọi theo như thế hắn lập tức cười rộ lên lạc bảo anh kéo lạc bảo châu rời đi về tới lạc phủ vì hạ nhân bẩm báo nên viên thị đã biết chuyện nhưng không gọi lạc bảo anh tới hỏi dù sao lạc bảo anh cũng xử sự thỏa đáng trái lại người khác lạ chính là la thiên trì nàng không khỏi thầm nghĩ hay là tiểu hầu ra coi trọng lạc bảo anh như nàng mới có 11 tuổi hay vì vang danh tài nữ nên hắn mới mến mộ viên thị nghĩ tới nghĩ lui vẫn không ra manh mối nào nhưng nói cho cùng nếu sau này La Thiên Trì thật sự muốn cưới Lạc Bảo Anh, đây nhất định không phải là chuyện xấu, đã như thế thì cần gì phải lo lắng phiền lòng, cứ từ từ quan sát thôi. Đến Tết trùng cửu, Lạc Nguyên Chiêu và Lạc Nguyên Giác từ thư viện trở về, vì đã sớm hẹn thời gian với vệ gia nên mọi người ăn sáng xong lập tức lên xe ngựa ra ngoài thành. Vẫn là vệ gia tới trước, nhóm tiểu bối xuống xe chào hỏi nhau. Các cô nương đều đội mũ thủ du, đỏ đỏ hồng hồng hết sức đẹp mắt. Vệ Hằng nói, hôm nay đông người lên núi, chúng ta không nên tách nhau ra ánh mắt hắn dừng trên người lạc bảo trương lấy ra phong thái của vị ca ca lớn tuổi nhất nam nhân đi trước dẫn đường các cô nương nhất định phải đi theo nếu muốn nghỉ ngơi phải báo cho mọi người biết lạc bảo trương không nhìn hắn đã không để nàng làm chính thất còn muốn trêu ghẹo làm gì nàng xoay đầu ra chỗ khác biểu cảm mang chút khinh thường khiến dáng vẻ nàng càng thêm sinh động vẫn thú vị hơn mấy cô nương bên cạnh vệ hằng cười cười lúc này lạc bảo anh đến trước mặt vệ lang đưa bút cho hắn lần trước ta được thưởng mũ chân châu đã sớm muốn cảm tạ tam biểu ca chọn tới chọn lui nên mới kéo dài tới tận bây giờ lễ vật này tam biểu ca có hài lòng không hắn vẫn nhớ rõ dáng vẻ nàng giật từng viên chân châu chỉ vì tức hắn nhưng dạo gần đây giống như đã thay đổi tính tình vệ lang cúi đầu nhìn bút lông có thân làm bằng ngà voi trong tay nhớ mày nói tốn không ít tiền đi không nhiều lắm chỉ cần tam biểu ca thích là được là bảo anh cười tủm tỉm đôi mắt cong thành trăng non thân mình hơi nghiêng về phía trước Tam biểu ca, huynh có thích không? Đẹp nhưng không thực dụng. Vệ Lang nhàn nhạt, nhạt nói. Nếu thật sự lấy bút ra dùng, muội sẽ phát hiện, vẫn là cán trúc dùng tốt hơn. Tỉ mỉ chọn lựa, vô cùng xa hoa. Vậy mà hắn còn coi thường. Là bảo anh bĩu môi. Ngày mai ta lại mua bút trúc cho huynh, để huynh dùng cho tốt. Còn cái này trả lại đây. Nàng duỗi tay ra, muốn lấy bút lông về, nhưng Vệ Lang nhanh tay hơn, lập tức cất cây bút vào trong tay áo. Tam biểu muội đã cẩn thận chọn lựa, không thể phụ tâm ý của muội lộ ra bản tính tham tiền chứ gì ngoài mặt tỏ ra thanh cao nhưng trong lòng vẫn muốn có được cây bút xa xỉ này lạc bảo anh lén khinh thường nhân mũi nói coi như huỳnh có mắt nhìn vệ lang nói nói thật cây bút này của muội không dễ dùng bằng cái ta đưa bút hắn tặng nàng nàng vẫn luôn đầy nó vào lãnh cung chưa bao giờ lấy ra dùng lạc bảo anh dầm dì hai tiếng nói qua loa lấy lệ lúc về ta lấy ra dùng thử nói xong nhanh chóng bỏ chạy nhìn bóng dáng nàng không biết vì sao đột nhiên vệ lang có chút bực bội thái độ của nàng có hơi thay đổi nhưng bản chất vẫn là tiểu nha đầu vô lương tâm nàng nhanh chóng đến chỗ các cô nương vệ hạm tò mò hỏi ngươi vừa đưa tam ca cái gì tạ lễ sư đồ tổ mẫu ta nhắc mãi ta có được mũ chân châu hơn phân nửa là công lao của tam biểu ca thế nên phải bày tỏ lòng biết ơn vệ liên cười rộ lên cũng đúng nhưng trong đầu nàng lại suy nghĩ dù sao vệ lang cũng là tam ca của nàng sao không chỉ bảo cho nàng đúng thứ nhất chứ có lẽ mình thật sự không có thiên phú như Lạc Bảo Anh, nàng đột nhiên nhủ trí. Trên thực tế, những cô nương có tài năng ngày hôm ấy đều cảm thấy hơi nhụt chí, từng ấy người mà không có ai bằng một tiểu cô nương 11 tuổi. Các cô nương vừa nói vừa bước lên bậc thang, mới tới sườn núi, đột nhiên Lạc Bảo Châu giữ chặt tay Lạc Bảo Anh, nhẹ giọng nói: "Tam tỷ, muội gấp quá, muội không chịu được rồi, lúc ở nhà uống nhiều nước quá." Khuôn mặt tiểu cô nương nhăn nhó. Lạc Bảo Anh đen mặt: "Nếu ở chỗ khác, không cao như ngọn núi này, thì leo đến đây đã sớm có khách phòng để nghỉ ngơi đương nhiên cũng có nhà xí nhưng ở đây thì làm gì có làm sao bây giờ lạc bảo châu nói muội không thể bẩn lắm đương nhiên là không thể lúc trước muội bị thế này thì giải quyết kiểu gì nương dẫn muội tới bụi cỏ cho người canh chừng khắp nơi lạc bảo anh nhớ tới hình như lúc nàng còn bé cũng từng gặp cảnh ngộ này không khỏi than một tiếng sau này muội nhớ trước khi ra ngoài không được uống nhiều nước biết rồi lạc bảo châu gật đầu liên tục lạc bảo anh nhìn xung quanh bên phải bậc thang phía trước có một lùm cây rất cao có thể đến đó giải quyết nàng nói với mấy vị cô nương rồi dẫn lạc bảo châu và mấy bà tử đến đó tìm được nơi thích hợp lạc bảo châu ngồi xổm xuống lập tức không thấy bóng người lạc bảo anh đứng chờ cách đó không xa bỗng nhiên có âm thanh từ phía sau chuyển đến trong đường mòn um tùm cây cối có một thiếu niên đang buộc thắt lưng nạm ngọc chậm rãi đi ra ánh mắt hai người chiếu thẳng nhau đôi mắt lạc bảo anh trợn tròn quá mức xui xẻo tự nhiên gặp phải tên tiểu tử thối này Hoa chân cũng không nghĩ tới sẽ gặp nàng đúng lúc này, nhưng từ trước đến nay tác phong của hắn luôn hào sảng, không xấu hổ chút nào, nhướng mày nói, có muốn ta giới thiệu chỗ tốt cho người không? Mặt lạc bảo anh đỏ lên, người cần nhà xí đâu phải nàng, hơn nữa, là cô nương. Mấy chuyện tế nhị kiểu này sao có thế dễ dàng nói ra trước mặt, quả nhiên hoa chân là tên khốn nạn, không biết lễ độ, vô liêm sỉ. Nàng vừa tức giận, dung mạo tựa như hoa sen, phiếm hồng rực rỡ. Lần gặp này đã cách lần trước hơn một năm, tết đoàn ngọ năm ngoái, hắn đẩy nàng, mà nàng lại dùng cây châm đâm hắn bị thương như vừa mới hôm qua nhưng thực chất đã xảy ra từ lâu tiểu cô nương trưởng thành rất nhanh hoa chăn liếc mắt nhìn nàng ngươi nhịn như thế không khó chịu sao còn không mau đi đi lạc bảo anh tức đến mức muốn đạp hắn một phát lúc này lạc bảo châu từ trong bụi cỏ đi ra cười tủm tỉm nói tam tỷ xong rồi chúng ta đột nhiên nhìn thấy hoa chăn nhớ tới chuyện ở trên thuyền nàng vội chạy đến bên cạnh lạc bảo anh giữ chặt tay nàng tam tỷ chúng ta mau đi thôi là sợ nàng lại bị bắt nạt Lạc bảo anh không sợ hoa chăn, nếu có thể khôi phục thân phận thì nàng đã sớm cho hắn một bài học. Để cho tên tiểu tử này biết thế nào là lễ độ, nhưng hiện tại không thể làm được gì, nàng chỉ có thể xoay người rời đi. Ai ngờ hoa chăn cố tình đi theo, vừa đi vừa dẫm mạnh lên cành cây khô. Một luồng áp lực vô hình lập tức xông tới, Lạc Bảo Châu sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, nhẹ giọng nói, làm sao bây giờ, tam tỷ. Lạc Bảo Anh xoay đầu lại, xin hoa công tử tự trọng. Hoa chăn nhướng mày cười, con đường này chỉ cho phép một mình ngươi đi yên tâm gia còn không đến mức giữa ban ngày ban mặt cướp ngươi về làm áp trại phu nhân tại sao lại có loại người này lạc bảo anh thực sự không thể ngờ tiểu thiếu niên luôn ngoan ngoãn lễ phép với nàng ngày trước thật ra lại có bản tính này nàng còn tưởng hắn sẽ không khác la thiên trì là bao nhưng mỗi khi la thiên trì gặp mặt các cô nương hắn tuyệt đối không nói những lời này sách làn váy lên nàng cố sức đi thật nhanh may mà đường lớn rất gần lạc bảo anh lập tức bước lên bậc thang người lạc bảo châu nhỏ vừa chạy vừa thở hồng hộc nàng lao thẳng tới bên người lạc nguyên chiêu giữ chặt tay áo hắn nói đại ca đại ca người xấu lại tới nữa ai lạc nguyên chiêu cúi đầu hỏi chính là người ở trên thuyền đầy tam tỷ lạc bảo châu vỗ ngực dọa muội sợ chết khiếp vừa rồi hắn còn đi theo sau bọn muội không biết hắn muốn làm gì thiếu niên hai nhà đều ở cùng một chỗ vệ lang nghe thấy lập tức dừng lại xoay người nhìn chỉ thấy cách đó không xa có một thân ảnh thon dài mặc áo gấm màu xanh đậm khảm vàng hắn lướt qua các cô nương sải bước đi về phía trước nhìn thấy vệ lang mới cao giọng cười vệ tam ca vệ lang lạnh lùng nói ngươi còn biết gọi ta là tam ca hoa chân đĩnh đặc nói tam ca chuyện lần trước không nói được ai đúng ai sai ta đẩy tam cô nương nhưng tam cô nương cũng ra tay không lưu tình hắn ôm ngực cứ mỗi khi trái gió trở trời chỗ này của ta đều thấy đau hắn nhìn lạc bảo anh sức lực của ngươi đúng là không nhỏ vốn lạc nguyên chiêu muốn mở miệng giáo huấn hoa chăn nhưng nghe được lời nói của hắn không khỏi hoài nghi rốt cuộc là có ý gì chỉ có vệ lang biết rõ vì ngày ấy hắn đã nhìn thấy lạc bảo anh rút cây châm ra đã làm rồi thì đừng có không thừa nhận hoa chăn nói ta đẩy ngươi là không đúng nhưng ngươi cũng đã trả thù lúc này đừng giấu giếm nữa xem như ta cho ngươi chiếm tiện nghi thật đúng là hỗn thế ma vương lạc bảo anh nghĩ thầm khó trách phụ thân hắn phải thường xuyên dùng gia pháp tên này phải đánh nát mông mới được nàng không muốn tiếp tục dây dưa với hắn nên nói đúng là ta đã thương ngươi đã vậy không ai nợ ai hoa chăn lập tức cười rộ lên lúc nàng nghiến răng nghiến lợi thật giống quả ớt nhỏ cắn một miếng nhất định là cay bừng ngon miệng thấy hoa chăn nhìn chằm chằm lạc bảo anh lạc nguyên chiêu đứng chắn trước mặt muội muội cho dù xá muội thật sự làm ngươi bị thương cũng là trừng phạt đúng người đúng tội lần sau nếu ngươi còn không bớt phóng túng đừng trách ta hạ thủ vô tình thư sinh tay trói gà không chặt có thể làm được gì hoa chăn không coi ra gì nhưng hắn không muốn vì chuyện này mà xích mích với vệ gia phụ thân rất coi trọng vệ lang mấy ngày trước vừa nhắc tới thật sợ đến ngày hai người đó gặp nhau phụ thân sẽ biết được chuyện tốt hắn gây ra không còn cách nào khác nên đành phải chủ động tới đây trong đời hắn rất hiếm khi thỏa hiệp với người khác nghe vậy hừ nhẹ một tiếng ngươi yên tâm nể mặt vệ tam ca ta không truy cứu chuyện này nữa lông mày lạc nguyên chiêu nhăn lại đang muốn nói thêm lại bị lạc bảo anh ngăn cản nàng nhẹ giọng nói đừng so đo với tên lỗ mãng này ca ca ở đây đông người không nên làm lớn chuyện dù gì cũng là tết trùng dương trên núi cực kỳ náo nhiệt lúc nào cũng có người đi qua đi lại lạc nguyên triều đành phải bỏ qua hoa chăn cười tủm tỉm đặt tay lên vai vệ lang tam ca nếu lạc tam cô nương đã nói thanh toán hết nợ nần huynh đừng giận ta nữa đã lâu như vậy rồi còn bực bội làm gì ta nghe nói huynh đã biên soạn xong võ tông thực lục được hoàng thượng đặc biệt khen ngợi huynh cứ chờ ban thưởng đi vệ lang đẩy tay hắn ra luôn mùng gọi ta là tam ca đến thời điểm mấu chốt chẳng phải một câu nói của ta cũng không thèm nghe sao hoa chăn nhướng mày huynh vẫn bắt ta phải xin lỗi tùy ngươi vệ lang đi về phía trước hoa chăn nhìn bóng dáng hắn hận đến ngứa răng quay đầu nhìn lạc bảo anh tiểu cô nương tắm mình dưới ánh mặt trời hai hàng lông mi lóe sáng liên tục chớp chớp giống như cánh bướm nhẹ nhàng bay đi nhớ tới ngày đó nàng bị hắn đẩy ra sau đó đập lên người vệ lang có lẽ cũng hơi đau cho nên mới nhẫn tâm đâm hắn như vậy vì điểm này hắn lực ưỡn ngực nói lần trước đẩy ngươi là ta không đúng lạc bảo anh kinh ngạc đôi mắt trợn tròn sâu thẳm giống như hai hồ nước trong suốt sáng ngời. Ánh mắt hai người chạm vào nhau, bỗng nhiên hắn cảm thấy mất mặt, vội vàng xoay người rời đi. Lạc Bảo Anh ở sau lưng bật cười. Thật không ngờ hắn nghe lời vệ lang như vậy, từ khi nào mà Lâm Xuyên Hầu Phủ phải nhìn sắc mặt của vệ gia. Thế nhưng vệ lão gia tử đã lăn lộn ở chốn quan trường nhiều năm, lại là ân sư của thái tử, trừ phi giống như La Gia hoặc Lưu Gia. Còn những nhà khác đúng là hiếm có cơ hội chống lại vệ gia, hoa chăn làm vậy cũng là thuận theo lẽ thường. Sau này phải thật gần gũi với tam biểu ca nàng nghĩ đến lâu dài lập tức cảm thấy có thân thích như vệ lang thật sự quá tốt thấy hoa chăn mãi vẫn chưa tới la thiên trì nhàm chán nên ngồi xuống ghế đá rút bảo kiếm ra lau chùi đến khi hạ nhân nói hoa chăn tới rồi mới đút bảo kiếm vào vỏ rồi đeo lên hông ngươi đi giải quyết ở tận đâu mà lâu như vậy lôi ta cùng đi leo núi cho bằng được tới nơi ngươi lại mất tích không thấy đâu la thiên trì oán giận để ta ở đây hứng gió lạnh còn không phải gặp được hắn nhớ tới lúc nãy đã hiểu lầm lạc bảo anh khóe miệng hơi tươi cười thì ra người cần giải quyết là muội muội nàng cũng đúng thôi nàng đã lớn rồi nên sẽ không đến mức đi khắp nơi tìm nhà sĩ, nhất định phải chú ý đến thanh danh gặp được lạc tam cô nương la thiên trì kinh ngạc thiếu chút nữa đã tóm cổ áo hoa chăn rốt cuộc cố nhịn lại bàn tay trong tay áo nắm thành quyền cố gắng ra vẻ thản nhiên phải không vậy ngươi đã làm gì ta có thể làm gì ta đã sớm đồng ý với ngươi là không tìm nàng gây chuyện nữa đương nhiên sẽ không làm gì la thiên trì chăm chú quan sát không biết có phải hắn nói dối hay không Hai người thân thiết như huynh đệ ruột thịt, biết rõ tính cách của đối phương, từ trước đến nay Hoa Chăn nói được làm được. Nhưng chuyện này liên quan đến tỷ tỷ nên La Thiên Trì vẫn thấy không yên tâm, nhưng không thể nhiều lời, âm thầm suy nghĩ lát nữa sẽ tự đi tìm hiểu tình hình. Nếu Hoa Chăn lại bắt nạt tỷ tỷ, lúc này hắn nhất định không buông tha Hoa Chăn. Bỗng nhiên Hoa Chăn nói, người của vệ gia cũng tới đây, chi bằng ngươi đến đó với ta, càng nhiều người càng náo nhiệt. Nếu là ngày thường đương nhiên La Thiên Trì sẽ không đi, nhưng lời này lại gãi đúng chỗ ngứa vì thế hắn nhàn nhạt, nhạt nói đi thì đi nhưng ngươi đừng hy vọng ta nói chuyện với vệ lang ngươi còn hận huynh ấy vệ tam ca không hại chết la tỷ tỷ lưu oánh cũng bị xử tử rồi ngươi không hiểu la thiên chỉ là nhìn tình cảm lúc trước của la chân dành cho vệ lang ngày nào nàng cũng nhắc tới vệ lang trước mặt hắn khiến người làm đệ đệ như hắn có chút ghen tị nhưng tỷ tỷ đã qua đời vệ lang vẫn như vậy không thấy hắn thương tâm khổ sở vì nàng dạo gần đây không phải là cửa vệ gia đã sắp bị đạp hỏng rồi sao hắn chuẩn bị thành thân rồi còn gì nhưng tỷ tỷ la thiên trì đột nhiên ngẩn ra hiện giờ tỷ tỷ trở thành lạc bảo anh phải gọi vệ lang là biểu ca nếu nàng vẫn còn thích hắn thì phải làm sao bây giờ kém 8 tuổi lại không môn đăng hộ đối để gả chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn cưới vợ nhìn hắn cùng nữ nhân khác sinh con có lẽ tỷ tỷ sẽ phải chịu nhiều đau khổ tại sao trước đây hắn không nghĩ tới chuyện này lúc này la thiên trì mới phát hiện mình quá mức sơ suất hắn vội vàng đi theo hoa chăn tới chỗ vệ gia và lạc gia tết trùng cửu không thể không nhắc tới bánh trùng cửu rượu hoa cúc lúc đi leo núi nhất định phải bày một bàn trà nhỏ ở đỉnh núi mọi người ngồi xung quanh uống rượu ngắm hoa vì thế lúc này ở trên đỉnh núi đã có rất nhiều gia đình đang náo nhiệt ăn mừng vì hoa chăn đã thành thật xin lỗi nên vệ lang và lạc nguyên chiêu không làm khó hắn nữa lúc hắn và la thiên trì tới đây mấy thiếu niên tự nhiên ngồi xuống uống rượu cùng nhau các cô nương ngồi trong quán trà cách đó không xa vào tết trùng dương trên đỉnh núi chỗ nào cũng có quán trà vì ngày này có rất nhiều công tử cô nương con nhà giàu có đi leo núi, chỉ cần mở một quán nhỏ là lập tức kiếm được tiền. Rất nhiều người lựa chọn đến quán trà ngồi, chỉ là hơi giản dị, nhưng các cô nương không quá để ý, ngồi ở chỗ này cảm thấy vừa mới mẻ vừa thú vị. Ai ngờ La Thiên Trì vì lo lắng cho tỷ tỷ nên ánh mắt đảo tới đảo lui, muốn ra hiệu cho Lạc Bảo Anh ra ngoài nói chuyện. Vệ lang nhìn thấy, lập tức nhìn về phía Lạc Bảo Anh. Tiểu cô nương đang cầm chén rượu, ngón trỏ thon dài giống như cọng hành mơn mởn đầu xuân, nàng cúi đầu nhấp một ngụm. Màu đỏ nhạt trên môi in lên miệng chén, giống như hoa mai giữa trời tuyết, tư thái xinh đẹp tuyệt trần, chẳng trách tuổi còn nhỏ mà đã được nhiều người yêu thích. Vệ Lang đột nhiên nói, "Nhị muội, mọi người không nên uống quá nhiều, rượu hoa cúc uống vào thanh đạm nhưng một lúc sau mới ngấm, mau vào khách phòng trong miếu nghỉ tạm đi." Lông mày La Thiên Trì nhăn lại, như vậy sao hắn có thể nói chuyện cùng tỷ tỷ? Vệ Hạm ở đằng kia cất tiếng trả lời, cười nói, "Tam ca vừa nói, đúng thật cảm thấy hơi choáng váng, chúng ta mau chóng đi vào thôi." ở trên núi đa phần đều có miếu tuy rằng chùa bạch mã ở kinh thành thu hút đông đảo khách hành hương nhưng trong miếu không thờ bồ tát giống vậy miếu thờ ở đây ít người đến hơn vì thế hương hoa đèn khói không có nhiều miễn cưỡng cũng có thể qua ngày các cô nương lập tức đi vào miếu trơ mắt nhìn tỷ tỷ rời đi la thiên chỉ nghĩ có lẽ đêm nay phải lén sông vào lạc gia tự dưng lại thêm phiền toái thế nên càng thêm bất mãn với vệ lang hắn nhấc chén rượu lên uống hai ngụm rồi nói nghe nói tam công tử sắp đính hôn giọng nói tràn đầy vẻ châm chọc khó trách la thiên trì không muốn để ý tới mình vệ lang đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ thì ra la thiên trì không cam lòng vì tỷ tỷ nhưng hắn và la chân vẫn chưa thành hôn hơn nữa hai người mới chỉ gặp nhau ít ỏi vài lần hắn có thể làm gì chẳng lẽ đi diễn kịch khắp nơi cho toàn thiên hạ biết vệ lang hắn đối với la chân tình sâu nghĩa nặng nhưng chỉ tiếc chuyện tốt không thành hắn không muốn làm mấy chuyện lừa mình lừa người như vậy mà đã đến tuổi này cho dù lại muốn đính hôn hắn cũng không cảm thấy có chỗ nào không đúng nhưng bây giờ hắn vẫn chưa muốn nên phải đính chính chưa có cô nương thích hợp, thế nên chuyện đính hôn vẫn cần kéo dài một thời gian. La Thiên Trì cười lạnh một tiếng, lúc trước ngươi đính hôn với tỷ tỷ của ta, thế nhưng quyết định rất nhanh, chỉ vừa mới nói ra, vệ ra các ngươi lập tức đồng ý. Bây giờ mới tính sổ, nhưng hắn đâu có nợ nần gì. Vệ lang nhàn nhạt, nhạt, nói, chẳng lẽ lúc ấy ta không đồng ý, bây giờ ngươi có thể vui sướng ăn mừng. Một câu khiến La Thiên Trì tức nghẹn không nói nên lời. Mặc kệ vệ gia có nguyện ý kết thân hay không thì bây giờ La Trân cũng đã qua đời, hắn nhắc tới chuyện này, là cố tình chỉ trích vệ lang, làm nhục vệ gia, muốn nói vệ gia coi trọng quyền thế của La gia, thế nên đương nhiên vệ lang sẽ không thừa nhận. La Thiên Trì đặt chén rượu lên bàn, dù sao lúc trước con mắt của tỷ tỷ ta đã bị mù nên mới coi trọng người. Hắn đứng dậy rời đi. Lúc này Hoa chăn rất hối hận vì đã dẫn La Thiên Trì tới đây, nghĩ thầm quả nhiên trong lòng tiểu tử này vẫn tràn đầy oán giận, thế nên bây giờ mới mượn rượu để phát tác. Nhưng thật là không có đạo lý, nếu hai người đó đã thành thân thì không nói làm gì, nhưng đằng này vẫn chưa thành thân lại đã hai năm trôi qua tại sao vệ lang không thể đính hôn hắn vội nói hắn uống say vệ tam ca không cần để ý ta đi dạy dỗ hắn sắc mặt vệ lang bình tĩnh có lẽ đấy là lời nói trong lòng của hắn dù sao cũng là tỷ tỷ ruột từ nhỏ hai người đã sống nương tựa lẫn nhau hắn có thể che chở tỷ tỷ như vậy cũng là người có tình có nghĩa hoa chăn gật đầu sau đó cáo từ với mọi người rồi nhanh chóng đuổi theo la thiên trì lạc nguyên chiêu và lạc nguyên giác không biết vệ gia và la gia có mâu thuẫn nghe được chuyện của người ta nên có chút xấu hổ vệ hằng rót cho bọn hắn hai chén rượu cười nói tuy la thiên chỉ là hầu gia nhưng rốt cuộc vẫn chưa trưởng thành đính hôn chính là chuyện hai bên cùng tình nguyện vậy mà hắn nói giống như tam đệ là người ham giàu sang phú quý trưởng bối vệ gia làm gì có ai không dốc sức vì triều đình lão gia của đại phòng và nhị phòng đều làm quan nhưng tam phòng vệ gia phụ thân của vệ lang đã qua đời không nói thì không sao vừa nói đã khiến người khác nảy sinh nghi ngờ khóe miệng vệ lang nhếch lên đúng vậy hắn không có phụ thân che chở tuy rằng được tổ phụ yêu thương nhưng tương lai của tam phòng chỉ có thể dựa vào một mình hắn thịnh vượng hay suy tàn cũng chỉ do một mình hắn nâng chén rượu lên đột nhiên hắn cảm thấy gánh nặng trên vai thật lớn tuy rằng mấy năm nay đã tập mãi thành quen mỗi lần người khác nhắc tới hắn đều hết lời khen ngợi nhưng nhắc tới phụ thân hắn đều không biết phải nói gì phụ thân hắn không thích hợp làm quan tổ phụ đã nói rất nhiều lần trên thực tế cũng là như vậy nhưng lúc đó phụ thân có bị chảy máu vỡ đầu cũng muốn tạo ra thành tích bằng mọi giá phải có được sự thừa nhận của tổ phụ nhưng cuối cùng vẫn thất bại thảm hại không còn mặt mũi trở về vệ gia mùa đông ở giang nam năm ấy ông lặng lẽ qua đời hôm đó dưới hiên nhà lần đầu tiên con chim họa mi hắn nuôi không cất tiếng hót hắn uống một hơi cạn sạch chén rượu người khác nói cái gì có lẽ không cần để ý tới hắn vẫn biết đại phòng và nhị phòng vệ gia luôn ngấm ngầm phỏng đoán vì sao vệ lão gia tử đồng ý hôn sự này kỳ thật là muốn tìm cho hắn một chỗ dựa nhưng giả sử đó là cô nương mà hắn không có cách nào chấp nhận, thì cho dù có dựa vào núi vàng núi bạc, hắn cũng không bao giờ đồng ý. Nhưng chuyện này có thể giải thích kiểu gì? Trung quy vẫn là có lợi cho mình, không phải hoàn toàn trong sạch thuần khiết, nhưng mà nước quá trong thì không có cá, con người sống trên đời cũng không thể dứt bỏ hoàn toàn những thứ rối loạn này. Mùi hương hoa cúc thanh đạm quanh quẩn ở chóp mũi, hắn chỉ có thể gượng cười. Trên đường đi xuống, gặp được đoàn người đang lên núi, Lạc Bảo Trương tinh mắt, nhanh chóng gọi to, "Tưởng công tử, tưởng cô nương!" Tưởng gia là dòng dõi thư hương, Tưởng lão gia tử giữ chức công bộ thượng thư, năm đó Lạc Vân đi thi, ông ấy là giám khảo. Vì nhìn chúng tài văn chương của Lạc Vân nên đã thu làm môn hạ. Lúc Lạc gia chuyển tới kinh thành đã đến thăm Tưởng gia đầu tiên. Tưởng công tử tên Tưởng Tự Hòa, Tưởng cô nương là Tưởng Tịnh Anh, hai người họ là con của Tưởng Hàng trực con trai độc nhất của Tưởng lão gia tử. Tưởng cô nương năm nay vừa mới 13, cũng là đích nữ duy nhất, người nhà rất yêu thương bảo bọc, bình thường không ra khỏi cửa, vì thế tính tình hơi hướng nội vừa nhìn thấy đông người mặt đã đỏ lên nhẹ giọng nói thì ra là các người đây là cháu gái bảo bối của ân sư của cha mình nhất định phải lấy lòng lạc bảo anh nở nụ cười tiến lên nói chuyện với nàng chúng ta vừa mới uống rượu hoa cúc ăn bánh trùng cửu vì gió ở trên ấy quá lớn nên muốn vào miếu nghỉ tạm đang nói bỗng nhiên tưởng tịnh anh ho khan một tiếng thấy muội muội như vậy tưởng tự hòa vội nói ta nói rồi coi chừng bị cảm lạnh có lẽ đã bị gió thổi chúng nếu không muội đi cùng mấy cô nương lạc ra vào miếu tránh gió đi chờ ta lên tới đỉnh núi rồi quay về đón muội trước giờ thân thể tưởng tịnh anh luôn yếu ớt cũng biết mình không chịu nổi nên gật đầu đồng ý mấy cô nương cùng nhau rời đi là bảo trương tò mò hỏi nghe nói ngày thường ngươi không ra ngoài tại sao hôm nay lại đi leo núi ở nhà nhiều cũng chán tưởng tịnh anh nói vừa hay đúng ngày tốt ta lại chưa bao giờ leo núi thế nên mới bảo ca ca dẫn đi cùng là bảo anh tặc lưỡi thì ra trên đời vẫn còn cô nương kiểu này không thích ra ngoài chơi Nhớ trước đây, nàng chỉ hận không thể đi hết núi non trời biển của Đại Lương, bên tai lại nghe được giọng nói của Tưởng Tịnh Anh, cũng vì từ nhỏ sức khỏe ta không tốt, đạo sĩ nói, sau khi ta 12 tuổi mới có thể ra khỏi nhà. Thì ra còn có nguyên nhân sâu xa, Lạc Bảo Anh gật đầu, đúng là nên cẩn thận, hơn nữa ngươi chưa ra ngoài bao giờ, đương nhiên sẽ không quen khí hậu bên ngoài, mũ của ngươi đâu, sao không đội lên? Nàng lấy mũ của mình từ trong tay tử phù cho Tưởng Tịnh Anh đội. Tưởng Tịnh Anh cong môi cười, cảm ơn. Nàng là nữ nhi duy nhất trong nhà bên cạnh không có tỉ muội nào bình thường nàng có chút cô đơn thấy lạc bảo anh thân thiết dễ gần như vậy trong lòng lập tức thích lạc bảo anh lúc này lạc bảo anh đang lén thở dài ngay trước nàng cần gì phải lấy lòng ai bây giờ làm mấy chuyện này cũng là vì nhìn vào thân phận của tưởng tịnh anh có thể thấy một khi con người đã bị rơi xuống phía dưới chỉ vì một chút lợi ích cũng có thể sẵn sàng thay đổi bản thân thế nhưng cô nương này cũng làm cho người ta yêu thích giả sử là người thích lên mặt xem thường người khác cho dù có đánh chết nàng cũng không làm chuyện này miếu thờ ở rất gần mọi người đi một lúc đã tới vì ở trên núi nên không cần tốn sức trồng cây trồng hoa bốn phía đều là cỏ cây xanh um tươi tốt đang là mùa thu nên ngoại trừ hoa cúc còn có thêm lá phong đỏ rực rỡ hấp dẫn ánh mắt mọi người là bảo đường nói nơi này có tường bao quanh nên không có gió lớn tưởng cô nương khó có lúc ra ngoài nếu lại ở trong phòng sẽ có chút tù túng không bằng cứ đặt bàn trà ở đây rồi lấy rượu hoa cúc ra nếm thử một chút có được không được đấy kỳ thật ta vẫn chưa uống đủ Tam biểu ca đúng là canh chừng quá mức. Lạc Bảo Trương bĩu môi, nàng nhìn thấy ánh mắt Vệ Lang dừng ở chỗ các nàng, nhất định là đang nhìn Lạc Bảo Anh. Thế nhưng tam muội cứ không tin hắn có ý đồ với mình, nàng âm thầm tặc lưỡi, những ảo tưởng với Vệ Lang dường như đã phai nhạt bớt. Dù gì nàng cũng là đại cô nương, hắn có hứng thú với ai mà nàng còn không biết sao? Đột nhiên nàng có chút buồn cười. Ánh mắt quỷ dị của Lạc Bảo Trương nhìn chằm chằm về phía này, Lạc Bảo Anh nhịn không được đưa tay lên sờ mặt, còn tưởng bị dính cái gì. Vệ hạm cười nói, "Tam ca cũng là có ý tốt, sợ chúng ta uống say, mọi người mau ăn điểm tâm đi, còn tưởng cô nương mới đến, có thể uống vài ngụm." Các cô nương vui vẻ ngồi xuống. Là bảo anh ăn một lúc, đột nhiên có một hòn đá nhỏ không biết từ đâu bay tới, dừng lại bên chân nàng. Kỹ xảo điều luyện như vậy, nhất định là Đệ Đệ làm ra. Nàng vừa bực mình vừa buồn cười, ghét bỏ Đệ Đệ thiếu kiên nhẫn, nhưng lúc nãy uống nhiều rượu nên bây giờ cũng muốn đi giải quyết, thế nên nàng đứng dậy đi vào tận sâu bên trong. Ai ngờ vừa tới cửa sau, bỗng nhiên có tiếng sáo reo rắt vang lên không biết là ai thổi phảng phất như điệu nhạc trên trời rơi xuống cõi trần gian nàng kinh ngạc trong lòng nhớ tới một người vì thế lập tức bước ra cửa đi theo tiếng sáo bên trong rừng phong cách đó không xa có một vị công tử mặc áo bào nhàn nhạt, sắc thu cây sáo đặt bên môi phong thái lỗi lạc tài tình là bảo anh nhìn chằm chằm cảm thấy trái tim đập liên hồi giống như ngày ấy nàng cố gắng lấy đủ dũng khí ngượng ngùng nói với đại cô cô nhất định nàng phải làm vợ vệ lang những lời này vốn là nàng không nên nói nhưng lại không thể nhịn xuống bàn tay đặt lên ngực muốn ngăn cản trái tim đang nhảy bình bịch nhưng có làm thế nào cũng không được vệ lang đã nhìn thấy nàng hắn buông cây sáo ra do hỏi sao muội tới đây nàng không đáp mà hỏi ngược lại sao huynh ở đây thổi sáo nhất thời nổi lên hứng thú có lẽ là vì uống rượu cũng có lẽ là nhớ tới chuyện trước kia hắn đưa cây sáo cho nha hoàng kim trản ở sau lưng là bảo anh lại nói huynh huynh thổi sáo rất dễ nghe có thể thổi thêm một khúc nữa được không Hắn kinh ngạc, nhìn tiểu cô nương đứng đối diện, mặt nàng đỏ rực, chắc chắn đã uống nhiều rượu, mang theo một chút men say, bằng không người kiêu ngạo như nàng chắc chắn sẽ không nói ra những lời này. Nhưng không sao, hắn ngồi trên ghế đá, suy nghĩ một chút rồi nói, "Muốn nghe khúc thu hồ dạ không?" "Muốn." Nàng gật đầu. Hắn lập tức thổi lên, âm thanh du dương, giống như ánh trăng dịu dàng chiếu xuống mặt hồ, nàng ngồi bên cạnh hắn, yên tĩnh lắng nghe, chỉ cảm thấy thanh âm quanh quẩn bên tai, êm ái dễ nghe vô cùng giống như từng dòng nước trong vắt từ trên núi cao chảy xuống va và chạm vào mỏm đá bọt nước bắn tung tóe được ánh mặt trời chiếu rọi lóng lánh bảy sắc cầu vồng giống như ảo ảnh nàng nghe đến mức không biết đây là đâu không biết hôm nay là ngày nào bà vai hắn đột nhiên trầm xuống chỉ thấy nàng nghiêng người về phía này đầu dựa lên vai hắn từng lá phong theo gió rơi xuống váy áo nàng mái tóc nàng có hương thơm nhàn nhạt, nhạt bị gió thổi chạm vào má hắn tiếng sáo đột nhiên dừng lại hắn nghiêng mắt nhìn không biết nàng mơ thấy chuyện tốt gì mà khóe miệng nở nụ cười ngọt ngào, sán lạn như sắc trời vào thu. La Thiên Chỉ đứng nhìn cách đó không xa, một hồi lâu sau mới cất tiếng thở dài, im ắng rời đi. Chỉ cần nhìn bóng lưng cũng cảm thấy đây là một bức mỹ họa. Bốn nô tỳ nhất thời ngây người, chỉ là Tử Phù và Lam Linh không dám để cô nương nhà mình cứ tùy ý dựa lên người nam nhân. Tuy nói là biểu ca, nhưng dù sao cũng chỉ là họ hàng xa, nếu bị người khác thấy được còn ra thể thống gì. Hai người vội vàng đến lay lạc bảo anh. Lúc này Lạc Bảo anh mới hơi thanh tỉnh, kỳ thật nàng không uống quá nhiều rượu, cho dù bây giờ rượu mới ngấm thì cũng không đến mức say xưa không biết gì, nhưng không biết vì sao khi nghe được tiếng sáo du dương, cả người nàng trầm mê không thoát ra được, có lẽ không phải vì say rượu mà là say người, chỉ là nàng không ngờ mình sẽ ngã lên người vệ lang, mất hết thể diện rồi. Nàng đỏ mặt nói, ta có chút say, không say thì sao hành động như này. Đương nhiên muốn đổ hết mọi tội lỗi cho rượu, vừa rồi đã gây phiền phức cho Tam biểu ca, ta phải về uống trà giải rượu nói xong cũng không đợi vệ lang phản ứng nàng lập tức xoay người rời đi nhìn dáng vẻ vội vã của nàng vệ lang cười rộ lên tiểu cô nương xấu hổ vì hành động vừa rồi chỉ là vô tình làm vậy có sao đâu hắn sẽ không lấy chuyện đó ra giễu cợt nàng đoán chừng nàng lại lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử thế nên mới chạy trốn nhanh như vậy hắn đứng dậy đưa cây sáo cho kim chản cầm rồi nói xuống núi thôi không đợi nhị công tử ạ à, nha hoàn ngân đài dò hỏi không đợi hắn chậm rãi đi ra ngoài là bảo anh đi thẳng tới cửa sau mới dừng lại trên trán lấm tấm mồ hôi nàng lấy khăn tay ra lau lúc này mới đột nhiên nhớ tới la thiên trì thầm nghĩ không xong rồi rõ ràng vừa nãy muốn đi gặp đệ đệ thế nhưng nghe thấy tiếng sáo nên quên hết mọi chuyện bây giờ đã qua lâu như vậy không biết hắn còn đợi không lo lắng hắn thật sự có chuyện muốn nói với mình là bảo anh quyết định đứng đợi một lúc nhưng vẫn không thấy la thiên trì tới có lẽ đã về rồi hai nha hoàn mơ hồ khó hiểu không biết nàng đứng đây làm gì tử phù nói cô nương ở lâu bên ngoài, các cô nương khác sẽ lo lắng. Không thể đợi được nữa, giả sử thật sự có chuyện quan trọng, chắc chắn hắn sẽ tới Lạc Gia, lúc này Lạc Bảo Anh mới đi vào trong miếu. Mấy cô nương đang bàn luận về tiếng sáo khi nãy, nhìn thấy nàng, Lạc Bảo Châu kêu lên, tỷ tỷ, tỷ vừa đi đâu. Quả thật nàng ra ngoài hơi lâu, sợ người khác nghi ngờ, nàng ngồi bên cạnh Lạc Bảo Châu, dứt khoát nói rõ với mọi người, lần đầu tiên ta nghe thấy tiếng sáo êm tai như vậy. Thế nên cứ đi theo thanh âm ra ngoài, thì ra là tam biểu ca thổi sáo ở trong rừng phong ta bảo hắn thổi thêm một khúc các ngươi nghe đủ rồi chứ khó trách có hai khúc nhạc vệ hạm cười nói kỹ năng thổi sáo của tam ca rất điêu luyện chỉ là ngày thường huynh ấy không hay thổi vì sao lạc bảo trương cảm thấy kỳ quái êm tai như vậy sao lại không muốn thổi ai biết được nghe nói lúc ở giang nam huynh ấy rất yêu thích mấy thứ này nhưng từ khi tới kinh thành chưa bao giờ thể hiện ra chỉ một lòng đọc sách có những hôm còn đọc sách tới tận đêm khuya lúc này tưởng tịnh anh mới lên tiếng không phải vệ tam công tử đang biên soạn võ tông thực lục sao công việc này yêu cầu độ khó cao không chỉ am hiểu sách sử mà còn phải nắm rõ cả binh thư dù sao võ tông cũng là để tiếng thơm của minh quân được lưu danh muôn đời tồn tại lâu dài mỗi lần thay đổi không phải chuyện dễ dàng cô nương mảnh mai yếu ớt nhưng lại để ý tới mấy chuyện này lạc bảo anh cười nói tưởng cô nương cũng là người am hiểu thi thư lúc ở nhà hay đọc sách mà thôi tưởng tịnh anh sâu kín thở dài khi nào ngươi thấy buồn chán có thể rủ bọn ta tới chơi chắc chắn thú vị hơn một mình đọc sách lạc bảo chương nháy mắt với nàng tính tình mấy cô nương không giống nhau mỗi người đều có nét riêng biệt so với một mình nàng đương nhiên vui vẻ hơn nhiều thế nên nàng lập tức gật đầu đồng ý chờ thêm một lát các công tử thấy đã đến giờ về nên vào miếu tìm muội muội thấy mặt lạc bảo anh vẫn hồng hồng lạc nguyên chiêu cười nói may mà tam biểu ca nhắc nhở nhìn muội đi uống mấy chén mà đã say khó được dịp này mà ngày thường mẫu thân có bao giờ cho phép đâu muốn uống mấy chén rượu trái cây cũng phải lén lút. Nàng lắc cánh tay ca ca, ca ca uống nhiều không? Vài chén, Lạc Nguyên Chiêu không thích uống rượu, tử lượng cũng không lớn, cho nên chỉ uống một hai chén rồi thôi, gương mặt đỏ hồng, giống như hoa sen nở rộ giữa hồ. Nam nhân đẹp đẽ như này đúng là hiếm thấy, nhất thời cả vệ hạm và vệ liên đều nhịn không được nhìn chằm chằm hắn, nhưng nam nhi vệ gia đều xuất sắc hơn người, dáng vẻ ngọc thụ lâm phong. Thế nên hai người này vẫn còn sức lực để chống đỡ, không như tưởng tịnh anh, vốn dĩ tính tình đã hướng nội, giờ nhìn thấy thiếu niên tuấn tú như vậy, gương mặt nhỏ nhắn lập tức đỏ bừng. Tuy nàng không ra ngoài, nhưng vẫn biết Lạc gia chuyển đến kinh thành, vì Lạc Vân là môn sinh của tổ phụ, thỉnh thoảng người nhà sẽ nhắc tới, có lúc nói chuyện Lạc Bảo Anh đứng thứ nhất trong hội trà thơ của Ân Huệ trưởng công chúa, có lúc lại nói tướng mạo của đại công tử Lạc gia đẹp tựa Phan An, nàng nghĩ thầm, khó trách người khác tán dương như vậy, quả thật vô cùng đẹp mắt. Tưởng tự hòa thấy bàn tay nàng nóng hầm hập, cho rằng hôm nay bị gió thổi chúng nên không thoải mái, vội vàng cáo từ với mọi người rồi lập tức dẫn tưởng tịnh anh đi vệ gia và lạc gia cũng lần lượt đi xuống núi chỉ thiếu mỗi vệ lang lạc bảo anh cảm thấy kỳ quái nhưng rốt cuộc không hỏi mà lúc này tâm tư lạc bảo trương đã không còn đặt trên người hai công tử vệ gia nàng vừa đi vừa vui vẻ thoải mái ngắm phong cảnh tiện tay bứt hai đóa hoa cứ thế cắm lên đầu thế nhưng lại sinh ra cảm giác quyến rũ động lòng người vệ hàng bước chậm về phía sau giống như đang quan tâm hai muội muội ruột thịt nhưng ánh mắt thỉnh thoảng lại nhìn về phía lạc bảo trương rốt cuộc nhịn không được nên mượn cơ hội đi đến gần nàng tận lực đè thấp âm thanh chẳng lẽ biểu muội vẫn còn trách ta là bảo trương âm thầm phỉ nhổ lười nhắc nói trách cái gì ai bảo thân phận ta thấp kém nên mới bị nhà các ngươi xem thường xin nhị công tử tự trọng đừng nói như vậy chúng ta là thân thích ai sẽ xem thường muội vệ hằng vội nói ngày ấy là muội muội nói không lựa lời con bé đã biết sai rồi là bảo trương liếc hắn đột nhiên nhướng mày nhẹ giọng nói nếu ngươi muốn cưới ta làm chính thất thì cứ nói thẳng còn nếu không phải xin nhị công tử đừng tiếp tục nói chuyện với ta vệ hằng lập tức ngơ ngẩn hắn nào dám có ý định này hơn nữa cha mẹ còn không đồng ý mà cho dù họ có đồng ý thì hắn cũng không dám đường đường chính chính cưới lạc bảo trương chỉ sợ ra ngoài sẽ bị người ta cười nhạo đường đường là con cháu nhà danh môn vọng tộc thế nhưng lại cưới một thứ nữ thân phận thấp kém chẳng phải là tự vả vào, vào mặt mình một cái hay sao hắn há miệng nhưng không nói được gì trong lòng lạc bảo trương có chút đau đớn quả nhiên là vậy biểu hiện giống như rất thích nàng nhưng chỉ cần nói đến chuyện cưới xin là lập tức lùi bước loại nam nhân này có chỗ nào tốt để nương nhờ mộng tưởng đời này của nàng đã sớm tan biến nàng cắn môi ném bông hoa trên đầu xuống đất lướt qua người hắn bước đi mấy ngày sau vì viên thị đã sớm nhắc tới nên vào ngày hưu mộc lạc gia liền mời đường ra tới làm khách vì thế trong phòng bếp tất bật chuẩn bị từ sáng sớm đã ra chợ mua rất nhiều thứ gà vịt thịt cá đều có đủ mùi canh gà thơm ngát tỏa ra từ phía hận không thể bay thẳng tới chính phòng Lạc Bảo Châu vuốt bụng nói, "Hôm nay lại có đồ ăn ngon, muội chỉ biết ăn." Lạc Bảo Anh cầm lấy tay nàng, "Lần trước ta dạy muội viết chữ, chép bao nhiêu lần rồi?" Nghe thấy cái này, sắc mặt Lạc Bảo Châu lập tức tối sầm, rũ đầu nói, "5 lần. Nhưng hôm nay muội sẽ chép tiếp, tỷ đừng nói cho phụ thân biết. Dù sao cũng đã 9 tuổi, Lạc Vân cảm thấy không thể tiếp tục nuông chiều nữ nhi giống như Viên thị, thế nên mới để Lạc Bảo Anh gánh vác trọng trách đốc thúc muội muội luyện chữ." cũng không cầu Lạc bảo châu tinh thông mọi thứ, chỉ cần có một thứ dẫn đầu là được. Nhưng tiểu gia hỏa này rất lười, trong đầu chỉ nghĩ đến ăn, đâu có chú ý học hành. Lạc bảo anh thầm than một tiếng, xoa bóp mặt nàng, lại không đành lòng trách cứ, ta chỉ có thể giấu giúp muội một lần. Mấy ngày nữa phụ thân sẽ kiểm tra, nếu muội vẫn không chịu viết thì ta cũng không giúp được. Tam tỷ thật tốt, lạc bảo châu ôm cánh tay nàng, nhất định muội sẽ bổ sung. Hai người díu ra díu dít, còn người bình thường hay thích nói chuyện là lạc bảo trương lại giống như hũ nút, nàng nâng cầm nhìn ra ngoài cửa sổ không biết đang suy nghĩ chuyện gì lạc bảo châu chỉ chỉ nàng nhẹ giọng nói đại tỷ sắp phải gả đi rồi lạc bảo trương thính tai đột nhiên quay đầu lại nhíu mày nói ai nói dung mạo xinh đẹp hiện ra vài phần hung ác lạc bảo châu bị dọa sợ nên nhảy dựng lên vội vàng trốn vào trong ngực lạc bảo anh nhưng không chịu thua kém nên vẫn cố mở miệng nói chuyện ta nghe người ta nói chính là vậy châu châu lạc bảo anh ngăn nàng nghiêm mặt nói chuyện hôn sự của cô nương không thể nói bừa mẫu thân nghe thấy chắc chắn sẽ trách phạt muội hà lạc bảo châu nghe nàng nói vậy lập tức ngậm miệng lạc bảo trương thấy phiền lòng lại xoay đầu đi nàng luôn nghĩ mình chỉ là thứ nữ chuyện trung thân đại sự đương nhiên rất bấp bênh ngoại trừ kim di nương không biết tính toán thì còn có ai thật lòng quan tâm đến nàng đây nhưng thực tế cho nàng biết tự mình đi tìm người tốt cũng không dễ dàng nàng luôn xuất đầu lộ diện nhưng đến cuối cùng có thể thu được gì thân phận nàng vẫn còn sơ sơ ở phía trước nhưng có thể tin tưởng viên thị nàng cười lạnh Viên thị xử lý dứt khoát khiến mẹ đẻ nàng không có cơ hội quay đầu, vậy sao có thể đối xử tử tế với nàng, nhất định đường ra không phải nhà tốt đẹp. Nghe nói đường lão ra đã 40 tuổi nhưng chỉ mới làm đến chức tri huyện, suốt mười mấy năm đều làm phụ tá cho tri huyện, chỉ làm chân sai vặt. Vì quan trên thấy hắn chăm chỉ nên mới tiến cử hắn lấy thân phận cử nhân để lên làm tri huyện, nhưng cũng chỉ đến mức này, lý lịch nông cạn, căn bản không có khả năng lên chức. Còn đường công tử cũng chỉ là cử nhân, tuy đã thi đậu từ sớm nhưng có phụ thân như vậy, nhi tử có thể mạnh mẽ đến mức nào. Nàng nghĩ tới đây, ngày đêm ăn ngủ không ngon, thế nhưng phụ thân lại rất tin tưởng viên thị, cái gì cũng để nàng xử lý, mà bây giờ, cuối cùng ngày này đã đến. Là bảo đường thấy nàng bực bội, lập tức động viên, chưa biết chừng đường công tử là người tốt, tỉ sợ cái gì, mẫu thân còn không đến mức. Ngươi câm mồm cho ta, là bảo trương nói, ta không giống ngươi, cả ngày ẩn giấu bản thân, ai cũng không biết ngươi suy nghĩ cái gì, như ngươi. Ngọc phiến được lòng lão thái thái, ngươi đây là đứng nói chuyện không thấy đau eo ngươi đổi chỗ với ta thử xem sắc mặt lạc bảo đường hơi tái đi nàng nắm chặt cây bút trong tay nhưng không phản bác nửa lời nàng có thể nhẫn nhịn cố tình nhẫn nhịn để mọi người tin phục lạc bảo trương cười lạnh lùng đúng lúc này nha hoàn tiến vào truyền lời nói là đường lão gia đường phu nhân và đường công tử đã tới các cô nương phải ra ngoài bái kiến trưởng bối trưởng bối nào lạc bảo trương nghĩ thầm nhìn xem bảo là xem qua một chút nhưng thật ra viên thị đã ngấm ngầm định đoạt rồi nàng hạ quyết tâm nếu đường công tử không có năng lực lại không ưa nhìn thế nào nàng cũng phải tìm cách làm hỏng chuyện các cô nương chỉnh đốn trang phục lần lượt đi đến chính phòng lão thái thái và lạc vân đang nói chuyện với đường lão gia cả đời này của đường lão gia chỉ làm đến chức quan huyện thấy lạc vân là quan tứ phẩm thái độ lập tức có chút câu nệ hơn nữa lạc vân lại kém tuổi thế nên càng có quắp bất an ngược lại đường phu nhân còn hào phóng hơn nói chuyện vài câu đã khiến lão thái thái cười nha hoàn vén mảnh cửa lên lập tức có bốn cô nương lần lượt đi vào theo thứ tự người đầu tiên là lạc bảo trương nàng không trang điểm tỉ mỉ mặc váy dài giản dị màu đỏ hạnh hai hàng lông mày lá liễu làm nổi bật lên cặp mắt phượng sắc sảo cực kỳ xuất chúng đường phu nhân liếc mắt nhìn một cái ánh mắt chỉ hơi dừng lại trên người nàng rồi lập tức chú ý đến lạc bảo đường ở phía sau nàng mặc trang phục tương đối thanh nhã áo ngắn theo hoa thạch lựu đỏ xen lẫn cành lá xanh váy dài màu trắng trong thuần khiết trên búi tóc chỉ cắm hai cây châm ngọc đi đứng đoan trang, nếu không biết, còn tưởng rằng đây mới là đích trưởng nữ của Lạc Gia. Đến khi Lạc Bảo Anh xuất hiện, đường phu nhân có chút giật mình, nhớ năm trước có gặp qua một lần, nàng chỉ là một tiểu cô nương. Lúc này đã cao hơn rất nhiều, mặt mày tinh xảo, so với Lạc Bảo Đường thì xinh đẹp hơn không biết bao nhiêu lần, lời nói cử chỉ lại yêu nhã. Mười phần dáng vẻ thiên kim tiểu thư, chỉ cần thêm một hai năm nữa, nhất định dung mạo nàng càng thêm rực rỡ trói mắt. Đến người cuối cùng là một tiểu cô nương giống như Phúc Oa Nhi, mặt tròn tròn bụ bẫm, đôi mắt đen to lấp lánh bộ dáng phấn điêu ngọc trác mười phần đáng yêu đường phu nhân nhìn thấy mà không kìm được nụ cười ta đã đến mấy nhà khá hơn làm khách nhưng chưa thấy cô nương nhà nào muôn hình muôn vẻ như này đâu nàng khen ngợi viên thị khiêm tốn nào có chẳng qua là chuẩn bị kỹ lưỡng hơn chút mà thôi các trưởng bối hàn huyên các cô nương bái kiến xong lập tức đứng bên dưới hôm nay ý tứ của hai nhà rất rõ ràng đó là xem có thể tiếp tục qua lại được không kỳ thật từ lúc được viên thị mời Đường phu nhân lập tức biết cửa hôn sự này đã nắm chắc một nửa, dù gì Lạc Vân cũng là tả đô ngự sử, tuy xuất thân từ nhà nghèo, nhưng lại có ân sư là tưởng đại nhân, bên cạnh còn có một vệ gia là thân thích, người kinh thành cũng không thể khinh thường, mà đường ra bọn họ có cái gì. Nhi tử nhà họ mới chỉ là cử nhân, có thể cưới được thứ nữ lạc gia cũng tốt. Đích nữ nhà người ta trăm triệu lần không tới phần bọn họ, trong lòng đường phu nhân hiểu rõ. Lúc này lão thái thái mới nhắc tới đường công tử, chớ vội khen các cô nương nhà ta, đường công tử cũng là một trong hai mươi người được đề tên lên bảng quả thật không tồi người đỗ cử nhân cũng sắp xếp theo thứ tự nhưng có thể được thi đình hay không thì vẫn còn khó nói có biết bao nhiêu người tới đây là dừng bước lạp bảo trương âm thầm cân nhắc sau đó ngẩng đầu liếc nhìn đường công tử ấn tượng ban đầu là làn da đen nhẻm đen đến mức gần như không nhìn rõ ngũ quan nhưng quan sát kỹ dường như không quá xấu chỉ có như vậy lạp bảo trương hoàn toàn thất vọng trong khoảng thời gian này nàng đã thấy rất nhiều mỹ nam tử của kinh thành Dung mạo của phụ thân và hai ca ca trong nhà cũng đều xuất chúng, thế nên người như đường công tử sao có thể lọt vào mắt nàng. Nàng nhanh chóng cúi đầu, dường như đường công tử không phát hiện, cũng không quan sát các cô nương, nhìn có vẻ rất thành thật. Mọi người nói chuyện một lát sau đó trai gái tách ra, đường ra không có nữ nhi, chỉ có hai nhi tử, một người khác còn nhỏ. Đường phu nhân sợ hắn nghịch ngợm nên không dẫn đi cùng, vì thế chỉ có bốn cô nương lạc ra ở cùng nhau. Vừa nhìn thấy người khiến lạc bảo trương càng thêm phiền muộn, cả đường đi đều nghiêm mặt, Âm thầm nghĩ quả nhiên viên thị không có ý tốt, Đường lão gia chỉ biết gọi dạ bảo vâng, Đường công tử cũng không xuất sắc, chẳng qua nàng chỉ là một nữ nhi đã đến tuổi nên bị đá ra ngoài mà thôi. Thấy Lạc Bảo Trương tức giận, Lạc Bảo anh chỉ có thể thở dài. Nếu là nàng, giả sử Đường công tử có thật sự thích nàng thì nàng cũng không thể chấp nhận. Đương nhiên, dựa vào thân phận đích trưởng nữ, chắc chắn nàng sẽ tìm được người tốt hơn, nhưng chỉ là tốt hơn Đường công tử một ít, thật sự hữu dụng sao? Không thể không cảm khái cuộc sống lúc trước của nàng chính là thích làm gì thì làm bây giờ trở thành lạc bảo anh khác biệt quá nhiều nhất định nàng phải lấy lòng tổ mẫu và phụ thân cho tốt mới được nếu thật có một ngày người mà viên thị coi trọng còn nàng lại không thích thì còn có thể đi cầu xin hai lão đại trong nhà nhưng cũng chưa chắc cầu được nghĩ đến tương lai chỉ cảm thấy trên đầu mình toàn là mây đen che phủ lúc nào cũng có thể hứng chịu cơn mưa chỉ có mình lạc bảo châu vô ưu vô lo một mực kéo nàng chơi xích đu trở về phòng lạc bảo trương bộc phát tức giận bạc đan đến bên khuyên nhủ nếu thật sự cô nương không muốn gả chỉ có thể đi tìm lão gia phụ thân đồng ý sao lạc bảo trương không có tự tin phụ thân thưởng phạt rõ ràng không phải ai đến làm nũng cũng đều đạt được mục đích cho nên từ lúc lạc bảo anh từ hồ châu tới mới có một hai năm nhưng địa vị tăng nhanh chóng mặt tất cả đều nhờ vào tài hoa của nàng khiến lạc gia nở mày nở mặt còn ngay cả lạc bảo châu không phải dạo gần đây phụ thân đã bắt nàng chăm chỉ đọc sách viết chữ rồi sao mấy thứ văn vẻ này nàng rốt đặc cán mai nghĩ một lúc quyết định lấy kim chỉ ra nàng định làm cho lạc vân một đôi tất chính phòng đường ra vừa mới đi viên thị được nô tỳ đỡ vội vã đi tìm lạc vân và lão thái thái để nói chuyện chuyện này là ngoài dự kiến của nàng đường phu nhân hết lời khen ngợi bảo đường lúc này con mới biết thì ra nàng ấy lại coi trọng bảo đường viên thị đau đầu lạc bảo đường mới 13 tuổi nếu muốn gả chồng thì cũng phải chờ đến sang năm đa số các cô nương ở kinh thành đến 15-16 tuổi mới xuất giá nhưng sớm hơn một năm cũng không phải không có nhưng vấn đề là chuyện đính hôn của lạc bảo trương phải được ưu tiên hàng đầu lão thái thái trợn tròn hai mắt còn có việc này thế lúc đầu lúc đầu nàng không nói thẳng với lại năm trước bảo đường vẫn còn nhỏ hoặc là hôm nay không ưng ý bảo trương viên thị lấy khăn lau mồ hôi nói với lạc vân lão ra việc này là thiếp thất sách lạc vân nhíu mày không vui nói đường ra cũng dám đặt mắt trên đỉnh đầu nữ nhi của lạc ra sao có thể để mặc cho bọn họ thích chọn ai thì chọn cũng không hẳn là vậy thấy nhi tử tức giận lão thái thái vội trấn an ta thấy đường lão gia và đường công tử đều là người thành thật ngoại trừ đường phu nhân có chút khôn khéo nhà như vậy vẫn thấy yên tâm hơn nữa tác phong hành sự của bảo đường lại đúng quy củ chuẩn mực coi trọng nó là phải không giống như bảo trương cho dù có trang điểm thế nào thì trên người vẫn lộ rõ dáng vẻ phong trần không dễ được người ta yêu thích lời của lão thái thái rất đúng tuy lạc bảo trương là trưởng nữ nhưng nếu muốn người ta lấy về làm chính thất xác thật có chút khó khăn nhi tử coi trọng nhưng đa số phu nhân sẽ không thích làm gì có nhà nào muốn lấy người có dáng vẻ hồ ly tinh về làm con dâu bây giờ nhìn xem ngay cả đường ra cũng không cần quả thật viên thị rất đau đầu làm mẹ cả có biết bao khó khăn nếu chọn người quá kém bà bà và tướng công cho rằng nàng không đối tốt với nữ nhi nhưng thứ nữ muốn tìm người tốt rất khó bằng không sao lại nói làm việc tốt thường rất gian nan lão thái thái nói đã vậy thì đừng vội trả lời để nhìn thêm một thời gian nữa nếu đường phu nhân thật sự thích bảo đường thì cứ định trước hôn sự này cũng được viên thị lắp bắp kinh hãi mẫu thân không phải trước giờ người luôn yêu thương bảo đường sao trước khi lạc bảo anh về lạc gia lạc bảo đường luôn luôn đứng đầu hành xử vừa ngoan ngoãn lại vừa khôn khéo thường xuyên đến nói chuyện với lão thái thái cộng thêm quan hệ của ngọc phiến thế nên tình cảm hai bà cháu lại sâu thêm một tầng nhắc tới chuyện trung thân đại sự của lạc bảo đường viên thị cảm thấy không có khả năng bị xem nhẹ hơn của lạc bảo trương Ai ngờ lão Thái Thái lại không vội vàng cự tuyệt, Lạc Vân cũng nhìn lão Thái Thái, lão Thái Thái thở dài, một lúc sau mới nhẹ nhàng nói một câu. Ngọc Phiến đứng bên ngoài bưng điểm tâm nên không nghe thấy, nhưng cho dù không nghe thấy, nàng cũng biết lão Thái Thái đã nói gì. Tướng mạo Lạc Bảo Đường khó coi, không giống Lạc Nguyên Giác, hơn phân nửa giống Lạc Vân, đích thị là thiếu niên anh tuấn tiêu sái, còn Lạc Bảo Đường giống Ngọc Phiến nhiều hơn, mũi tẹt, mắt nhỏ, làn da lại không trắng, điểm nổi bật duy nhất là hai hàng lông mày không cần vẽ đã cong dập dìu như núi xa nhưng chỉ có một ưu điểm thì có thể làm gì tướng mạo của nàng ở lạc gia chỉ để làm nền cho người khác chưa nói đến ở kinh thành trăm hoa khoe sắc người này còn muốn đẹp hơn người kia thế nên tướng mạo của lạc bảo đường không thể lọt vào mắt xanh của người khác hơn nữa nàng còn là thứ nữ không có thiên phú tài năng cũng không bằng người ta cô nương như vậy nếu không phải là con cháu lạc gia thì có bao nhiêu nhà nguyện ý cưới ngọc phiến bưng điểm tâm vào cười tủm tỉm hầu hạ Đợi lúc mọi người ăn xong mới chạy vội ra ngoài, tìm chỗ không người hung hăng khóc một hồi, nhưng không dám lớn tiếng, chỉ có thể bịt kín cả mũi lẫn miệng, thanh âm nghẹn ngào phảng phất theo gió truyền đi, không ai biết ở một góc hẻo lánh này có người đang thương tâm buồn bã. Đến khi khóc xong, lau khô nước mắt, nàng đến dãy nhà sau tìm Lạc Bảo Đường. Trước nay Lạc Bảo Đường luôn khiêm tốn, ở dãy nhà sau, phòng tốt hơn thì nhường cho Lạc Bảo Trương, nàng ở gian phía tây, lúc này đang ngồi luyện chữ. Ánh mặt trời chiếu lên hai hàng lông mi, rực rỡ lấp lánh chỉ cần một cái nháy mắt cũng rung động lòng người thiếu chút nữa ngọc phiến đã khóc tiếp từ nhỏ nữ nhi của nàng đã hiểu chuyện không để người khác lo lắng bao giờ cũng thích cầm kỳ thi họa lúc còn nhỏ đã thích bôi bôi vẽ vẽ trên giấy tuyên thành ngọc phiến cảm thấy chữ nào nữ nhi viết ra cũng đều xinh đẹp khi đó vương thị không có thời gian để ý tới thế nên hai mẹ con nàng thường xuyên ở bên nhau từ khi vương thị qua đời viên thị tới sợ mẹ đẻ bị trách cứ nên dần dần lạc bảo đường có chút xa cách nàng nhưng cứ hễ có thứ gì tốt đều sẽ không quên nàng, còn biết khuyên Lạc Nguyên giác đối xử tốt với nàng. Ngọc Phiến xoa đôi mắt, vừa đi vào vừa cười nói, con lại viết gì đấy? Lạc Bảo Đường đặt bút xuống, nghiêm túc nói, con đang tập viết theo mẫu, có mấy chữ vẫn chưa viết tốt. Viết đến mức mê mẩn rồi, cô nương phải học nữ công cho tốt, sao con cứ phải luyện chữ cho bằng được? Ngọc Phiến nhìn ngón tay Lạc Bảo Đường, chăm chỉ khắc khổ luyện viết đến mức chai tay, nhưng có được ai khen ngợi đâu. Ai biết ngươi thật sự thích cái này, có ích lợi gì? Ngọc Phiến đã nói những lời này rất nhiều lần, Lạc Bảo Đường không mấy để ý, cười cười hỏi, sao đột nhiên người tới đây? Đi ngang qua, Ngọc Phiến nói, vốn muốn tới nhà kho lấy vài thứ, đột nhiên nhớ con nên vào xem. Lạc Bảo Đường cười rộ lên, không phải vừa mới gặp ở chính phòng sao. Ngọc Phiến nghẹn lời, chỉ có thể cười trừ, con bé này, ta muốn nhìn con thêm một lúc cũng không được sao, ta đi ngay đây. Không vội, Lạc Bảo Đường lấy một đôi giày ra, con mới làm mấy hôm trước, người cầm đi đi con có thời gian rảnh để làm cái này. Trong lòng Ngọc Phiến vui mừng, ngoài miệng lại nói, sao ta có thể mang, bị phu nhân thấy được thì làm sao, không bằng tặng cho phu nhân. Không sao đâu, người suốt ngày hầu hạ tổ mẫu, có chuyện gì tổ mẫu cũng phái người đi, dày đi nhiều nhanh hỏng. Là bảo đường nói, người cầm đi, con nói với mẫu thân rồi, mẫu thân đã cho phép, còn bảo người chăm sóc tổ mẫu rất tốt, đã san sẻ giúp đỡ bà ấy rất nhiều. Sao có thể không phải là san sẻ giúp đỡ chứ? Những việc như này, bà bà luôn muốn tự tay con dâu làm ngọc phiến suy nghĩ một chút cuối cùng nhận lấy thấy nàng phải đi lạc bảo đường nói trời bắt đầu trở lạnh ngươi cẩn thận chút thanh âm nhẹ nhàng mềm mại lộ rõ vẻ quan tâm nước mắt rốt cuộc không nhịn được nên rơi xuống ngọc phiến vội vàng lau đi trong lòng suy nghĩ đứa trẻ tốt như vậy ngay cả đường ra cũng không xứng chuyện hôn sự kéo dài một thời gian lạc bảo trương nghe nói đường ra nhìn chúng lạc bảo đường nàng vừa bực mình vừa tức cười bực mình là vì đường ra không xem trọng nàng còn tức cười dáng vẻ đường công tử đen nhẻm chẳng khác hòn than rất xứng đôi với lạc bảo đường nàng mới không cần đâu đúng là đã giải quyết xong một phiền phức lớn tới tháng 10, cuối cùng lạc vân đã quyết định mở cửa hàng có rất nhiều thứ linh tinh vụn vặt cần chuẩn bị lúc xong xuôi đã gần đến tết âm lịch ngày khai trương hai công tử đều từ thư viện trở về bốn cô nương ăn mặc trang điểm tỉ mỉ đang lúc nói chuyện sôi nổi tùy tùng đi vào bẩm báo có người vệ ra tới còn mang theo một tấm biển hiệu lão thái thái vừa nghe đã cười không cần phải nói nhất định là tự tay lang nhi viết tặng bà xua xua tay các con mau đi đi đừng để trễ giờ mọi người hào hứng đi ra ngoài quả nhiên trước cửa có một chiếc xe đẩy phía trên đặt một tấm biển hiệu có khắc ba chữ vinh hương tiệm màu vàng nét chữ mạnh mẽ hữu lực khí thế hào hùng rất thích hợp để treo lên mặt tiền mọi người đi lên xem hết lời khen ngợi lạc bảo anh nhìn thấy cũng âm thầm gật đầu tuy chữ nàng không tồi nhưng dù sao vẫn mang nét nữ tính biển hiệu phải viết kiểu này mới thể hiện được khí thế lạc nguyên chiêu cười nói tổ mẫu vừa nói nhất định là tam biểu ca viết xong rồi mang đến đây nhưng chữ này phải tìm người điêu khắc có lẽ đã chuẩn bị từ vài ngày trước các ngươi vừa quyết định mở cửa hàng tổ mẫu đã bảo ta viết đã để ở nhà một thời gian rồi xúc động trước tâm ý của vệ lão phu nhân lạc nguyên chiêu vội vàng nói lời cảm ơn cũng mời vệ lang và vệ sùng đi cùng nhân tiện hỏi thăm vệ hàng sao hôm nay nhị biểu ca không tới hắn có việc nói mấy ngày nữa sẽ đến chúc mừng vệ gia chú ý quy củ nên không cho vệ hạm và vệ liên tham gia náo nhiệt chỉ cho hai thiếu gia đến xem như biểu đạt tâm ý mọi người lần lượt lên ngựa và kiệu rời đi đa phần các cửa hàng ở kinh thành đều tập trung trên phố tập hiền phía đông chủ yếu bán đồ ăn từ lâu và quán cơm mọc lên san sát bên ngoài cửa hàng còn có những người bán hàng rong bên phía tây là đồ gia dụng và vật phẩm cần thiết hàng ngày có đủ loại từ vải vóc giày mũ cho đến hiệu thuốc hàng cơ khí giấy mực các loại cửa hàng hương liệu của lạc gia nằm ở giữa ở đây đông đúc tấp nập người đến người đi thậm chí xe ngựa không thể chạy vào vì không cách xa nên mọi người xuống xe đi bộ tới cửa hàng. Vệ Sùng hưng phấn hỏi Lạc Nguyên Chiêu, cửa hàng nhà các ngươi có chuẩn bị pháo trúc không? Đang ở lứa tuổi hay nghịch ngợm, thế nên cứ vào dịp lễ Tết đều thích thứ này. Lạc Bảo Châu sợ pháo, sốt ruột nói, có gì hay đâu, nổ đau cả tai. Nàng vừa nói vừa lấy tay che hai lỗ tai. Thì ra tiểu biểu muội không thích cái này, vệ Sùng cúi đầu nhìn, thấy nàng mặc áo bông dày màu mận chín theo hoa mai. Váy bên dưới cũng rất dày, vừa mập vừa lùn như viên cơm nắm, nhịn không được nên lập tức cười rộ lên lạc bảo châu trợn tròn đôi mắt cười gì mà cười bốn cô nương trong nhà cho dù là lạc bảo anh còn ít tuổi nhưng dáng người đã thon dài chỉ có một mình lạc bảo châu cứ vừa lùn vừa mập đã thế đến mùa đông nàng còn cố mặc thật dày mọi người nhìn thấy đều cười bây giờ đến cả tứ biểu ca cũng cảm thấy nàng tròn vo một cục nàng thấy không vui rồi nha nhưng lúc tiểu cô nương giận dữ cũng không dọa được ai đương nhiên vệ sùng không sợ cũng không nghĩ là nàng đang tức giận nên nhanh miệng nói ta cười vì ngươi không biết đốt pháo trúc thú vị tới mức nào đâu, lát nữa ta dẫn đi xem, bảo đảm ngươi sẽ thích. Gạt người, Lạc Bảo Châu nói, không phải sẽ nổ phanh một tiếng sao. Nàng ngây thơ đáng yêu, nói lời này khiến mọi người cười rộ lên. Tới Vinh Hương Tiệm, trưởng quầy và tiểu nhị đều có mặt, vì đây là cửa hàng mua lại nên người làm đã biết quy củ, vừa mới nhìn thấy các thiếu gia và tiểu thư tới, vội vàng đi ra hành lễ. Lạc Nguyên Chiêu là đích trưởng tử, thế nên hôm nay phải chủ trì mọi việc, từ treo biển cho đến đốt pháo trúc và tiếp đón khách hứa vào cửa hàng. Ngày đầu tiên khai trương, giá cả thấp hơn bình thường không ít, thứ nhất là để khách hàng tới làm quen, thứ hai là để tạo không khí vui mừng. Trưởng quầy cười nói, hôm nay đã nhận được một ít lễ vật, đều đặt ở bên trong, còn có hai vị khách đặc biệt tới chúc mừng. Hắn đột nhiên hạ giọng, thân sắc nghiêm túc, nghe nói có một vị là hầu gia, tiểu nhân đã sắp xếp cho họ vào phòng trong, vừa nãy đã mời bọn họ ra ngoài, chắc đấy là bằng hữu của quý phủ. Đối với thường dân áo vải, Hầu ra là người cao quý không thể với tới, mà bây giờ lại đến tận nơi chúc mừng, đó là vinh quang rất lớn. Hắn nghĩ thầm lạc ra được người có thân phận cao chiếu cố như vậy, chắc chắn việc làm ăn của cửa hàng sẽ tốt hơn cả lúc trước. Nhắc tới hầu ra, còn có thể là ai? Đương nhiên là La Thiên Trì, bên cạnh hắn là một thiếu niên 13-14 tuổi, không biết đó là ai. Nhưng tướng mạo tuấn tú bất phàm, môi hồng răng trắng, hắn mặc áo gấm màu tín, đứng ở nơi đó, giống như chi làn ngọc thụ. Mới từng này tuổi đã tỏa ra phong thái nho nhã lễ độ, nhất định là xuất thân từ danh môn thế gia. Là bảo anh tò mò không biết thiếu niên này là ai, ở Kinh Thành chưa từng nghe nói. Nhưng tuổi hắn còn nhỏ, mà từ lúc La chân qua đời đã được 3 năm, đương nhiên nàng không nhớ rõ những thiếu niên 10 tuổi năm ấy. La Thiên Trì đi lên chúc mừng, ta vừa mới xem qua, có đầy đủ các loại hương liệu, ngay cả hồ tiêu hiếm thấy như vậy mà cũng có, khó trách các ngươi quyết định mua lại. Lạc Nguyên Chiêu cười nói, hiếm có dịp hầu ra tự mình tới, chỉ là hôm nay đông người, trong chốc lát đã chậm trễ ngài, không thể tiếp đón chu toàn không sao tiệm nào khai trương mà chẳng vậy la thiên trì giới thiệu công tử hạ sâm ở bên cạnh chơi đùa lạc nguyên chiêu lúc nãy thành tố có nói nhà hắn hay tới đây mua hương liệu sau này lại tiếp tục tới quá tiện nghi cho lạc gia còn gì không đợi lạc nguyên chiêu mở miệng hạ sâm đã cười nói ngươi nói như vậy không đúng hạ gia ta thiếu chút tiền này sao ngược lại giống như không có chỗ dung thân phải đặc biệt tới đây chiếm tiện nghi la thiên trì cười vang lên nói đùa thôi bầu không khí lập tức thoải mái hơn chỉ mình vệ lang phát hiện từ đầu tới cuối la thiên trì không để ý tới hắn đang suy nghĩ lại nhìn thấy ánh mắt la thiên trì dừng trên người hắn chỉ một lúc rồi lập tức chuyển sang chỗ lạc bảo anh sau đó nói với hạ sâm ngươi đã nghe danh lạc tam cô nương chưa đây chính là nàng người đứng thứ nhất trong cuộc thi thư pháp ở phủ ân huệ trưởng công giành được mũ trần châu hắn y tứ sâu xa ngươi cũng thích thư pháp có thể cùng nàng bàn luận hạ sâm xuất thân từ hạ gia ở giang nam chính là dòng dõi châm anh thế tộc hắn mới từ giang nam đến kinh thành không lâu quen biết được la thiên trì nghe vậy lập tức nhìn lạc bảo anh trang phục của tiểu cô nương rất tươi đẹp áo ngắn thêu trăm hoa đua nở váy dài khoe sắc dưới trời thu có lẽ vì muốn ngày khai trương may mắn thuận lợi nên trên đầu nàng búi hai búi tóc nguyên bảo còn đeo thêm châu hoa san hô đứng giữa mọi người cực kỳ nổi bật giống như đóa mẫu đơn nở rộ giữa trời đông tuy rằng còn nhỏ nhưng có thể thấy được sau này nàng sẽ kiều diễm tuyệt trần hạ xăm hơi giật mình cô nương xinh đẹp lại còn ít tuổi thế nhưng thư pháp lại lợi hại như vậy thật sự là hiếm thấy ít nhất thì bên cạnh hắn cũng không có người tài giỏi như nàng miễn cưỡng có thể chỉ ra hai vị biểu muội thư pháp cũng tạm được nhưng diện mạo lại không đẹp bằng cũng không hẳn do trong lòng sinh ra hảo cảm hắn cười nói tam cô nương có thể được trưởng công chúa ban thưởng tất nhiên thư pháp xuất sắc hơn người nếu có cơ hội hoặc là tam cô nương nguyện ý tại hạ muốn thỉnh giáo một chút thiếu niên được dạy dỗ rất tốt cả lời nói và cử chỉ đều thể hiện khí khái danh môn vọng tộc lạc bảo anh khiêm tốn nói nào có chẳng qua là được trưởng công chúa cất nhắc cũng chỉ là so với các cô nương không thể sánh bằng kiến thức rộng rãi của các công tử không chỉ xinh đẹp mà còn khiêm tốn lễ độ lời nói không giống các cô nương con nhà quan hạ sâm lại khẽ cười thấy hai người nói chuyện với nhau la thiên trì thở phào nhẹ nhõm nếu tỷ tỷ thích phong thái giống vệ lang hắn lập tức tìm người phù hợp cho nàng chỉ mong nàng có thể quên được vệ lang rốt cuộc tuổi tác hai người cách biệt quá nhiều cần gì phải tiếp tục đám chìm phụ thân hạ sâm là hình bộ tả thị lang mấy đời đều có người làm quan nhưng sao ra vẫn kém vệ ra một ít nhưng tỷ tỷ đã không còn là tỷ tỷ lúc trước đến lúc đó có thêm hắn tác hợp chắc chắn sẽ thuận lý thành trường nhìn tình huống này dường như tỷ tỷ có ấn tượng không tồi với hạ sâm cảm giác mình đã giúp hai người họ thành đôi nên la thiên trì vô cùng vui vẻ lạc nguyên chiêu thấy sắp đến giờ bảo trưởng quầy treo biển lên ở bên ngoài tiểu nhị đã đặt một dây pháo trước cửa chỉ chờ người đến đốt xung quanh có một đám người đứng xem náo nhiệt người lớn trẻ con đều có cả cực kỳ ẩm ý Lạc Bảo Châu trốn vào một góc che lỗ tai, vệ dùng dỗ kiểu gì nàng cũng không đi, chỉ nói với Lạc Bảo Anh, lúc nào đốt xong thì tỉ gọi muội, muội sợ lắm. Từ nhỏ nàng đã sợ tiếng động lớn, cảm thấy nhôn nháo vô cùng, trái tim đập loạn xạ, Lạc Bảo Anh cười ôm nàng vào trong ngực, nếu sợ như vậy sao còn tới đây. Muội cũng hy vọng cửa hàng có thể kiếm được thật nhiều tiền mà, đương nhiên ngày khai trương phải tới. Đôi mắt Lạc Bảo Châu cong cong, kiếm được nhiều tiền rồi, tam tỷ sẽ không phải bán chân châu nữa, chúng ta có thể mặc quần áo thật xinh đẹp cũng không phải sợ đến mùa hè mùa đông. Nha đầu này, Lạc Bảo anh che lỗ tai cho nàng rồi nói, thêm một đôi tay của ta, nhất định không nghe thấy tiếng nổ thật to nữa. Vậy tỷ làm sao bây giờ? Đang nói, dây pháo đã được treo lên cao, bắt đầu châm lửa, tiếng nổ rung vang trời, Lạc Bảo Châu vội vàng lấy tay nhỏ của mình che lên tai Lạc Bảo anh, nghĩ thầm tuy Tam tỷ nói không sợ, nhưng vào lúc đón Tết có đốt pháo, nàng chưa bao giờ ra xem, chỉ trốn ở trong phòng, có lẽ cũng không thích tiếng nổ đáng sợ này. Hai người che lỗ tai cho nhau đứng gần đến mức nhìn như một người. Vệ Lang nhìn qua, chỉ thấy Lạc Bảo Anh đang cúi đầu, lông mi khép hờ phủ lên đôi mắt xinh đẹp, nàng dịu dàng nhìn muội muội nhỏ bé trong lòng. Lạc Bảo Trương thấy hai người như vậy, bĩu môi, trong lòng lại hơi ghen tị, còn thân sắc Lạc Bảo Đường vẫn lạnh nhạt. Nàng đứng yên lặng bên cửa sổ, nghe tiếng nổ vang, nhìn cảnh tượng náo nhiệt bên ngoài, an yên bình dị vô cùng. Vì nàng biết trên đời này, bất luận cái gì xuất sắc hay xinh đẹp đều không liên quan tới nàng, những thứ vinh hoa phú quý, những công tử tài giỏi giàu sang, nàng đều không thể chạm đến, cuộc đời này của nàng chỉ cần có một niềm vui nho nhỏ là đủ rồi. Nàng không cần bất cứ thứ gì, cũng không có ai sẽ vì nàng mà dừng lại. Buổi khai trương náo nhiệt của Vinh Hương tiệm đã kết thúc, người tới chúc mừng cũng lần lượt rời đi. Tuy La Thiên Trì muốn ở bên cạnh tỷ tỷ thêm một lúc nhưng thân phận của hắn không cho phép, chẳng lẽ có thể cùng nàng trở về Lạc gia? Dù sao mục đích hôm nay đã đạt được, khiến cho tỷ tỷ có ấn tượng tốt về Hạ Sâm, vừa rồi hắn nói tốt thêm vài câu, thấy Hạ Sâm cũng có cảm giác giống vậy hắn nghĩ thầm tỷ tỷ quả nhiên vẫn là tỷ tỷ lúc trước la ra bọn họ là một nhà có nữ trăm nhà cầu thân nếu không phải vì vệ lang còn không biết tỷ tỷ sẽ chọn nhà nào tuy bây giờ thân phận đã thay đổi nhưng tỷ tỷ vẫn rất lợi hại mới vào kinh thành đã nổi danh tài nữ lần này chỉ cần giải quyết vệ lang sau này nhất định sẽ không còn vướng mắc thế nên hắn với hạ sâm đi trước cửa hàng có đông người nên các cô nương không thích hợp ở lâu chỉ để mình lạc nguyên chiêu và lạc nguyên giác ở lại tiếp khách còn các nàng theo vệ lang và vệ sùng về nhà ai ngờ vừa ra khỏi cửa vài bước vệ lang nhìn thấy ở ven đường có một đứa bé ngồi xổm trên mặt đất trong tay cầm thứ gì đó đang bốc khói nghi ngút hắn cảm thấy kỳ quái suy nghĩ một lúc đột nhiên nhớ tới một thứ thế nên lập tức xoay đầu nhìn về phía lạc bảo anh nào đi ngay sau hắn thấy hắn nhìn mình như có điều muốn nói nhưng còn chưa kịp mở lời đã thấy hắn bước nhanh về phía này hơi cúi người xuống đột nhiên lấy tay che hai lỗ tai nàng ở bên cạnh chùm pháo màu đỏ được vứt lên thật cao tiếng nổ lớn vang lên giữa trời khiến tất cả mọi người đều hoảng sợ lạc bảo châu bất ngờ không kịp phòng bị sợ tới mức khóc lớn chỉ có một mình nàng không nghe thấy gì bên tai có một đôi tay ấm áp như ánh mặt trời rực rỡ chiếu rọi vào ngày đông giữa lúc mọi người đang rối loạn hai người bốn mắt nhìn nhau yên lặng không nói lời nào vốn đôi mắt của tiểu cô nương luôn trong suốt lấp lánh bây giờ lại phủ một tầng sương mù che giấu không biết cảm xúc lúc này là gì giống như thủy triều từng đợt trào dâng hắn giật mình vội vã buông tay lòng bàn tay còn vương hơi lạnh từ lỗ tai nàng giống như viên ngọc ẩn sâu dưới đáy nước bỗng nhiên chạm vào da thịt lạc bảo anh nhìn hắn nhẹ nhàng nói hai chữ cảm ơn nếu vệ lang không tới che tay cho nàng chỉ sợ nàng đã bị dọa đến mức nhảy dựng lên như các tỉ muội nhưng mà lúc này nàng chỉ mong hắn đừng đến tiếng khóc của lạc bảo châu rơi vào trong tai nàng bỏ mặc vệ lang để đi đến bên muội muội dịu dàng nói châu châu đừng khóc bây giờ không còn pháo nữa rồi chúng ta lập tức về nhà bảo phòng bếp nấu bát canh an thần cho muội nghe thấy có đồ ăn lạc bảo châu không khóc nữa thút thít hỏi canh an thần là gì bắt một con gà mái cho vào nấu canh thả thêm nấm và mộc nhĩ uống vào sẽ không còn hoảng sợ nữa đến buổi tối cũng có thể ngủ ngon rốt cuộc lạc bảo châu đã không còn là tiểu hài tử biết tỷ tỷ đang dỗ nàng thế nên nín khóc mỉm cười nói canh an thần gì chứ còn không phải là canh gà muội thích ăn nhất sao đến lúc trở về nhất định tỷ phải bảo phòng bếp nấu luôn nha được lạc bảo anh gật đầu đồng ý vui buồn của lạc bảo châu đến nhanh đi nhanh như một cơn gió lập tức quên hết chuyện vừa bị dọa sợ nhưng vệ sùng thấy nàng khóc đến mức hai mắt đỏ hồng nhị không được cau mày hỏi vệ lang tam ca nếu huynh đã biết có người đốt pháo sao không che chở cho tiểu biểu muội để muội ấy bị dọa sợ thành như vậy mọi người nghe thấy lời này lập tức nhìn về phía vệ lang lúc đó hắn nhìn thấy có đứa trẻ muốn đốt pháo người đầu tiên nghĩ đến chính là lạc bảo anh cô nương không có mấy người là không sợ pháo nổ thế nên hắn mới làm như vậy nhưng vệ sùng lại muốn chất vấn, ý là Lạc Bảo Châu còn nhỏ hơn Lạc Bảo Anh 2 tuổi, mềm mại đáng yêu, nàng mới là người cần được che chở nhất. Thế nhưng, hắn thật sự không nghĩ đến nàng. Có lẽ nên có chút khó xử, nhưng hắn chỉ cười nhạt, cúi xuống nói với Lạc Bảo Châu, "Là tam biểu ca không đúng, không đến bảo vệ muội, muội muốn ăn món điểm tâm gì, ta đều mua cho muội ăn, xem như là nhận lỗi có được không? Dù sao ta cũng từng dạy dỗ Bảo Anh, thân làm phu tử, đương nhiên phải thiên vị cho đồ đệ của mình." Hắn thản nhiên thừa nhận trong lòng lạc bảo anh nhảy dựng nói cách khác ở trong lòng hắn địa vị của nàng và ba tỷ muội không giống nhau nhưng lời này rất thông minh hắn lấy tình nghĩa thầy trò ra làm lá chắn ai cũng không bắt bẻ được ngay cả người làm cha mẹ còn không thể xử lý sự việc công bằng huống chi là biểu huynh biểu muội lạc bảo chưa nghe được lời này đến bên tai lạc bảo anh nhẹ giọng chế nhạo ai tin lời hắn nói tình thầy trò gì chứ hai người sao có thể xem là thầy trò ta thấy tam biểu ca của chúng ta lại thích ánh mắt nàng dừng trên ngực lạc bảo anh bởi vì vẫn chưa có nguyệt sự thế nên tuy thân thể đã bắt đầu trổ mã nhưng trung quy vẫn còn hơi chậm sắc mặt lạc bảo anh ửng đỏ hung hăng lườm lạc bảo trương ngươi đừng nói bậy ngươi ngươi lại nói nữa ta đến mách phụ thân giọng điệu có chút dồn dập rõ ràng cũng có điểm nghi ngờ lạc bảo trương nhớn mày nói ta chỉ muốn nhắc nhở tin hay không thì tùy lạc bảo anh mím môi xoay đầu đi quả thật trong lòng cũng có chút rối rắm lúc ở tại vệ gia hắn cho nàng mượn áo choàng có thể nói là vì quan tâm tới biểu muội nhưng bây giờ rõ ràng tứ muội cũng ở đây nàng còn nhỏ như vậy chẳng lẽ hắn không nên chiếu cố đến nàng trước chẳng lẽ đúng như lời lạc bảo trương nói hắn đối với mình nhưng thật sự nàng không thể tưởng tượng được một thiếu niên 19 tuổi sẽ thích một tiểu cô nương 11 tuổi tuy rằng quả thật nàng rất xuất sắc vừa xinh đẹp lại vừa có tài hoa thế nhưng nàng vẫn chưa thực sự trưởng thành khi nàng là la chân mới thật sự là quốc sắc thiên hương còn bây giờ nhiều nhất mới chỉ bộc lộ một phần dáng vẻ sao la chân có thể bại bởi lạc bảo anh chắc chắn không phải vậy nhất định là giống như những lời hắn nói hai người so với những biểu huynh biểu muội khác thời gian ở chung nhiều hơn thế nên tình cảm mới không giống nhau dù sao hắn đã từng tặng nàng lễ vật nàng cũng tặng lại hắn thế nên mới không giống nhau lý do này rất thuyết phục nhưng mà suốt tết âm lịch nàng không yên lòng sợ vệ lang lại làm ra hành động khác thường nhưng may mà không có gì lúc hai nhà đến chúc tết hắn còn không nói chuyện cùng nàng xem ra đúng là nàng đã suy nghĩ quá nhiều cũng tại lạc bảo trương suốt ngày nói bậy bạ bên tai khiến nàng nghi thần nghi quỷ quả nhiên vệ lang vẫn là nam nhân thanh cao không với tới không chỉ sợ bây giờ so với lúc trước hắn còn muốn cao ngạo hơn bởi vì trước đó không lâu hắn biên soạn lại võ tông thực lục được hoàng thượng hết lời khen ngợi nên đã đặt cách thăng chức cho hắn làm tả công chính ở tả xuân phường đó là chức quan gì đó chính là người giúp đỡ thái tử ngày thường sẽ giải thích tấu trương cho thái tử tương đương chức quan lục phẩm nếu nói vào được hàn lâm viện giống như đã bước vào cánh cửa cao quý của triều đình còn một khi đã vào được tả xuân phường tương lai có thể thăng chức rất nhanh năm xưa vệ lão gia tử và tưởng đại nhân đều bắt đầu từ tả xuân phường sau đó một đường lên làm quan lớn mà thái tử bây giờ chính là chữ quân trong tương lai vệ lang đã sớm trở thành cận thần của thiên tử là bảo anh rũ mắt nhìn ra ngoài cửa sổ đông đi xuân tới hoa mai lặng lẽ nở rộ nghĩ thầm chỉ mới qua ba năm bây giờ hắn đã hơn xưa không biết cô nương nào có thể xứng đôi bỗng nhiên có một tiểu nha hoàn vội vã chạy vào vừa tới cửa đã kêu to cô nương cô nương phu nhân sắp sinh đông khóa viện viên thị ngồi trên giường đau đến mức trên trán lấm tấm mồ hôi trong đôi mắt lạc bảo châu ngập tràn nước mắt nhẹ giọng nói nương có phải người rất đau đúng không có thể không sinh nữa được không bị lời nói hồn nhiên của nàng chọc cười viên thị lên giọng nói đứa ngốc này không phải con muốn gặp đệ đệ muội muội sao nói linh tinh gì vậy lão thái thái cảm thấy mấy lời này không may mắn xua xua tay nói lời nói của tiểu hài tử không thể thành sự thật bà giơ hai tay khấn bồ tát nhất định phải mẹ tròn con vuông. Lúc này, ba cô nương lần lượt đi vào, tất cả đều ngồi xung quanh viên thị. Là bảo anh cầm lấy tay viên thị, mẫu thân, vất vả cho người, nhưng đệ đệ ở trong bụng rất ngoan, sẽ không sao đâu. Viên thị cười nói, không có việc gì, các con không cần lo lắng, cô nương không nên ở chỗ này, mau ra ngoài đi, đến lúc sinh xong, các con lại tới đây thăm ta. Sinh hài tử tổn thương khí huyết, nam nhân cũng không thể theo vào. Lão thái thái thấy nàng đến lúc này vẫn không hỏi tới Lạc Vân, có chút kinh ngạc, chủ động nói ta đã sai người đi thông báo cho Vân Nhi có lẽ đang trên đường trở về kỳ thật không nói cũng không sao lão gia ở nhà cũng làm được gì đâu Viên Thị lại tiếp tục đau mồ hôi từ trên má rơi xuống nói đứt quãng dù sao cũng sẽ nhìn thấy Hải Nhi mẫu thân không cần quấy rầy hắn làm đến bước này không thể không nói Viên Thị hết sức thông minh Ngọc Phiến đứng bên cạnh nghe nhớ năm đó khi Vương Thị sinh Hải Tử nàng vừa khóc vừa la hét đòi gặp lạc vân khiến cho lão thái thái cũng cảm thấy nàng yếu ớt nên không thích mà Viên Thị bây giờ quả thật là rộng lượng hiền huệ, khó trách nàng lấy được lòng Lạc Vân, ngay cả lão thái thái sau khi ở chung một thời gian cũng cảm thấy nàng không tồi. Quả nhiên lão thái thái có chút cảm động, con đúng là suy nghĩ cho nó, Vân Nhi lấy được con xem như là phúc khí, con cũng có phúc khí, nhất định cháu của ta có thể thuận lợi bình an ra đời. Lại nói với các cô nương, ra bên ngoài chờ đi. Lúc đầu Lạc Bảo Châu nhất quyết không chịu đi, gắt gao nắm lấy cánh tay mẫu thân, phải để Chu Cô Cô vừa lôi kéo vừa khuyên nhủ mới dẫn được nàng ra ngoài. Ra tới bên ngoài, lập tức nhào vào ngực lạc bảo anh vừa khóc vừa nói muội sợ nương sẽ xảy ra chuyện mọi người đều nói sinh hài tử đau lắm đương nhiên là đau nhưng đau xong thì tốt rồi lạc bảo anh vỗ lưng nàng nói lời động viên không phải muội cũng do mẫu thân sinh ra sao không đau sao muội có thể ra đời còn nữa mẫu thân đã sinh một lần ta nghe nói đến lần thứ hai sẽ nhanh hơn nhiều có đúng không chu cô cô chu cô cô nhìn lạc bảo anh ánh mắt hiện lên một tia kinh ngạc Bà còn nhớ rõ dáng vẻ của tiểu cô nương này lúc mới từ Hồ Châu tới, bây giờ mới qua hơn 2 năm, vậy mà giống như đã thay ra đổi thịt, khiến tất cả trưởng bối trong nhà đều yêu thích nàng, ngay cả Lạc Bảo Châu cũng coi nàng là tỷ tỷ ruột, phần bản lĩnh này thật không thể khinh thường. Chỉ dựa vào điểm này, tất nhiên hôn sự trong tương lai của nàng sẽ tốt hơn hai cô nương phía trước rất nhiều, còn chưa kể đến thân phận đích nữ, tài nữ của nàng. Chu cô cô cười nói, tam cô nương nói đúng, bây giờ sẽ không quá đau nữa, tứ cô nương yên tâm lúc trước sinh tứ cô nương cũng không lâu đâu cô nương ăn xong một bữa cơm không chừng phu nhân cũng sinh xong rồi được chu cô cô bảo đảm lúc này lạc bảo châu mới yên tâm đến khi lạc vân trở về quả nhiên chỉ một lúc sau viên thị đã sinh hài tử là một bé trai kháo khỉnh tên đã được đặt từ sớm gọi là lạc nguyên gia em bé nằm trong lòng phụ thân làn da đỏ hồng nhăn nhúm mặt chỉ nhỏ bằng bàn tay khỏi phải nói có biết bao nhiêu đáng yêu lạc bảo châu vui sướng vô cùng luôn miệng gọi đệ đệ thấy sắc mặt viên thị tái nhợt cả người ướt đẫm mồ hôi lạc vân dịu dàng nói vất vả cho nàng rồi mau ngủ đi hắn không quấy dày nàng muốn đứng dậy đi ra ngoài viên thị níu lấy tay hắn thiếp đói bụng ngữ khí nũng nịu lạc vân nghe từ chỗ lão thái thái biết được viên thị luôn cố gắng để hắn không phải bận tâm thấy vậy lập tức mềm lòng vội vàng bảo nô tỳ đến phòng bếp lấy thức ăn lại thấy nàng không còn sức lực thế nên hắn tự tay đút từng muỗng cháo cho nàng khó có khi phụ thân và mẫu thân ân ái trước mặt mọi người ngoại trừ lạc bảo châu ba cô nương đều vội vàng cáo lui ngay cả lão thái thái cũng cười rồi đi chỉ còn mình ngọc phiến không thể tin được nhìn chằm chằm lạc vân dung mạo của viên thị không coi là xuất chúng thế nhưng nàng có thể khiến lạc vân yêu chiều nàng như vương thị để hắn đút cơm cho nàng trong lòng ngọc phiến tràn đầy khổ sở nhớ lúc nàng sinh lạc nguyên giác và lạc bảo đường hắn chỉ đến xem rồi nhanh chóng rời đi chưa bao giờ có hành động quan tâm chăm sóc nàng hết lòng hết dạ hầu hạ hắn hầu hạ lão thái thái bây giờ nghĩ lại rốt cuộc đã được hồi báo những gì hắn chưa bao giờ dành cho nàng một chút tình cảm chân thành. Ngọc Phiến xoay người, đỏ mắt rời đi. Trong nhà có thêm một tiểu công tử, lập tức náo nhiệt hơn nhiều, lễ tắm ba ngày, tiệc đầy tháng, lạc ra đều bày hơn chục bàn tiệc. Ngày nào viên thị cũng tủm tỉm cười, từ khi sinh được nhi tử, cuộc đời nàng xem như không còn gì phải nuối tiếc. Lạc Bảo Châu cũng vô cùng vui vẻ, bây giờ nàng không còn quấn lấy Lạc Bảo Anh như lúc trước, biết mình đã thành tỷ tỷ, thế nên rất thích tới chăm sóc đệ đệ. Hôm nay đến gặp đệ đệ rồi, nàng lại ríu rít kể chuyện của lạc nguyên gia cho lạc bảo anh nghe vừa chọc một cái là đệ đệ sẽ cười khanh khách còn biết đảo mắt nhìn người chơi vui lắm tiểu cô nương ham vui lạc bảo anh nhìn nàng bóp hai gò má phúng phính thịt đồ không có lương tâm có đệ đệ rồi thì không cần tỉ tỉ không phải vậy chỉ là đệ đệ còn nhỏ lúc nào cũng phải có người bên cạnh bây giờ muội tới chơi với tỷ rồi còn gì lạc bảo châu lấy từ trong tay áo ra một cây châm cửa hàng hương liệu nhà mình kiếm được tiền rồi muội lén lút cầu xin nương mua cho một đôi Chúng ta mỗi người một cái, có được không? Nhìn rất đẹp, Lạc Bảo anh hừ một tiếng rồi cầm lấy, tha thứ cho muội. Lạc Bảo Châu chui đầu vào ngực nàng cười vui vẻ. Tử phù thấy có tiểu nha hoàn tới nên ra xem, trong tay cầm một tấm thiệp mời, cười nói, "Cô nương, lại có người mời cô nương tới làm khách. Bây giờ đang là tháng 3, cỏ cây tươi non mơn mởn, đúng là thời tiết thích hợp để ra ngoài du ngoạn. Người mời đến làm khách cũng nhiều." Lạc Bảo anh mở thiệp ra, sắc mặt có chút quỷ dị, trầm chậm, chậm nói, "Lâm Xuyên Hầu phủ." Tam cô nương của Lâm Xuyên Hầu phủ mời nàng mấy ngày nữa đi cưỡi ngựa du xuân. Là bảo anh cười nhạt, ai cũng biết danh tiếng tài nữ của nàng, nhưng còn cưỡi ngựa, chỉ có những cô nương nhà huân quý gia tộc mới biết, nhà bình thường làm gì có điều kiện để hưởng thụ thú vui này. Nhưng rụt đầu không đi, không phù hợp với tác phong của nàng. Là bảo anh luôn luôn không sợ khiêu khích, đặc biệt là quan hệ giữa các cô nương, trời sinh tính tình nàng không chịu khuất phục, nhưng các trưởng bối lại lo lắng. Lão thái thái ôm tiểu tôn nhi trong tay, nói, con có biết cưỡi ngựa đâu lỡ may ngã xuống thì phải làm sao nghe lời ta vẫn là nên ở nhà không thể để xảy ra bất chắc cô nương nhà lâm xuyên hầu phủ cũng thật là có bao nhiêu thứ thì không mời mà lại đi tổ chức cưỡi ngựa có mấy cô nương biết trò này đâu chứ viên thị đã hết ngày ở cữ thân mình còn chút nặng nề khuôn mặt tròn tròn nhưng thần thái sáng láng nghe vậy cong môi cười nếu bảo anh muốn đi cứ để con bé nói thử xem sao bảo anh thông minh như vậy sẽ không làm chuyện mà chưa nắm chắc có đúng không đối với nữ nhi này viên thị cảm thấy nàng có tư chất thông minh thấu tình đạt lý đối nhân xử thế chưa bao giờ khiến mọi người thất vọng bằng không tất nhiên nàng sẽ không cho lạc bảo châu gần gũi với lạc bảo anh thế nhưng trên người tiểu cô nương vẫn còn một vài khuyết điểm như là tranh cường háo thắng hoặc là kiêu ngạo chỉ cần nhìn cách hành xử của nàng cũng có thể nhận ra nhưng trên đời này không có ai hoàn mỹ thế nên dù có như vậy thì viên thị vẫn cứ thích nàng lạc bảo anh cười nói tuy nói là mời đi cưỡi ngựa nhưng hoa tam cô nương rất chu đáo thế nên vẫn có thể ngồi xe ngựa hơn nữa nàng ấy cũng mời mấy cô nương dòng dõi thư hương đến lúc đó hoa hầu ra tự mình chủ trì hội thi đua ngựa chỉ có mấy cô nương nhà huân quý mới tham gia thi đấu khung cảnh khi ấy sẽ cực kỳ long trọng lúc nàng còn là la chân ở kinh thành đã tổ chức hội thi như này rất nhiều lần tổ tiên nàng có mấy đời đều là tướng quân chinh chiến trên xa trường từ nhỏ nàng đã tập cưỡi ngựa bắn cung kỹ năng xuất sắc không thua kém bất kỳ cô nương nào nhưng mà bây giờ ai biết được tiểu cô nương 12 tuổi xuất thân từ hồ châu dựa vào tài thư pháp nổi danh kinh thành nhưng đối với những tướng môn hổ nữ quả thật không có tiếng tăm gì là bảo anh thỉnh cầu mấy trưởng bối con bảo đảm sẽ không bị thương chỉ là nhắc tới cưỡi ngựa con cảm thấy nếu biết một chút cũng có ích đúng không mẫu thân sau này chưa biết chừng sẽ cần đến nói xong lời cuối cùng nàng bắt đầu làm nũng lời nào lời nấy ngọt như mật kỳ thật các cô nương đều tại gia tòng phụ xuất giá tòng phu làm gì có thời gian rảnh rỗi để cưỡi ngựa viên thị cảm thấy buồn cười nhưng thấy nữ nhi có chí tiến thủ cái gì cũng đều nguyện ý học, tương lai chắc chắn sẽ nổi danh, đối với các cô nương trong nhà cũng càng thêm có lợi. Vì thế nàng nói với lão thái thái, cứ cho bảo anh thử đi, nhưng trong nhà không có người cưỡi ngựa thành thạo, ai có thể dạy con đây. Là bảo anh đã nghĩ kỹ rồi, vội nói, có thể đến nghi xuân hầu phủ mượn ngựa, còn cưỡi ngựa, con muốn học cùng tam biểu ca. Nếu hắn không có ý tứ khác với nàng, thế thì lần này nàng phải lợi dụng hắn một chút. Không phải nói hai người là thầy trò sao, đã dạy thư pháp, thì bây giờ có dạy thêm cưỡi ngựa cũng là hợp lẽ thường viên thị có chút kinh ngạc thì ra lạc bảo anh đã tính toán chu đáo như vậy bảo nàng nói ra để suy xét nhưng thật ra nàng đã dốc toàn lực để thuyết phục rồi thế nên nàng gật đầu lần trước khai trương cửa hàng tiểu hầu ra đã tới chúc mừng quan hệ với nguyên chiêu và nguyên giác cũng tốt đến đấy mượn ngựa chắc không sao hắn còn cho bảo châu cưỡi ngựa rồi đấy nhưng không thể tay không đến mượn đương nhiên phải mang theo một phần lễ vật lạc bảo anh cười cười chuyện này lập tức quyết định đến buổi chiều Viên thị cho người tới Nghi Xuân Hầu phủ dò hỏi, xem có thể cho Lạc Bảo Anh mượn ngựa hay không. La Thiên Trì sao có thể cự tuyệt, thậm chí hắn còn vỗ ngực nói muốn tự mình dạy dỗ Lạc Bảo Anh. Nhưng Lạc Bảo Anh biết tính nết của hắn, bây giờ không còn cách nào khác nên mới phải đến mượn ngựa, nhưng không biểu đạt hàm ý để cho đệ đệ thân cận với nàng, vì thế hạ nhân lập tức từ chối, vì nếu hắn thật sự tới dạy, vạn nhất có động tác thân mật, không biết người khác sẽ đồn đại đến mức nào. Dù gì đấy cũng là đệ đệ ruột thịt, nàng không thể chấp nhận nổi, còn Vệ Lang Tốt xấu gì cũng có quan hệ biểu ca biểu muội che đậy, thế mới không bị người khác nghi ngờ. Rất nhanh đã mượn được ngựa, dáng vẻ cao lớn, toàn thân trắng như tuyết, là giống ngựa nổi danh ở Tây Vực. Con ngựa này có cùng một mẹ với con ngựa quý của La Thiên Trì, cũng là con ngựa nàng thích cưỡi nhất. Phi Tuyết, nàng nhìn thấy nó, nhớ tới những tháng ngày năm xưa, đôi mắt hiện lên vạn phần tình cảm, nhẹ gọi tên con ngựa rồi giơ tay chạm vào cổ nó. Ai ngờ Phi Tuyết lập tức hất đầu, né tránh tay nàng. Nàng bật cười rộ lên, tính tình con ngựa này giống tính nàng như đúc đều không thích tiếp xúc với người lạ lúc trước chỉ có một mình nàng cưỡi được nó người khác thì đừng hỏng ngay cả la thiên trì nếu gặp lúc phi tuyết không vui thì sẽ dứt khoát hất hàn xuống tiểu cô nương bướng bỉnh quyết không khuất phục nàng lấy một nắm cỏ trong chuồng nhẹ nhàng trả sát lên mũi con ngựa không phải đút cho nó ăn mà là đang lau mũi cho nó phi tuyết hơi nghiêng nghiêng đầu giống như dáng vẻ trầm tư suy nghĩ của con người một hồi lâu sau mới bắt đầu ăn cỏ nàng tiến lên vươn ngón tay nhẹ nhàng xoa mũi nó Đột nhiên Phi Tuyết hí vang, móng trước đạp mấy cái xuống đất, đem cái đầu thật lớn cọ lên vai nàng. Hai mắt nàng ửng đỏ, ôm trầm lấy nó. Động vật không giống con người, chúng nó vừa đơn giản vừa trực tiếp, con người sẽ bởi vì những thứ bên ngoài mà bỏ lỡ mất nhiều điều tốt đẹp, nhưng động vật không như vậy, bọn nó trung thành hơn con người rất nhiều. Một người một ngựa đứng ôm nhau khiến hạ nhân ở bên cạnh sợ ngây người, một lúc lâu sau Lạc Bảo Anh mới ngẩng đầu lên, cười nói, con ngựa này rất hợp ý ta, nếu ta có đủ bạc, nhất định sẽ mua nó về. Nói xong, lại bảo người đến nói với vệ lang, khi nào tam biểu ca rảnh, nhờ hắn dạy ta cưỡi ngựa. Hạ nhân đi thông báo, rất nhanh có được câu trả lời, nói nàng đợi hắn từ Đông Cung trở về. Trạng vạng tối, mặt trời ngả về phía tây, dáng đỏ đầy trời, lạc bảo anh mặc bộ y phục mới dùng để cưỡi ngựa bắn cung. Nhìn trái nhìn phải, cảm thấy không quá vừa lòng, đây là trang phục mua ngoài cửa hàng, thế nên không vừa người như đồ cắt may. Bả vai hơi rộng, vạt áo lại hơi dài, quần bên dưới thì vừa dài vừa rộng, nàng mặc lên chẳng khác cái đèn lồng thấy nàng trong mày lạc bảo châu nói tam tỷ thật xinh đẹp còn oai phong hơn cả nữ tướng quân lạc bảo anh hừ nói muội không lừa ta không có không tin tỷ hỏi nhị tỷ xem biết lạc bảo anh muốn học cưỡi ngựa cả ba cô nương rất tò mò nên đều đến khuê phòng tìm nàng lạc bảo đường cười nói hơi rộng một chút nhưng dáng người tam muội tốt mặc cái gì cũng đẹp lạc bảo trương chặc lưỡi toàn người thích nịnh hót theo ta thấy mặc lên chẳng khác gì người xa cơ thất thế đẹp đẽ ở chỗ nào cô nương yên ổn ở nhà đọc sách viết chữ là được rồi sao muội còn muốn đi khua đào múa kiếm cái miệng đáng ghét này lạc bảo anh lườm nàng hất cằm nói tỷ nói như vậy trái lại ta không thấy xấu nữa tỷ chính là đang ghen tị với ta đúng vậy ta ghen tị đấy lạc bảo trương ám chỉ mau đến tìm tam biểu ca của muội đi mặt lạc bảo anh đỏ lên lại nhớ tới những lời lạc bảo trương nói lúc trước nhưng nàng không tin nếu thật sự vệ lang có ý với nàng thì đã sớm tìm cách tiếp cận nàng rồi không phải sao. Đâu có giống như bây giờ, vẫn là nàng phải chủ động nhờ vả thì hắn mới có phản ứng. Nàng bảo tử phù thay giày da hưu cho nàng, sau đó lên kiệu tới vệ gia, vì lạc gia nhỏ nên không có đủ chỗ để luyện tập, thế nên phải tới vệ gia. Vệ lang từ Đông Cung trở về, đổi quần áo khác rồi mới đi ra vườn. Kỳ thật vệ gia cũng không thích hợp để cưỡi ngựa, chỉ là lạc bảo anh chưa từng cưỡi ngựa, chỉ cần dạy nàng biết cách lên xuống để không bị ngã là được rồi, có thể cưỡi được một đoạn thì càng tốt. Hắn nghĩ thầm vì thế không cần đến chỗ quá rộng lớn, rốt cuộc chỉ là tham gia cho biết, cũng không phải là đến để đua ngựa. Đến giữa sân, lập tức nhìn thấy Lạc Bảo Anh đang đứng chờ. Tiểu cô nương mặc y phục cưỡi ngựa, tóc đen cuộn thành một búi đơn giản, dùng vài lụa màu xanh cuốn lại, khiến ngũ quan lộ ra hoàn toàn. Lông mi dài thanh mảnh, mắt to đen láy sáng ngời, mũi dọc dừa cao thẳng, nàng đứng đấy, giống như ánh nắng rực rỡ chói mắt, tia sáng tỏa ra bốn phía. Bước chân hắn bỗng nhiên chậm lại, không biết vì sao đột nhiên lại nhớ tới lúc che tai cho nàng hai người đứng đối diện nhau giống như có thứ gì đó chảy xuôi vào lòng hắn khiến lúc ấy hắn cũng thất thần đến lúc vệ sùng hỏi hắn lấy danh nghĩa thầy trò ra làm lá chắn nhưng trong lòng biết rõ thật sự không phải hoàn toàn như vậy hắn đi đến nhìn quần áo trên người nàng nhịn không được nên nhẹ giọng cười là bảo anh lập tức xấu hổ nàng đã biết bộ đồ này không vừa người thế nên lại trở thành trò cười trong mắt hắn rồi chứ gì nàng cố gắng lôi lôi kéo kéo muốn chỗ bả vai bị rộng không trượt xuống dưới trong miệng giải thích vì mua vội nên mới rộng một chút mới tốt vệ lang nói mặc quá chặt muội lại chưa biết tí gì kiểu gì cũng làm hỏng hắn nói nhìn con ngựa đằng sau nàng lộ ra vài phần kinh ngạc lấy từ đâu tới trên đời có hơn trăm ngàn kiểu người mà ngựa cũng giống vậy nhất định phải phân chia phẩm cấp rõ ràng nếu hắn không nhìn lầm con ngựa này thuộc hàng tốt nhất là bảo anh lập tức có vài phần đắc ý dù sao đó cũng là ngựa của nàng nàng cười tủm tỉm nói có phải rất lợi hại đúng không con ngựa này là ta mượn của nghi xuân hầu tiểu tử la thiên trì chân mày vệ lang nhăn lại ngữ khí phai nhạt hơn khi nãy phải không vậy đã mượn ngựa của hắn sao không bảo hắn dạy muội luôn kỹ năng cưỡi ngựa của nghi xuân hầu hẳn là không tồi ai bảo nàng không muốn chứ nhưng vì nghĩ cho thanh danh của nàng và đệ đệ thế nên nàng mới nhờ vả vệ lang lạc bảo anh nghiêm túc nói ta đau thân với hắn bây giờ mượn cũng là vì lần trước thấy ngựa của hắn không tồi nếu đã muốn cưỡi ngựa cùng các vị cô nương thì không thể thất lễ là không thể thất lễ hay là quen thói hư vinh muốn người khác hâm mộ vì nàng có ngựa tốt có lẽ là vậy cũng nên nhưng nàng không để la thiên trì dạy có thể thấy được vẫn còn biết chừng mực vệ lang sai người dắt ngựa của hắn tới muội còn chưa biết cưỡi nên dùng con ngựa này không thích hợp ngựa tốt đều có tính tình nếu không biết cách khống chế sớm hay muộn cũng bị nó hất xuống là bảo anh dương mắt nhìn thiếu chút nữa đã mắng hắn một trận con ngựa tốt như vậy mà không cho nàng cưỡi nhưng ai bảo nàng phải giả vờ không biết đây lúc này cũng không thể bất chấp để được cưỡi phi tuyết chỉ có thể nghe theo sắp xếp của vệ lang may mà ngựa của hắn cũng không tồi chỉ kém hơn phi tuyết một chút nhưng đã ở trên mức trung bình vệ lang nói trước học lên ngựa là bảo anh ồ một tiếng rất hưng phấn giẫm chân lên bàn đạp giẫm được một nửa đột nhiên nhớ tới bây giờ nàng là người không biết gì cho nên nàng không thể ngay lần đầu tiên đã thuận lợi lên được thấy nàng lăn lộn với bàn đạp một lúc lâu dáng vẻ vụng về đáng yêu vệ lang đi tới đặt tay lên hông nàng trầm giọng nói chân phải dùng sức cứ gặp lại làm gì đơn giản thế này mà cũng không biết sao có thể cưỡi ngựa chưa gì đã tỏ ra nghiêm khắc lạc bảo anh cắn môi một chân dẫm lên bàn đạp một chân vắt ngang qua rõ ràng là tư thế nhẹ nhàng tiêu sái nhưng mà nàng đã quên mất bản thân còn chưa trưởng thành thế nên không thể có đôi chân dài như ngày trước lúc nàng vắt chân đã đập vào lưng ngựa suýt nữa ngã xuống may có vệ lang ở dưới nâng lên mới giúp nàng thành công lên ngựa, sao lại mất mặt thế này, Lạc Bảo anh nghĩ tới chuyện vừa rồi, gương mặt lập tức đỏ lên. Vệ Lang ở bên cạnh không có biểu hiện khác thường, chỉ dương mắt đánh giá nàng, xem xét dáng ngồi của nàng có chỗ nào chưa đúng. Người ta nghiêm túc dạy nàng cưỡi ngựa, vậy mà nàng lại lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, vì thế lập tức kiểm điểm bản thân, sau đó ưỡn thẳng sống lưng, cầm chặt dây cương trong tay. Vệ Lang gật đầu, đến lúc cưỡi ngựa muội phải giữ vững vàng, không được cong lưng, như thế sẽ không bị ngã xuống sao? Lạc Bảo Anh giả vờ lo lắng. Không, muội mới học, không được để ngựa chạy quá nhanh, và lại, đã có ta ở đây. Nếu nàng ngã xuống, đương nhiên hắn sẽ đỡ được, sẽ không để nàng bị thương. Lời hắn nói rất có cảm giác an toàn, Lạc Bảo Anh ngồi trên lưng ngựa, hơi nghiêng đầu nhìn hắn, chỉ mới tới đông cùng mấy tháng. Dường như hắn đã có chút thay đổi, không biết có phải vì thường ở bên thái tử hay không mà nhìn hắn càng thêm ổn trọng. Lúc hắn 17 tuổi có dáng vẻ phóng khoáng tự nhiên thêm vài phần hoạt bát, còn bây giờ lại là bộ dáng sâu lắng thâm trầm người mấy năm trước nàng đem lòng yêu thích có lẽ sẽ ngày càng đổi khác lạc bảo anh quay đầu khẽ quát tá thanh âm du dương mềm mại không hề có lực uy hiếp vệ lang cong môi cười không cần như vậy muội chỉ cần kéo dây cương tự nhiên nó sẽ hiểu ý lạc bảo anh nghe theo quả nhiên con ngựa chậm rãi bước đi thấy vệ lang đi bên cạnh thỉnh thoảng lại dạy lạc bảo anh cách không chế ngựa cực kỳ kiên nhẫn kim chản và ngân đài nhìn nhau nhớ tới hai lần trước một lần là lạc bảo anh say rượu dựa, dựa lên vai hắn một lần là hắn che tay cho nàng ngân đài nhẹ giọng nói ta thấy hình như là công tử coi trọng tam cô nương chưa từng thấy công tử đối xử với cô nương nào như vậy sắc mặt kim tràn trầm xuống công tử đã nói là vì dạy nàng hơn nữa còn là biểu muội ngươi đừng nói linh tinh người khác nghe thấy lại tưởng thật ngân đài lập tức không nói chuyện nữa chỉ ngẩng đầu nhìn lạc bảo anh thấy nàng mới 12 tuổi mà đã xinh đẹp như vậy thêm hai năm nữa không biết sẽ làm kinh diễm bao nhiêu người công tử nhà mình hay ở chung với nàng như vậy cho dù thật sự coi trọng cũng không ngạc nhiên chỉ là thân phận tam cô nương không xứng nhất định phu nhân sẽ không đồng ý dù sao mấy năm nay những người phu nhân nhìn chúng đều là tiểu thư danh môn vọng tộc cho dù lạc bảo anh có xuất chúng hơn nữa thì cũng rất khó khăn nàng âm thầm hy vọng vệ lang đừng có động lòng nếu không chính là tự tìm thêm phiền toái đi được vài vòng cơ bản lạc bảo anh đã biết cách cưỡi ngựa thế nên nàng đắc ý lên mặt với vệ lang ngày mai phải đến chỗ rộng hơn ngày mai Vệ Lang nhíu mày, "Sao? Bây giờ Lạc Bảo anh mới nhớ tới Vệ Lang không nhàn rỗi như nàng, chắc chắn ngày nào hắn cũng phải đến Đông cung." Nàng than một tiếng, "Vậy thì tập tới đây thôi, ngày hưu mộc sắp tới ta sẽ đến tham gia, học được từng này cũng có thể đem ra so tài được rồi." Đúng là lời nói dọa người, Vệ Lang hết sức kinh ngạc, "Muội muốn đua ngựa? Mới học không đến một canh giờ đã đòi đi đua ngựa." Ánh mắt hắn giống như đang nhìn một đứa ngốc, nhất định đầu óc tiểu nha đầu này hồ đồ rồi, hắn rất nhanh đưa ra kết luận lần trước ở phủ trưởng công chúa giành giải nhất nên có được vinh quang vô hạn thế nên bây giờ lại muốn tiếp tục nổi bật nhưng cưỡi ngựa không giống viết thư pháp tuyệt đối không thể tập một lần là được nàng lấy bản lĩnh ở đâu mà muốn đi tham gia náo nhiệt cả một đường đua có tận mười mấy người thật sự quá nguy hiểm hắn nói muội đang nói giỡn không lạc bảo anh nói nếu không ta học làm gì chỉ đến xem như có mặt thì chi bằng không đi nếu đã đi tất nhiên phải tranh cao thấp để cho những người đó thấy sự lợi hại của nàng nàng hất cằm không biết trời cao đất dày vệ lang trầm giọng nói muội đi chính là tự mình tìm chết bằng công phu mèo ba chân của muội sao có thể tới đua ngựa nếu muội sớm nói muốn đua ngựa ta sẽ không dạy muội thứ này muội về nhà suy nghĩ cho kỹ đừng cố tình tranh cường háo thắng bị giáo huấn một trận đầu óc lạc bảo anh mơ hồ cho dù nàng không đúng thì hắn cũng không thể nhẹ nhàng mềm mỏng hơn sao bảo là phu tử lập tức thật sự trở thành phu tử lúc là biểu ca vẫn thoải mái tươi cười để hắn tiến lên một bước thành phu tử hắn thật sự được nước lần tới nghĩ đến quãng thời gian đau khổ lúc trước ngày nào cũng bắt nàng viết chữ đến cứng cả tay đột nhiên nàng kéo mạnh dây cương con ngựa lập tức giống như mũi tên đã rời cung lao thẳng ra bên ngoài giống như cùng phong bão táp nổi lên vụt một cái lướt qua người vệ lang sắc mặt vệ lang biến đổi hắn nhanh chóng đến chỗ phi tuyết ngay lập tức xoay người nhảy lên là bảo anh cúi thấp người vui sướng hưởng thụ cảm giác con ngựa phóng như bay ai ngờ phía sau vang lên tiếng vó ngựa dồn dập nàng chưa kịp phản ứng đã bị một bàn tay nắm lấy eo, giống như đang tóm một bọc quần áo, ngay sau đó một trưởng mạnh mẽ đánh lên mông nàng. Cả hai đời nàng đều chưa bị ai đánh, sao có thể chịu được loại đau đớn này, cả người lập tức chấn động. Vệ lang lạnh lùng nói, muội muốn trở về tố cáo, xem ta đánh có đúng không. Nếu không phải ta đuổi theo, không chừng ngay cả nửa cái mạng cũng không còn. Từ trên ngựa ngã xuống thê thảm tới mức nào, hắn đã nhìn thấy, xương sống trên lưng đứt lìa thành từng đoạn, cả đời chỉ có thể bất động trên giường là bảo anh bị giọng nói đáng sợ của hắn hù dọa lúng ta lúng túng nói ai bảo huynh nói ta là mèo ba chân còn nói ta tự đi tìm chết chẳng lẽ không phải vệ lang dừng ngựa thả nàng xuống bây giờ muội được coi là biết cưỡi ngựa là bảo anh nghẹn lời dầu miệng nói vậy bây giờ huynh mau dạy ta đi huynh biết không tam cô nương của lâm xuyên hầu phủ cố tình gửi thiệp mời nhất định là coi thường ta không biết cưỡi ngựa nói đến huân quý gia tộc cùng dòng dõi thư hương chính là một bên theo võ còn một bên theo văn Tuy mến mộ lẫn nhau nhưng không tránh khỏi có lúc sẽ xem thường. Hoa Nghiên chính là một trong số đó, hai cô cô của nàng đều gả vào dòng dõi thư hương, nàng rất khinh thường, nhưng cố tình phụ thân nàng lại thích, cho nên những lúc các cô nương con nhà huân quý giống nàng ở bên nhau, nàng luôn cười nhạo những cô nương không biết cưỡi ngựa, yếu đuối tay chói gà không chặt. Thế nên bây giờ Hoa Nghiên gửi thiệp mời, Lạc Bảo anh không thể không ứng chiến. Dù sao Hoa Nghiên đã từng thất bại dưới tay nàng, chẳng qua không biết vì sao bây giờ Hoa Nghiên lại để ý tới nàng có lẽ vì danh hiệu tài nữ của nàng chăng nhưng nếu nàng muốn nổi danh ở kinh thành đương nhiên không tránh khỏi những khiêu khích kiểu này vệ lang suy nghĩ một lúc rốt cuộc vẫn trả lời không được lạc bảo anh thiếu chút tức chết đã đánh mông nàng còn không chịu dạy nàng nhưng nàng cũng không cần vốn dĩ nhờ hắn dạy chỉ để ngụy trang nàng hư một tiếng không dạy thì thôi thấy nàng co cẳng chạy đi vệ lang đứng sau nói muội đừng có nổi hứng thật sự đi đua ngựa lạc bảo anh không đáp lại nhanh chóng chạy ra xa vệ lang cho mày chỉ hối hận vì vừa rồi không đánh nàng thêm mấy phát nha đầu này thật không biết nghe lời trở về phòng lạc bảo anh mới cảm thấy đau nàng nằm sấp trên giường bảo tử phù vào xem nghĩ thầm vệ lang thật sự kỳ cục đụng đụng chạm chạm đỡ nàng lên ngựa đã không tính thế nhưng còn dám đánh nàng còn đánh mạnh như vậy có dưng lên không nàng hỏi lại dặn dò hai nha hoàn ngàn vạn lần không được nói với tổ mẫu phụ thân và mẫu thân tử phù thấy trên mông lạc bảo anh có dấu tay hồng hồng cũng không biết phải nói thế nào tuy rằng đó là biểu ca nhưng cũng không thể đánh vào mông của cô nương nhà ngươi ta chứ hơn nữa cũng không còn là đứa nhỏ mới vài tuổi nhưng quả thật chuyện vừa nãy rất nguy hiểm lúc lạc bảo anh cưỡi ngựa phóng đi nàng sợ tới mức run tay run chân chỉ sợ cô nương xảy ra chuyện thế thì nàng và lam linh coi như xong đời nhắc tới đúng là may mắn vì vệ lang đã đuổi theo nghĩ như vậy lại cảm thấy vệ lang không làm sai nàng nhẹ giọng nói không nghiêm trọng lắm nhưng cô nương người thật sự muốn tham gia đua ngựa sao nếu đi thật tất nhiên nàng sẽ phải nói cho các vị trưởng bối lạc bảo anh lắc đầu không đi lúc này tử phù mới thở phào nhẹ nhõm lấy thuốc mỡ bôi cho nàng lạc bảo anh vẫn nằm bò trên giường cảm giác có một luồng khí mắt lạnh chạy thẳng vào người vô cùng thoải mái nhưng nghĩ đến chuyện cưỡi ngựa bắn cung lại thấy không hài lòng đến lúc đó ra ngoài nhất định sẽ bị chê cười nàng nói với tử phù kỹ năng may vá của ngươi tốt lát nữa lấy bộ y phục mới ra sửa lại theo số đo của ta tử phù cong môi cười vâng ngày hôm sau Lạc Bảo Anh không đến tìm Vệ Lang, tự cưỡi ngựa trong sân vườn nhỏ bé của nhà mình, Lạc Bảo Trương nhìn thấy, nhịn không được cười, mê muội rồi, cả ngày chỉ biết cưỡi ngựa, có thấy thú vị không? Đương nhiên, tỷ không biết đâu, Lạc Bảo Châu nhớ tới lúc La Thiên Trì cho nàng cưỡi ngựa, hừ nói, cưỡi ngựa thích lắm. Lạc Bảo Trương bĩu môi, thật ra trong lòng đang hâm mộ Lạc Bảo Anh chỗ nào cũng có thể đi. Quả nhiên người kinh thành coi trọng tài năng. Đang nói, có nha hoàn cầm một sổ táo xanh tới, đây là hoa quả trong vườn nhà đường phu nhân đưa tới để các cô nương nếm thử. Lạc Bảo Trương lập tức cười, nhìn Lạc Bảo Đường, muội phải ăn nhiều một chút nha. Lạc Bảo anh không ở đây, Lạc Bảo Châu lại nghe không hiểu, chỉ có mình Lạc Bảo Đường hiểu ý của Lạc Bảo Trương, vì lần trước Đường phu nhân đã mời các nàng tới làm khách, bây giờ lại tặng quà, ai cũng biết ý tứ trong đó, chính là Đường phu nhân coi trọng nàng, muốn nàng làm con dâu. Nhớ tới Đường công tử, tuy làn da hơi đen, nhưng dáng người rất cao, ngũ quan đoan chính, thật ra không xấu, chính là người chất phác, dường như không thích nói nhiều đường lão ra cũng rất thành thật như vậy không có gì không tốt là bảo đường nghĩ thầm vốn dĩ cô nương như nàng không có người dễ dàng coi trọng hơn nữa đường công tử còn là cử nhân nàng không ôm hy vọng quá lớn với tương lai thế nên không thấy thất vọng nhưng thật ra nàng sợ bây giờ đường công tử cưới nàng sau này lại ghét bỏ vì diện mạo nàng khó coi giống như mẫu thân đã sinh hai đứa con cho phụ thân nhưng phụ thân vẫn không thích bà ấy là bảo đường có chút yêu sầu nàng thở dài cầm một miếng táo xanh bỏ vào miệng tới ngày hưu mộc lạc bảo anh mặc trang phục cưỡi ngựa cưỡi phi tuyết hứng thú bừng bừng tới chỗ hoa nghiên viết trong thiệp chính là lâm uyển ở ngoài thành đó là nơi con em nhà quý tộc hay đến du ngoạn ngoại trừ phong cảnh đẹp còn có một trường đua ngựa rộng lớn vào sâu một chút còn có thể săn thú đây cũng là chỗ la chân trước kia thường xuyên tới nhưng đã qua mấy năm thế nên cảm thấy có chút mới lạ cỏ cây giống như cao hơn không ít nàng thúc ngựa đi về phía trước tới chỗ vườn hoa đào nở rộ đã thấy có vài vị cô nương tới trong đó có ba người đang cưỡi ngựa còn hai cô nương khác trông có vẻ yếu đuối, nhất định không phải con nhà võ, nàng kéo dây cương, con ngựa nâng lên vó trước, đi thẳng về phía đó. Con ngựa trắng như tuyết dẫm lên mặt đất phủ xương, người cưỡi ngựa mặc trang phục ửng đỏ như dáng chiều, người còn chưa tới nhưng đã hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Hoa nghiên hơi giật mình, trong ấn tượng của nàng không có người nào nổi bật như này, hồ cô nương nói bên tai nàng, đó là lạc tam cô nương, người đã đánh bại lưu ánh để giành hạng nhất. Hồ cô nương nhìn chầm chầm lạc bảo anh, có vài phần kinh ngạc, đã một thời gian ta không thấy nàng đúng là càng thêm xinh đẹp không nghĩ tới còn biết cưỡi ngựa nàng chính là lạc bảo anh hoa nghiêng nghiêng đầu nhìn trưng bội giống như đang hỏi không phải bảo người này không biết cưỡi ngựa sao bây giờ nhìn thấy không chỉ biết cưỡi ngựa mà kỹ thuật cưỡi ngựa cũng không tồi nhưng cô nương này không chỉ dây dưa với la thiên trì mà còn dính dáng đến cả đệ đệ nàng nhất định là loại tham mộ hư vinh thấy người sang bắt quảng làm họ ở kinh thành có không ít cô nương kiểu này dựa vào một chút tài hoa đã muốn gả vào nhà giàu sang quyền quý bằng vào gia thế của nàng có thể với tới được sao lạc bảo anh tới trước mặt mọi người xoay người xuống ngựa tuy rằng vóc dáng không đủ cao nhưng đã có mấy ngày luyện tập thế nên dáng vẻ vẫn đủ tiêu sái hồ cô nương và nàng đã biết nhau vội vàng giới thiệu đối phương với mọi người thấy động tác của lạc bảo anh lưu loát tự nhiên hoa nghiên khiêu khích không ngờ kỹ thuật cưỡi ngựa của lạc tam cô nương lợi hại như vậy xem ra hôm nay nhất định để cho chúng ta mở rộng tầm mắt đây chính là hoa nghiên ngoài miệng nói lời dễ nghe nguyện ý tâng bốc ngươi nhưng trong lúc ngươi không biết gì mà hoàn toàn tin tưởng, đột nhiên lại cho ngươi một đòn chí mạng. Lạc Bảo Anh cười tủm tỉm nói, công phu mèo ba chân của ta sao có thể so sánh với mọi người, thật sự là bêu xấu. Nàng khiêm tốn lễ độ, không hề tỏ ra kiêu ngạo. Hoa Nghiên cười cười, tỉ mỉ đánh giá Lạc Bảo Anh, dung mạo tiểu cô nương rất xuất chúng, lại có tài hoa, thêm với tự tin, thế nên bây giờ mới dám đi khắp nơi tạo quan hệ với mọi người, nhưng cửa hầu phủ không phải dễ vào. Nàng không nói nữa, nhưng Trương Bội lại không nhịn được, nhìn chằm chằm con ngựa của lạc bảo anh cất tiếng chất vấn ngựa của ngươi từ đâu tới không giống loại lạc gia có thể mua được trong giọng nói có vẻ mỉa mai trực tiếp lộ ra địch ý chẳng lẽ là vì la thiên trì lạc bảo anh cảm thấy buồn cười chỉ là gặp nhau trên đường rồi nói chuyện mấy câu vậy mà cô nương này có thể ăn dấm chua đúng là hiếm có xem ra đệ đệ không thể cưới nàng về làm vợ bằng không chỉ nổi lên một chút sóng gió cũng có thể làm loạn cửa nhà trên mặt nàng vẫn mỉm cười như cũ là mượn của người khác gì phải không? Trương Bội nhớn mày nói, nếu không có ngựa thì tới làm gì? Lại còn đi mượn của người khác, cô nương không thể ham mộ hư vinh như vậy. Nghe thấy lời này, mọi người đều tán đồng, cảm thấy lạc bảo anh quá sĩ diện, thậm chí có vài quý nữ còn nở nụ cười khinh miệt. Ở dưới áp lực như vậy, lạc bảo anh thu lại vẻ tươi cười, nghiêm mặt nói, phụ thân ta hai bàn tay trắng, đúng là không có đủ bạc để mua ngựa tốt, thế nên mới phải mượn ngựa của người ta. Theo như Trương Cô Nương nói, ngựa của các vị đều là giống quý báu, giả sử ta cưỡi một con ngựa kéo xe tới chẳng phải là khiến mọi người mất hứng rồi sao đương nhiên ta cũng có thể không tới nhưng hoa cô nương đã gửi thiệp mời sao có thể phụ mất phần tâm ý này biết rõ với gia thế của nàng không thể có ngựa tốt nhưng hoa nghiên vẫn mời tỉ mỉ suy xét nguyên nhân trong đó ánh mắt mọi người lập tức thay đổi hoa nghiên bực mình vì trương bội nhiều chuyện thế nên không thể không lấp liếm cho qua cười nói thư pháp của lạc tam cô nương rất tuyệt vời ta đã sớm nghe danh vẫn luôn muốn gặp gỡ tam cô nương liên quan gì đến việc cưỡi ngựa. Chúng ta không cần câu nệ tiểu tiết, cứ vui vẻ là được rồi. Đang nói, lại có vài cô nương đến, mọi người tiếp tục lên ngựa, vừa nói chuyện vừa ngắm phong cảnh, cảm giác mới lạ này khác xa lúc ngồi kiệu. Thong dong nhàn nhã, con ngựa dừng lại ở ven đường ăn cỏ, lúc này các cô nương sẽ bắn tên, thậm chí có vài người còn rủ nhau tỉ thí, đúng là tiêu sái tự nhiên. Đây chính là cuộc sống lúc trước của nàng, ngón tay lạc bảo anh khẽ vuốt ve cổ phi tuyết, chạm vào tầng lông mau mềm mại của nó, trong lòng cảm thấy quạnh quẽ cô đơn. Tuy đã trôi qua hơn 2 năm, nhưng những ký ức đã từng tồn tại không hề phai nhạt, hôm nay trở về chốn cũ, giống như ngập tràn hoài niệm. Nàng đá nhẹ một cái lên bụng con ngựa, nó lại chậm gì gì đi về phía trước, tới trường đua ngựa rộng lớn. Đã thấy không ít nam nhi có mặt, đưa mắt nhìn một vòng, bất ngờ thấy La Thiên Trì ở trong đó. La Bảo Anh cong môi cười, đệ đệ thật là, quả nhiên vẫn giống như trước kia, lúc nào cũng tới cổ vũ nàng. Nhưng bên cạnh hắn có một thiếu niên hơi quen mắt, chẳng lẽ là Hạ Sâm, người lần trước đi cùng hắn tới chúc mừng khai trương từ khi nào hắn có vị bằng hữu tốt như vậy đi đâu cũng phải dẫn theo cùng hoa nghiên bảo các cô nương xuống ngựa cười nói nam nhi nhà huân quý máu chảy đầu rơi trên chiến trường cô nương chúng ta không thể bị tụt bước nhớ kim tướng quân trước đây mặc dù là nữ tử nhưng sẵn sàng xông pha ra chiến trường giết địch lập được nhiều chiến công hiển hách khi thế không hề thua kém nam nhân là tấm gương để chúng ta noi theo cho nên phụ thân ta nói không thể xem nhẹ cưỡi ngựa bắn cung thậm chí hoàng hậu nương nương cũng nói nữ nhi phải tự mình cố gắng giả sử đất nước có đại sự, chúng ta cũng có thể góp một phần sức lực. Nàng nói rõ rạc hùng hồn, là bảo anh nghe vậy thì bĩu môi, mấy thứ vì nước quên thân đó chẳng qua chỉ là những lời văn vẻ bên ngoài. Đại lương đã trải qua vài chục năm phong ba bão táp, bây giờ là thời thịnh thế phồn hoa, hoàng thượng rất coi trọng văn thần, địa vị của võ tướng dần dần bị giảm xuống. Đa số quyền lợi đều nằm trong tay văn thần, thế nên huân quý gia tộc cảm thấy không phục, vì thế lúc nào cũng nhắc lại cảnh tượng huy hoàng năm xưa nhưng suy cho cùng thì đúng là không còn phồn vinh như trước nhưng la da của nàng chưa bao giờ phải lo lắng tới vấn đề này hoa nghiên nói xong lại nở nụ cười ta thấy các cô nương đều nắm chắc kỹ thuật cưỡi ngựa đã vậy tất cả đều tham dự không cần lo lắng chỉ vui đùa mà thôi vậy mà yêu cầu tất cả cô nương phải tham gia đương nhiên không thể lập tức cự tuyệt đến phiên lạc bảo anh nàng cười nói ta chưa biết cảm giác đua ngựa thế nào thấy mọi người nói rất thú vị xem như lần này được mở rộng tầm mắt quả nhiên đồng ý Hoa Nghiên đã sắp đặt kết cục từ trước, cũng không để mọi người tự đến ghi danh giống ngày thường, vì sợ Lạc Bảo Anh sẽ không chủ động tham gia, nhưng dính dáng đến tất cả mọi người, sẽ không có người nào tự nhiên không đồng ý, như vậy cũng là hợp theo lẽ thường. Hoa Nghiên nghĩ thầm, cho nàng một cái thang, quả nhiên lập tức leo lên, có thể thấy được là người hám danh lợi. Chỉ với gia thế của Lạc Bảo Anh, cho dù biết cưỡi ngựa thì cũng không thể thắng được các nàng. Lúc này nhất định phải khiến nàng mất mặt, khóe miệng Hoa Nghiên lộ ra ý cười. Lạc Bảo Anh nhìn thấy, đương nhiên biết hoa nghiên đang nghĩ gì nàng hiểu rõ kế hoạch của nàng ta muốn đối phó nàng nằm mơ đi trong lòng các cô nương đều có tính toán nhưng vẫn tỏ ra thong dong nhàn nhã bỗng nhiên từ đằng xa có người cưỡi ngựa tới gần đến lúc nhìn thấy rõ người ngồi trên lưng ngựa các cô nương đều lộ vẻ vui mừng lập tức hiện ra tác phong hào phóng cười nói không ngờ hôm nay chúng ta may mắn thấy được vệ tam lang hoa nghiên cũng có chút giật mình vì mấy năm nay các cô nương tổ chức đua ngựa vệ lang chưa bao giờ xuất hiện nếu các cô nương muốn nhìn thấy hắn kiểu gì cũng phải chờ đến những ngày lễ Tết lớn như thanh minh, đoan ngọ hoặc trung thu, vì có lẽ lúc ấy hắn sẽ ra ngoài. Hôm nay sao lại? Có vô vàn suy đoán, hắn đã sắp đến nơi, trên người mặc trường bào màu đen, vì đang ngồi trên lưng ngựa nên lộ ra quần dài trắng như tuyết, ủng da hư đỏ sẫm nạm đá bạc, lúc này đã không còn dáng vẻ của người đọc sách, tay hắn cầm dây cương, dáng người cao ngất, anh khí bừng bừng. Các cô nương lần đầu tiên thấy vệ lang cưỡi ngựa, ánh mắt lưu luyến không rời, thấy hắn bỗng nhiên dừng lại, đa số đều đỏ mặt cúi đầu. Chỉ có mình Lạc Bảo Anh trợn mắt nhìn, nghĩ thầm hắn tới đây làm gì. Nơi này chính là trường đua ngựa, đã bao giờ hắn đến đây đâu, hay là, không muốn tự mình đa tình, nhưng cố tình Vệ Lang lại gọi tên nàng, "Bảo Anh." Lạc Bảo Anh ngây người. Các cô nương dối rít nhìn nàng, ánh mắt mỗi người ẩn chứa một hàm ý. Khóe miệng Lạc Bảo Anh mím chặt, một lúc lâu mới ngọt ngào lên tiếng, "Sau tam biểu ca tới đây, có phải tổ mẫu với mẫu thân ta bảo huynh tới truyền lời không?" Ngụ ý rất rõ ràng chính là truyền xong lời của tổ mẫu thì mau chóng biến đi vệ lang nhíu mày không trả lời lạc bảo anh mà hỏi hoa nghiên muội ấy muốn tham gia đua ngựa gương mặt của nam nhân đẹp như tranh vẽ bị hắn nhìn chằm chằm cho dù là hoa nghiên cũng không tránh khỏi thẹn thùng mặt nàng hơi đỏ lên gật đầu nói đúng vậy kỹ thuật cưỡi ngựa của lạc tam cô nương không tồi không tồi vệ lang ngẩn ra hắn mới dạy nàng hơn một canh giờ lại nghe nói nàng ở nhà luyện thêm một ngày nhưng cho dù có thêm vài ngày nữa thì cũng không gánh nổi hai chữ không tồi hắn lại nhìn lạc bảo anh có suy nghĩ muốn dẫn nàng đi không phải đến truyền lời cho tổ mẫu sao cứ bảo tổ mẫu không cho nàng tham dự nàng còn có thể trái lời sao thấy hắn có vẻ đang cân nhắc lạc bảo anh thầm kêu không tốt không đợi hắn mở miệng nàng nói trước nhất định là tổ mẫu và mẫu thân bảo ta phải cẩn thận lúc trước đã căn dặn nhiều lần chỉ sợ ta ngã xuống nhưng ta biết cưỡi ngựa thế nên không xảy ra chuyện gì đâu tam biểu ca huynh bảo họ không cần lo lắng đợi ta thi xong sẽ thuận lợi trở về nhà nha đầu quỷ quyệt có thể thấy được nàng quyết tâm muốn thi đấu nhưng không biết vì sao nàng nhất định phải tranh giành cái này nhìn thấy vệ lang dừng ngựa ở phía kia không biết đang nói gì hoa hầu ra cảm thấy kỳ quái thế nên bảo tiểu nhi tử hoa chăn đến xem ai ngờ la thiên trì cũng thúc ngựa đi theo không giống hoa chăn hoàn toàn không biết gì la thiên trì đầy bụng tức giận hôm nay hắn cố ý dẫn hạ sâm theo để hạ sâm thấy được hào quang của tỷ tỷ càng thêm thích nàng chờ khi nàng lớn lên sẽ nguyện ý cưới nàng ai ngờ vệ lang lại tới nhúng tay vào hai người rất nhanh đã đến chỗ của các cô nương la thiên trì nhướn mày nói không ngờ vệ tam công tử cũng có hứng thú tới xem đua ngựa mỗi lần gặp la thiên trì câu nào của hắn cũng có ý đâm chọc đà kích nhưng vệ lang không so đo mảnh mặt làm ngơ chỉ nhàn nhạt, nhạt nói tuy trước giờ ta chưa từng tới nhưng đã nghe được không ít chuyện năm năm trước tưởng cô nương trong lúc đua ngựa đã bị ngã xuống đứt lìa một bàn tay hai năm trước trương cô nương cũng trong lúc đua ngựa va chạm phải người khác suýt chút nữa đã tổn thương gân cốt thế nên di tổ mẫu lo lắng vì kỹ thuật cưỡi ngựa của tam biểu muội không tốt bà ấy không muốn tam biểu muội dự thi nói xong nhìn về phía lạc bảo anh từ trước đến nay muội luôn hiếu thuận không nên để lão nhân gia lo lắng lạc bảo anh thiếu chút nữa tức giận đến học máu nàng gạt người trong nhà đi đua ngựa cho dù bây giờ hai nha hoàn biết được thì cũng không kịp trở về thông báo khi thế cao ngạo lúc nãy đã bị vệ lang thẳng tay vùi dập không cho nàng làm theo ý mình sao có thể không tức lão nhân gia nào chứ hắn mới chính là lão nhân gia từ khi nào hắn trở nên quan tâm nàng như vậy là bảo anh cắn môi không muốn đi theo hắn khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên vẻ không vui lại không cam lòng còn thêm vài phần uất ức hoa chăn thấy nàng như vậy âm thầm buồn cười nghĩ thầm ớt cay nhỏ cũng có lúc không làm được gì nhưng hắn rất mong chờ được thấy nàng đua ngựa hắn nói với vệ lang tam ca không cần lo lắng chỉ là đua ngựa chứ không phải đánh nhau sao có thể bị thương huy nhắc đến hai chuyện kia đều là việc ngoài ý muốn bình thường sẽ không xảy ra nói xong rồi nhìn hoa nghiên tỷ tỷ chi bằng tỷ chiếu cố lạc tam cô nương nhiều hơn bảo vài người ở bên trong trường nàng có được không hoa nghiên âm thầm bực bội quả nhiên đệ đệ để tâm tới lạc bảo anh nhưng trên mặt không biểu lộ gì cười nói nếu chiếu cố nàng chỉ sợ không công bằng với các cô nương khác la thiên trì nói cần gì trong trường ta thấy kỹ thuật cưỡi ngựa của lạc tam cô nương rất tốt căn bản không cần các ngươi bận tâm đặc biệt là ngươi vệ tam công tử chỉ là họ hàng xa ngươi quản nhiều như vậy làm gì vệ lang cười nhạt nếu ta không quản được vậy la công tử càng không quản được ngươi la thiên trì giận dữ nhưng đúng là không thể phản bác tức giận đến mức đè tay lên chuôi kiếm thấy đệ đệ muốn rút kiếm là bảo anh không thể khoanh tay đứng nhìn trước mắt bao nhiêu người chẳng lẽ muốn thật sự đánh nhau còn ra thể thống gì nữa nàng không muốn người ta nói nghi xuân hầu vì nàng mà rút kiếm đả thương người thêm nữa vệ lang hùng hổ dọa người nàng chỉ có thể thêm cứng rắn đã có quyết định thế nên nàng cất cao giọng ý tốt của tam biểu ca ta xin nhận lần này cho dù tổ mẫu có đến đây cũng không thể thay đổi được gì xin tam biểu ca không cần tiếp tục khuyên bảo ta tin tưởng các cô nương đều có chừng mực tuyệt đối sẽ không thương tổn lẫn nhau nàng nhìn về phía hoa nghiên đúng không hoa cô nương hoa nghiên nhếch môi đương nhiên sắc mặt tiểu cô nương tràn đầy kiên quyết đôi mắt to đen láy sáng ngời không hề sợ hãi vệ lang thật không hiểu nàng lấy ở đâu ra tự tin như vậy nhưng mà đã nói đến mức này hắn biết nàng tất nhiên sẽ không đi theo hắn tam biểu muội đã khăng khăng làm theo ý mình vậy ta sẽ ở lại xem phong thái của biểu muội hắn xoay người lên ngựa kéo dây cương đi thẳng đến khán đài lúc này la thiên trì mới buông tay trong lòng tức giận vì vệ lang quản quá nhiều may mà tỷ tỷ không để ý bây giờ hắn mới có chút cao hứng cười nói với lạc bảo anh nhất định thành công trương bội nhìn thấy âm thầm nghiến răng bọn họ đều là con nhà võ nên thường xuyên qua lại nàng rất thân thiết với hoa nghiên lần này nghe nói muốn tổ chức cuộc thi đua ngựa cho các cô nương thế nên mới nói cho hoa nghiên biết chuyện của lạc bảo anh không ngờ rằng La Thiên Trì cũng đến, nhưng La Trân đã qua đời từ lâu, vây hắn đến không phải vì lạc bảo anh thì còn là vì ai. Không nghĩ tới cô nương còn nhỏ tuổi như vậy mà đã biết câu dẫn nam nhân, không chỉ có La Thiên Trì cho nàng mượn ngựa, mà ngay cả người thanh cao không thích ồn ào náo nhiệt như vệ lang cũng xuất hiện vì nàng. Mắt những người này đều mù rồi sao? Trương Bội thật sự không phục, nàng đột nhiên phóng ngựa đến chỗ La Thiên Trì, oán hận nói, mọi người vẫn nói ngươi với tỷ tỷ có tình cảm sâu nặng. Ta thấy cũng chỉ đến thế thôi, một tiểu cô nương dựa vào khuôn mặt là có thể mượn được con ngựa yêu thích của tỷ tỷ ngươi la thiên trì nhàn nhạt, nhạt nói liên quan gì tới ngươi ta nguyện ý cho nàng mượn ngươi trương bội vung roi muốn quất lên người hắn nhưng rốt cuộc không dám nàng chỉ có thể dùng sức quật lên mông ngựa con ngựa màu mận chín bị vụt đau bốn vó nhanh chóng lướt đi hoa chăn ở bên nghe thấy chậm gì gì nói ta cũng không nghĩ tới ngươi sẽ cho nàng mượn ngựa ta và lạc đại công tử rất hợp nhau tam cô nương là muội muội hắn cho nàng mượn ngựa có là gì hôm nay sẽ trả lại chỉ là chuyện nhỏ thôi hoa chăn nhìn chằm chằm la thiên trì một lúc ngược lại hắn cảm thấy la thiên trì không phải vì lạc bảo anh mà phát sinh tranh chấp với vệ lang chỉ đơn giản là nhìn vệ lang không vừa mắt thế nên mới làm vậy hắn khoanh tay trước ngực cười nói nhưng lạc tam cô nương thật sự biết cưỡi ngựa sao đừng để đến lúc nhìn thấy bao nhiêu ngựa dồn vào một chỗ sợ tới mức ngã xuống như vậy sẽ thê thảm lắm thậm chí hắn đã tưởng tượng ra bộ dáng sợ tới mức khóc lớn của lạc bảo anh nhất định là dáng vẻ mong manh yếu đuối La Thiên trì lườm hoa trăn, nghĩ thầm đúng là đầu miệng quạ đen, tỷ tỷ sẽ không ngã xuống, chờ xem kịch vui đi. Hắn cưỡi ngựa về chỗ cũ, Hạ Sâm Hiếu Kỳ hỏi: "Xảy ra chuyện gì?" Có ý muốn để Hạ Sâm biết rõ về Lạc Bảo Anh, hắn cực kỳ kiên nhẫn nói: "Người nhà Lạc Tam cô nương lo lắng, vốn là không cho nàng tới đua ngựa, nhưng Lạc Tam cô nương nhất định phải thử một lần." Hạ Sâm cực kỳ kinh ngạc, hôm trước thấy Tam cô nương điềm đạm nho nhã như vậy, không nghĩ nàng cũng biết cưỡi ngựa. "Đúng vậy, lát nữa ngươi sẽ thấy." Hạ Sâm lập tức thấy hứng thú, rốt cuộc ở trong ấn tượng của hắn, cho dù là nam nhi cũng có rất ít người văn võ song toàn, ví dụ như hắn, hắn không giỏi cưỡi ngựa, nhiều lắm chỉ hơn đi bộ, mà cô nương thì càng ít người được vậy. Thấy Hạ Sâm chăm chú nhìn về phía trước, khóe miệng La Thiên Trì nâng lên, với bản lĩnh của tỷ tỷ, có thể dễ dàng khiến nam nhân mến mộ, mà bây giờ còn xinh đẹp hơn trước, đúng là thiên hạ vô song, hắn không tin Hạ Sâm không thích nàng, nhìn người được hắn tỉ mỉ chọn lựa để sau này trở thành tỷ phu không chỉ có ngũ quan tuấn tú, tính tình lại ôn hòa, sau này nhất định sẽ đối xử tốt với tỷ tỷ. Hắn vừa lòng gật đầu. Mọi người đều đang chờ lúc bắt đầu đua ngựa, hoa hầu ra cho người mang phần thưởng ra, chính là một chiếc roi ngựa có chuôi khảm đá quý sáng lấp lánh, đặt cẩn thận trên đài cao. Ở dưới trường đua, 15 cô nương ngồi trên lưng ngựa, tiếng vó ngựa ầm ầm như tiếng sấm, khiến mọi người lập tức khẩn trương. Tới vạch xuất phát, các cô nương xếp thành một hàng ngang, chờ hiệu lệnh, Hoa Nghiên ra hiệu với hai người bên cạnh, những người đó nhanh chóng hiểu ý nàng đua ngựa được xem là một thú vui nhưng có lúc nó lại trở thành nơi tốt nhất để báo thù nhưng lúc nãy vệ lang đã nói tới chuyện mấy người bị thương thế nên hoa nghiên không dám làm lớn chuyện dẫu sao vệ lang cũng khá quan tâm tới lạc bảo anh như vậy chỉ cho nàng một bài học nhỏ là được rồi lạc gia xuất thân từ nhà nghèo cô nương nhà họ lấy đâu ra kỹ thuật tốt đối phó nàng không cần tốn nhiều công sức hoa nghiên cười khinh thường lạc bảo anh ngồi ngay ngắn một tay cầm roi ngựa một tay khẽ vuốt bờm phi tuyết phi tuyết vô cùng hưng phấn móng trước ra sức đạp lên mặt đất. Không có nàng ở bên cạnh, có lẽ nó cũng thấy cô đơn. Xin lỗi, nàng nhẹ giọng nỉ non. Hoa hầu ra thấy các cô nương đã sẵn sàng, thổi một tiếng còi thật lớn làm hiệu lệnh, trong nháy mắt. Lập tức 15 con ngựa như mũi tên rời khỏi dây cung lao thẳng đi, phá vỡ một hàng thẳng tắp ban đầu, chia thành từng nhóm một. Mà chạy nhanh nhất, đương nhiên là Hoa Nghiên, thậm chí đã bỏ xa những người khác. Còn Lạc Bảo Anh, nàng vừa xuất phát, lập tức bị hai con tuấn mã kìm cặp ở hai bên hai lực cản đồng thời đánh úp lại trở thành chứng ngại của nàng khiến phi tuyết không thể vượt lên trên hạ sâm nhìn thấy không khỏi hoảng sợ thay nàng nói với la thiên trì tam cô nương vừa ra trận đã không thuận lợi sắc mặt la thiên trì âm trầm thầm nghĩ hoa nghiên dám thật sự đối phó lạc bảo anh nhưng với kỹ thuật cưỡi ngựa của tỷ tỷ hẳn là không có vấn đề gì hoa chân cũng lắp bắp kinh hãi tuy rằng hắn không xem trọng lạc bảo anh nhưng mà tuyệt không ngờ tới thật sự có người nhằm vào nàng nhưng chuyện thế này xảy ra ở trường đua ngựa cũng là bình thường, luôn có lúc xảy ra tranh chấp, không thể nói là có người cố ý, thế nên những chuyện kiểu này không thể giải thích rõ ràng. Ngược lại không biết có phải vì vậy mà nàng sẽ thua hay không. Tuy rằng lúc đầu muốn thấy nàng mất mặt, nhưng không biết từ lúc nào trong lòng hắn lại mong muốn nàng có thể về đích. Đương nhiên, Lạc Bảo anh nghĩ như vậy, khóe miệng nàng lộ ra nụ cười trào phúng, chỉ bằng hai người này mà cũng muốn ngăn cản, Hoa Nghiên xem thường nàng quá rồi, hai chân nàng kẹp bụng ngựa không cần dơ roi phi tuyết đã biết nàng muốn làm gì nhìn hà cô nương ở bên trái chỉ lo ngăn cản tốc độ hơi chậm lại một chút phi tuyết dồn hết sức lực đột nhiên lách đầu sang bên cùng lúc đó lạc bảo anh hơi nghiêng người sang bên trái giả vờ vung roi ngựa ép sát hà cô nương khiến nàng không thể không lùi ra ngoài lạc bảo anh thành công chiếm đoạt đường bên trong thấy lạc bảo anh chỉ một lúc đã thoát khỏi thế gọng kìm hà cô nương giật mình không phải nói lạc bảo anh cưỡi ngựa không tốt sao nhưng có thể ép nàng tới mức này Rõ ràng là kỹ năng vô cùng thuần thục, nàng chưa từng nghĩ mình sẽ bị bỏ lại phía sau, thế nên đạp mạnh con ngựa dưới thân. Nhưng dù có làm vậy thì nàng vẫn không thể đuổi kịp lạc bảo anh. Vệ lang thấy cảnh tượng vừa rồi, đã không thể dùng từ khiếp sợ để hình dung. Nhớ lúc hắn dạy nàng, nàng dám phóng ngựa chạy băng băng, bây giờ nghĩ lại, nha đầu quỷ kế đó sao có thể không biết cưỡi ngựa, rõ ràng rất tinh thông, hoặc là nói, nàng còn am hiểu hơn cả hắn. Rốt cuộc nàng học được từ khi nào? Nghe nói trước lúc 9 tuổi nàng đều ở Hồ Châu, chẳng lẽ là lúc đó vệ lang nghĩ trăm lần cũng không ra chân mày hắn nhíu lại so với lúc trước thì bây giờ càng nhìn chăm chú xuống trường đua hơn lạc bảo anh một đường phi thẳng rất nhanh đã tới vị trí thứ ba nhìn thấy đuôi ngựa màu trắng lắc lư theo gió ở trước mặt sắc mặt trưng bội xanh mét thế nhưng lạc bảo anh có thể vượt qua nàng sao có thể nàng không thể tin được rốt cuộc lúc hoa nghiên biết chuyện của lạc bảo anh đã rất tức giận từ trước đến nay hoa nghiên rất ghét những cô nương dựa vào thanh danh tài nữ mà mơ tưởng được gả vào nhà quyền quý vì thế lúc đua ngựa nhất định sẽ tìm cách hạ nhục lạc bảo anh thậm chí trương bội còn nghĩ có khả năng lạc bảo anh vừa mới lên ngựa đã lập tức phải dừng lại không thể tiến lên ai ngờ sự tình phát triển vượt quá dự liệu của nàng trương bội không thể chấp nhận việc bị tụt lại đằng sau nàng mạnh mẽ vung roi vụt lên thân ngựa con ngựa màu mận chín lập tức lao về phía trước khoe mắt lạc bảo anh liếc nhìn bóng dáng nàng cũng dục phi tuyết phóng lên nhưng trương bội phải liều mạng đuổi kịp ý đồ của trương bội hình như là muốn đâm vào ngựa của nàng nếu thật sự bị đụng chúng nhất định phi tuyết sẽ bị thương mà nàng cũng sẽ không được yên ổn nàng đột nhiên cúi đầu nhẹ giọng nói phi tuyết thể hiện bản lĩnh đi bởi vì không còn nhiều thời gian nàng vỗ nhẹ vào cổ nó dường như phi tuyết cũng cảm nhận được nguy hiểm đang cận kề giống như có một luồng sức lực mạnh mẽ áp tới đột nhiên nó ngửa đầu hí vang nâng chân sau lên bất ngờ đạp mạnh về phía sau con ngựa màu mận chín bị dọa sợ cũng hí vang một tiếng sau đó quay đầu chạy sang hướng khác trương bội lập tức cuống cuồng nhưng làm thế nào cũng không kéo được dây cương con ngựa không hề nghe theo sự điều khiển của nàng cứ thế thua cuộc lạc bảo anh nhanh chóng vượt qua người thứ hai bám sát hoa nghiên mà giờ phút này cách vạch đích rất gần không biết từ khi nào hai bàn tay của hạ sâm đã ướt đẫm mồ hôi người trên khán đài lần lượt đứng lên hết lòng gieo hò cổ vũ cho các cô nương chỉ cần kiên trì thêm một lúc tất nhiên nàng sẽ về nhất hoa nghiên nghĩ thầm nàng đã chờ đợi lần thắng cuộc này từ lâu nhưng đúng lúc này nàng đột nhiên nghe được âm thanh khích lệ con ngựa của lạc bảo anh lạc bảo anh ở ngay sau nàng sắc mặt hoa nghiên lập tức thay đổi nhịn không được nhanh chóng xoay người nhìn lại bộ trang phục màu đỏ rực rơi trọn vào mắt nàng đúng là lạc bảo anh nàng đã đuổi tới vị trí thứ hai sao có thể bây giờ hoa nghiên mới biết nàng đã quá coi thường lạc bảo anh nhưng tuyệt đối nàng sẽ không bị lạc bảo anh đánh bại hoa nghiên vung do lên nhìn thấy vạch đích cách đó không xa nàng thúc ngựa để nó dốc hết sức lực đương nhiên lạc bảo anh không cam lòng chịu yếu thế nàng duỗi thẳng hai chân thậm chí đầu gối đã nâng cao đến ngang cổ phi tuyết nhìn qua cứ tưởng nàng đang đứng trên lưng ngựa mọi người kinh ngạc nhìn hình ảnh trước mắt ai nấy đều thán phục hết lời giờ phút này lạc bảo anh không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào nàng nhìn vạch đích nghĩ thầm nơi đây đã từng lưu lại chiến tích huy hoàng của nàng mà nay nàng trở về nhất định cũng phải lấy lại huy hoàng phi tuyết chạy nhanh lên thắng lợi cuối cùng sẽ thuộc về chúng ta tiếng vó ngựa dồn vang giống như tiếng sấm sát bên tai chỉ thấy một bóng người màu đỏ lao như tia sáng nhanh chóng vượt qua hoa nghiên giống như phượng hoàng bay ra từ khói lửa lập tức thiêu dọi tâm trí mọi người lúc này mọi người sẽ nghi ngờ kỹ thuật cưỡi ngựa của nàng từ đâu mà có nhưng trời cao đã cướp đi sinh mệnh nàng thế nên đã tặng lại cho nàng một danh hiệu đó chính là thiên tài đúng vậy hiện giờ lạc bảo anh chính là thiên tài cho dù nàng không muốn thừa nhận người khác cũng cho là như vậy dẫu sao nàng vẫn còn nhỏ tuổi lại xuất thân từ nhà nghèo sao có thể được dạy dỗ nghiêm chỉnh nhưng mà nàng xuất chúng như thế có thể áp đảo tất cả quý nữ có mặt ở đây trực tiếp vượt qua hoa nghiên đang dẫn đầu vọt tới vạch đích toàn bộ trường đua bùng nổ tiếng hoan hô giống như sóng vỗ từ trên khán đài truyền tới nghe thấy tiếng vang quen thuộc phi tuyết hí vang nâng lên móng trước cả người giống như đang đứng thẳng lạc bảo anh cười biết nó cũng vui sướng nàng cúi đầu hôn một cái lên cổ nó tiểu cô nương mềm mại dịu dàng được mọi người vô cùng ủng hộ người đánh giá là hoa hầu gia cũng không khỏi kinh ngạc cảm thán vì ban đầu ông cho rằng nhất định nữ nhi của mình sẽ đứng thứ nhất nhưng lạc bảo anh lại từ trên trời giáng xuống bất ngờ đánh bại hoa nghiên nhìn nữ nhi tràn đầy không cam lòng đang đứng bên cạnh hoa hầu gia ý tứ nói cưỡi ngựa hay bất cứ chuyện gì trên đời cũng giống vậy đều có thắng có thua nghiên nhi mặc dù con đã khổ luyện nhưng lần này quả thật lạc tam cô nương đã có con ngựa tốt danh xứng với thực con chớ có không phục tính tình hoa hầu gia luôn nóng nảy nhưng rất trí công vô tư Trung Can nghĩa đảm, thế nên so với các gia tộc huân quý khác, Hoàng thượng coi trọng Lâm Xuyên hầu phủ hơn một phần. Là Bảo Anh cũng rất kính trọng người này, nhưng bây giờ lại yêu cầu nàng phải tỏ ra khiêm tốn, nói là nhờ có con ngựa này nên mới có kết quả tốt. Vậy thì quá rồi, trá rồi. Bởi vì trong nhóm quý nữ này, phàm là tới đua ngựa sẽ không có ngựa của ai thua kém Phi Tuyết, mà nàng có thể hoàn toàn thắng lợi đều là vì nàng đã có mười mấy năm luyện tập, thế nên nàng và Phi Tuyết mới ăn ý tuyệt đối. Nàng tiến nhận roi ngựa từ trong tay Hoa hầu ra trịnh trọng nói tạ hầu ra khen ngợi đá quý lộng lẫy sáng trói dưới ánh mặt trời giống hào quang tỏa ra bốn phía mọi người nhớ lại lúc nàng bắt đầu xuất phát một đường chặt đứt nguy hiểm vì thế không tiếc lời khen ngợi hạ sâm đỏ mặt nói với la thiên trì may mà ngươi dẫn ta tới đây bằng không đã bỏ lỡ cuộc đua ngựa xuất sắc nam nhân đỏ mặt cùng nam nhân rơi lệ là cảnh tượng hiếm khi xảy ra ít nhất thì la thiên trì rất ít khi đỏ mặt hắn nhếch miệng cười đi chúng ta tới chúc mừng tam cô nương hắn kéo hạ sâm tới chỗ lạc bảo anh mà vốn lạc bảo anh muốn đem ngựa trả cho la thiên trì chỉ không ngờ lại bị hoa chăn ngăn lại một tay hắn ôm cổ phi tuyết nhớn mày nói tỷ tỷ của ta coi thường ngươi ta cũng vậy nhưng không ngờ ngươi đã về nhất ta nói rốt cuộc ngươi học được ở đâu lạc gia mời thầy dạy cưỡi ngựa sao thấy bộ dáng này của hắn lạc bảo anh lập tức muốn đánh trầm mặt nói không cần ngươi quan tâm nàng kéo dây cương ai ngờ lòng bàn tay truyền đến một cơn đau nhói duỗi tay ra nhìn lòng bàn tay đỏ bừng hẳn là lúc nãy đua ngựa nàng nắm dây cương quá chặt lại quá mức khẩn trương thế nên mới khiến tay bị thương chỉ là khi đó vui quá nên không phát hiện cho tới bây giờ mới biết thấy nàng thả dây cương nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn ra vẻ nghiêm túc hoa chăn cười nói ân oán lúc trước giữa hai chúng ta đã xóa bỏ toàn bộ ngươi vẫn còn giận ta không tức giận cũng không được lạc bảo anh nói là do ngươi không biết nói chuyện chỉ biết chọc giận người khác ai có thể bằng lòng đáp lời hắn hoa chăn ngẩn ra phá lệ nói vậy ngươi muốn ta nói chuyện thế nào nói xong lại cảm thấy không ổn thế nên hắn trầm mặt ra luôn luôn như thế không thay đổi được vậy ngươi còn không biến đi lạc bảo anh nói hoa hầu ra ở đằng kia cẩn thận ta đến nói cho ông ấy biết những chuyện tốt ngươi đã làm ngươi hoa chăn tức giận đến ngứa răng ỉ vào chiều cao đột nhiên duỗi tay véo má nàng nhanh mồm nhanh miệng như ngươi cho dù có bản lĩnh thì cũng không gả được vào nhà tốt không chỉ không dịu dàng như các cô nương khác mà còn hung hăng dữ tợn hoa chăn nhớ lúc trước nàng ra tay không chút lưu tình thế nên cố gắng véo má nàng thật đau lạc bảo anh không ngờ hắn có hành động này không khỏi trợn tròn đôi mắt nói không nên lời nàng như thế này có phải là đã bị người ta khinh bạc rồi không hoa chăn nghe ngang rời đi trên tay vẫn còn lưu lại xúc cảm non mềm đến khi la thiên trì và hạ sâm tới đây lạc bảo anh không muốn tố cáo chỉ lấy tay xoa mặt nhảy từ trên lưng ngựa xuống dưới cười nói với đệ đệ hôm nay thật sự cảm ơn hầu ra nếu không có con ngựa này ta không thể giành chiến thắng la thiên trì rất muốn đưa phi tuyết cho nàng nhưng mà con ngựa này quá quý báu nếu thật sự đưa đến không biết lạc gia sẽ nghĩ như thế nào tỷ tỷ rất kiên kỵ chuyện này hắn bất đắc dĩ sờ mũi nói bảo kiếm xứng anh hùng nếu không phải do tam cô nương cưỡi chỉ có mình nó cũng không ích gì lạc bảo anh cười lúc nàng cưỡi ngựa lộ rõ anh khí bừng bừng bây giờ đến gần chỉ thấy làn da vốn trắng mịn giờ ửng hồng đôi mắt lấp lánh trong suốt đều là vẻ xinh đẹp diễm lệ của cô nương nhìn không ra dáng vẻ uy phong lúc nãy hạ sâm nghĩ thầm sao trên đời lại có cô nương như vậy Dung mạo xinh đẹp, khi chất bất phàm, lại còn văn võ song toàn. Trái tim hắn bỗng nhiên đập nhanh hơn bình thường, chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, không thể nói ra lời hoàn chỉnh. Tam cô nương, cô nếu không ngại, có thể dạy ta cưỡi ngựa được không? La Thiên Trì bật cười, La Bảo Anh cũng cười rộ lên, nói kỹ thuật cưỡi ngựa của La công tử không hề thua kém ta. Nếu huynh muốn, có thể theo hắn học. Đúng vậy, nam nhi dạy nam nhi mới thuận tiện. Sao hắn có thể nói ra lời vụng về như vậy? Hạ Sâm cũng không biết rõ tại sao thế nên gương mặt lập tức đỏ bừng vội vàng nói là vì kỹ thuật cưỡi ngựa của lạc tam cô nương quá điêu luyện ta nhất thời lỡ miệng xin cô nương đừng để ý chỉ là thiếu niên 14 tuổi còn nhỏ hơn la thiên trì đương nhiên lạc bảo anh không để ý không sao dùng võ kết bạn không cần câu nệ tiểu tiết hạ công tử không cần tự trách lúc này hạ sâm mới thả lỏng cười nói ta vốn không biết đua ngựa lại thú vị như vậy hôm nay vừa thấy sau này chắc chắn phải chăm chỉ luyện tập cưỡi ngựa hắn dừng một lúc rồi nói tiếp nhưng Tam cô nương nếu không tiện dạy ta, không biết có thể dạy cho muội muội ta được không?" La Thiên Trì thầm nói trong lòng, quá hay. Quả nhiên không phụ kỳ vọng của hắn, Hạ Sâm là người thông minh, Lạc Bảo Anh không thể dạy hắn, hắn lập tức nghĩ sang chiêu khác, nếu Nam Nhi đã gặp được người mình thích thì không cần thầy dạy cũng tự thông. Nhưng Lạc Bảo Anh không nghĩ nhiều như vậy, thấy Hạ Sâm tuấn tú nhã nhặn, phong độ nhẹ nhàng, lại xuất thân từ châm anh thế tộc, nghĩ thầm muội muội hắn nhất định cũng là người hiểu lễ nghĩa, như vậy giao thiệp với nhau không có gì là không tốt thế nên nàng gật đầu đồng ý hạ sâm cực kỳ vui mừng nói lời cảm ơn trước ba người đứng nói chuyện la thiên trì nói với lạc bảo anh tam cô nương trả ngựa cho ta vậy về nhà bằng cách nào hay là để hạ công tử đưa về dù sao vẫn phải mở thêm đường cho hạ sâm ai ngờ lạc bảo anh còn chưa trả lời phía sau có một người đi tới nhàn nhạt, nhạt nói để nàng đi xe ngựa của ta cho tiện lại là hắn sắc mặt la thiên trì lập tức trở nên khó coi nhớn mày nói ngươi lấy đâu ra tiện ta là biểu ca của nàng vệ lang nói ngươi và hạ công tử là người ngoài không thích hợp đưa biểu muội về giờ trời không còn sớm vào tới thành là vừa hai tối các ngươi không phải về nhà đỡ phải vừa đi vừa về gặp phải giới nghiêm ban đêm sẽ bị binh lính tra hỏi bản quan không cần như thế bản quan là khi dễ hai người bọn hắn vẫn còn là tiểu hài tử la thiên trì tức giận lại muốn rút kiếm hạ sâm bên cạnh tương đối ôn hòa cười nói vệ tam công tử nói đúng vậy lạc tam cô nương giao phó cho tam công tử qua yếu đuối la thiên trì nhìn hắn rốt cuộc đã tìm ra nhược điểm của Hạ Sâm. Nhưng thiếu niên 14 tuổi quả thật vẫn kém hơn nam nhân 20 tuổi, bây giờ Hạ Sâm vẫn còn đang ở nhà đọc sách, sao có thể so với tả công chính đại nhân. La Thiên Trì giống như người câm ăn hoàng liên, âm thầm Hạ quyết tâm sang năm nhất định phải xin một chức vụ, sau này gặp lại vệ lang thì nhất định cho hắn đẹp mặt. Hắn phất tay áo rời đi. Hạ Sâm cười với Lạc Bảo Anh, sau đó mới lịch sự cáo tử. Ánh mắt thiếu niên lộ vẻ ngượng ngùng, giống như đám mây trên trời, xinh đẹp động lòng người, vệ lang nhìn thấy, chân mày hơi nhăn lại, lúc trước cảm thấy biểu muội được người yêu thích, bây giờ đúng là càng ngày càng nhiều. Vừa rồi nàng nhẹ nhàng hôn con ngựa trắng, khiến bao nhiêu người động lòng, thậm chí còn hơn cả lúc nàng vọt tới đích, hắn ngồi trên khán đài, nghe thấy rất nhiều người hỏi tên nàng, hỏi ra thế của nàng. Cô nương 12 tuổi, vệ lang không biết nên hình dung nàng như thế nào, ở kinh thành chưa từng có tiểu cô nương nào xuất sắc như vậy, hắn phất tay áo nói, đi thôi. Lạc bảo anh không lên tiếng, lặng lẽ theo sau hắn. Nàng biết giờ phút này nhất định trong lòng Vệ Lang nghi ngờ nhiều hơn tất cả mọi người, dù sao cũng là nàng nhờ hắn dạy cưỡi ngựa, thậm chí nàng đã tính toán xong, nếu Vệ Lang dò hỏi, nàng lập tức nói mình là kỳ tài ngút trời, cho giỏi hơn thầy, thế nên mới có thể học một hiểu ba. Nhưng mà hắn không hỏi bất cứ điều gì, thậm chí không cả chúc mừng nàng. Hắn đang suy nghĩ điều gì? Sẽ nghĩ đến La chân sao? Không, chắc chắn là không, những lúc nàng đua ngựa, hắn chưa bao giờ xuất hiện. Tới trước xe ngựa, Nàng khom lưng ngồi vào, vì đua ngựa nên thấy mệt, nàng hơi rũ mi mắt, muốn dựa vào vách xe nghỉ ngơi trong chốc lát. Ai ngờ Vệ Lang cũng theo vào, ngồi ngay bên cạnh nàng, nàng lập tức thanh tỉnh, cảnh giác nói: "Sao huynh? Chỉ có một chiếc xe ngựa, không phải huynh có ngựa sao? Bây giờ không muốn cưỡi?" Vệ Lang nhàn nhạt, nhạt nói, đưa tay đầy, là bảo anh theo bản năng giấu tay ra sau, khuôn mặt nhỏ nhắn ngước lên: "Huynh muốn làm gì? Không phải bị thương sao?" hắn thấy lúc nàng nói chuyện với hoa chăn đang giữ chặt dây cương ngựa đột nhiên lộ ra biểu cảm đau đớn đến mức không cầm được phải buông lỏng ra đương nhiên hắn cũng thấy hoa chăn véo má nàng chỉ vì lúc ấy cách quá xa nên không kịp tới là bảo anh không ngờ hắn sẽ biết nhất thời ngơ ngẩn hắn nghiêng người cánh tay nam nhân rất dài chỉ với qua đã bắt được tay nàng nàng hơi dãy ruộng nhưng vì bị đau nên không thể thoát khỏi hắn mở lòng bàn tay nàng lập tức nhìn thấy mấy chỗ bị rách ra bị thế này mà không thấy đau vệ lang nheo mắt muội muốn nổi bật như vậy nếu ta đoán không sai những cô nương đó cố ý nhằm vào muội muội cũng biết lý do chẳng qua là không ưa ta là bảo anh nói giống như huynh không muốn ta được nổi bật như nhìn lại bản thân huynh đi không phải huynh cũng là trạng nguyên sao sao lúc ấy không cố ý trượt để cùng lấy danh hiệu tiến sĩ vệ lang bị nàng làm cho tức cười nha đầu này lúc nào cũng muốn chọc giận hắn hắn lấy ra một lọ thuốc mỡ từ trong tay áo nhẹ nhàng xoa lên vết thương cho nàng trong nháy mắt bên trong xe mờ tối hiếm khi hắn lộ ra vẻ dịu dàng quan tâm nàng rũ mắt nhìn ngón tay thon dài của hắn đang vuốt ve lòng bàn tay nàng ngẩn ngơ một lúc đột nhiên rút tay ra nhàn nhạt, nhạt, nói càng xoa càng đau không xoa nữa da thịt mềm mại rời khỏi đầu ngón tay để lại cảm giác trống trải trên mặt vệ lang không thay đổi lấy khăn lau tay rồi nói có vết thương tự nhiên sẽ đau nhưng đau mới tốt hắn đặt lọ thuốc mỡ vào tay nàng mỗi ngày dùng hai lần mùi thuốc thanh đạm vừa bôi vào tay đã lập tức tan ra lạc bảo anh chỉ nhìn một cái đã biết đây là loại thuốc thượng hạng thấy hắn đưa cho mình không khỏi hỏi sao huynh lại có chẳng lẽ lúc nào cũng mang theo đúng vậy vệ lang nói sẽ có lúc cần dùng lạc bảo anh không biết phải nói gì nhưng không muốn nhận của hắn nhà ta có huynh cầm về đi không nhận ý tốt của hắn vệ lang rũ mắt nhìn nàng đôi môi đỏ hơi cong lên giống như đang tức giận có thể thấy được tiểu nha đầu này không biết tốt xấu mất công tổ mẫu thường xuyên khen ngợi lạc bảo anh nói nàng ngoan ngoãn hiểu chuyện còn hắn chính là một chút cũng không nhìn ra. Bảo phu xe đánh xe, hắn từ từ nói, có lẽ là dư thừa, nhưng ta hy vọng sau này muội nhất định phải cẩn thận. Hoa cô nương không phải là đèn cạn dầu, hơn nữa lúc trước muội còn đắc tội với Nhật Thâm, sợ rằng sẽ có phiền phức. Tên tiểu tử Hoa chăn so với tỷ tỷ hắn, làm việc càng lỗ mãng hơn, bằng không sao có thể véo má nàng. Là Bảo Anh lắng nghe, thấy hắn không hung dữ như vừa rồi, thái độ cũng khá hơn, nàng hơi dựa vào vách xe nói: "Đa tạ Tam biểu ca nhắc nhở, chỉ là lần này đã thắng được roi ngựa, sau này ta sẽ không tiếp tục tham gia. Những người này đều thích ức hiếp, nếu không phải ta. Nếu nàng không phải là La chân còn không biết đã thê thảm tới mức nào rồi. Ánh mắt vệ lang thâm trầm, nếu không phải muội có thiên phú cưỡi ngựa sao. Hắn nhìn chầm chầm nàng, nhưng nửa người sang, giống như che lấp toàn bộ ánh sáng trong buồng xe, ép nàng phải lùi sâu vào trong. Nhưng rất nhanh nàng đã ngẩng đầu, đương nhiên nói, đúng, nếu không phải ta thiên tư chắc tuyệt, vừa học đã lập tức thông hiểu đạo lý, nhất định là không thắng được khuôn mặt nhỏ tràn đầy đắc ý vệ lang nhẹ giọng cười quỷ mới tin nàng nhớn mày huynh không tin vậy huynh cảm thấy tại sao ta thắng được nhất định là hắn không nghĩ ra cũng nhất định là hắn đang rất tò mò nhưng vệ lang cố tình không theo ý nàng chỉ nhàn nhạt, nhạt nói ta không cần biết rõ ràng muội thắng là được không thú vị lạc bảo anh nghiêng đầu nhìn cửa sổ xe không hề mở miệng vệ lang cũng không nói nữa một lúc sau mới nhìn nàng lại thấy nàng cúi đầu mi mắt đã khép lại theo xe ngựa sóc này, đầu nhỏ loạn trọng lắc lư giống như gà con mổ thóc. Có không biết bao nhiêu đáng yêu. Đột nhiên hắn cảm thấy người như tam biểu muội rất khó dùng lời nói đơn giản để hình dung, giống như lúc nào cũng có thể thay đổi. Hôm nay tham gia đua ngựa, vốn hắn chỉ nghĩ rằng nàng thích chấp nhất trẻ con, sớm muộn gì cũng bị ngã đến mức đầu rơi máu chảy, nhưng lại không phải, quả thật là nằm ngoài dự đoán của hắn. Rốt cuộc, sao nàng có thể học được? Nhưng hắn biết, nếu hắn có hỏi, nhất định lạc bảo anh sẽ không nói nàng giống như trời sinh thích đối chọi với hắn nhưng rõ ràng hắn đã đối xử rất tốt với nàng cho dù là vệ hạm hay vệ liên cũng chưa từng được hắn quan tâm như vậy bằng không khi biết nàng nhất định muốn tham gia đua ngựa hắn cần gì phải tới người làm biểu ca như hắn coi như đã hết tình hết nghĩa nhưng nàng không biết cảm kích đúng là đồ vô lương tâm vệ lang nheo mắt lại đột nhiên vươn tay véo má lạc bảo anh lúc này cả thể xác và tinh thần lạc bảo anh đều mệt mỏi ngủ rồi không dễ tỉnh bị véo má nhưng không có bất kỳ phản ứng nào vệ lang dịch người lại gần tiếp tục véo thêm cái nữa nàng khẽ nhíu mày đôi môi hồng nhuận hơi chề ra nhưng vẫn không tỉnh cũng không biết đã qua bao lâu xe ngựa dừng lại lạc bảo anh bị vệ lang đánh thức nàng xoa mắt tới rồi à nàng không nhịn được nên ngáp ngắn ngáp dài đúng mau vào nhà đi trời đã tối ngồi trong xe không nhìn rõ được gì lạc bảo anh cảm ơn hắn rồi nhanh chóng xuống xe đến trước cửa cảm giác gò má có chút tê dại nàng nhịn không được thầm mắng hoa chăn một câu tức giận vì hắn mạnh tay đến bây giờ mặt nàng vẫn không thoải mái lần sau gặp lại hắn không lần sau mới không cần gặp hắn hắn còn cả hoa nghiên hai người này lúc nàng còn là la chân đều là quy quy củ củ ngoan ngoãn nghe lời mà bây giờ một người so với một người càng đáng ghét hơn đều bắt nạt nàng vì gia thế không cao bằng bọn họ nàng còn gặp lại mấy người đó làm gì lạc bảo anh bước nhanh đến chính phòng nghe nói nàng vượt qua tất cả quý nữ Lão Thái Thái không tin vào lỗ tai mình, nói với Lạc Vân, sao có thể sinh ra một cháu gái tài giỏi như vậy, nhất định là tổ tiên phù hộ. Bà nhanh chóng phân phó phòng bếp, làm thêm mấy món ngon, chờ cháu gái ngoan ngoãn của ta trở về, nhất định phải ăn mừng. Lão Thái Thái luôn miệng khen ngợi, ngoại trừ Lạc Bảo Châu, còn Lạc Bảo Trương và Lạc Bảo Đường đều không tránh khỏi có chút ghen tị. Người trước là ghen ghét vì sau này Lạc Bảo anh nhất định sẽ có nhân duyên tốt, còn người sau lại càng thêm hiểu rõ, địa vị của nàng trong lòng lão Thái Thái đã không còn như trước lúc không có lạc bảo anh nàng ngoan ngoãn hiểu chuyện thế nên lão thái thái rất thích nàng mà từ khi lạc bảo anh tới nàng càng ngày càng thụt lùi may mà nàng đã thấy mãi thành quen bản lĩnh không bằng người ta dung mạo càng không cần nhắc tới vậy có thể làm gì sắc mặt lạc bảo đường vẫn luôn lạnh nhạt ngọc phiến nhìn nàng trong lòng đau đớn nhưng bên ngoài vẫn tỏ ra vui vẻ nhanh chóng tới phòng bếp truyền lời đến khi lạc bảo anh đi vào lão thái thái lập tức gọi nàng bảo anh mau tới đây để ta nhìn xem sao lão bà tử ta lại có đứa cháu tài giỏi như vậy lạc bảo anh cười nói tổ mẫu cũng là do con ngựa kia tốt nhắc đến đúng là phải cảm ơn nghi xuân hầu về nhà đương nhiên phải nói lời khiêm tốn lão thái thái hết sức vui mừng đúng đúng nhất định phải mời nghi xuân hầu một bữa cơm để cảm tạ lão thái thái không suy nghĩ nhiều nhưng lạc vân không giống vậy hắn nhìn chầm chằm lạc bảo anh rồi hỏi thật sự con mới học cưỡi ngựa có hai ngày trước mặt phụ thân lạc bảo anh phải thể hiện thái độ hết sức cẩn thận nàng kính cẩn trả lời đúng ạ à? nhưng giống như trời sinh đã có thể lĩnh hội con vừa ngồi lên lưng ngựa khi huyết khắp người lập tức sụp sôi hai nàng thật sự là thiên tài trong lĩnh vực này lạc vân khẽ nhíu mày nhưng nếu hắn không tin thì thật sự không tìm thấy điểm đáng ngờ vì từ lúc lạc bảo anh 9 tuổi đã ở bên cạnh hắn cũng chưa từng lén lút ra ngoài còn lúc ở hồ châu nàng còn nhỏ như vậy căn bản không thể học cưỡi ngựa đại khái chỉ có thể giải thích kiểu này nếu như nhà mình xuất chúng thế nên rốt cuộc hắn vẫn rất cao hứng cười nói nếu đúng như vậy vốn là nên mua cho con một con ngựa tốt nhưng nhà ta nhỏ mua về cũng không có chỗ để chơi đùa cha lạc bảo anh cong môi cười cô nương sao có thể buông thả như vậy đương nhiên ngày thường không thể cưỡi ngựa chỉ cần thỉnh thoảng cha cho phép con có cơ hội chơi một chút là được rồi cho dù là tướng môn hổ nữ cũng không thể suốt ngày rong rủi trên lưng ngựa còn đâu dáng vẻ thục nữ như thế không phải là muốn dọa nam nhi chạy hết sao đương nhiên lạc bảo anh sẽ phải gả ra ngoài nàng biết ngày đó không còn xa từ khi trở thành Lạc Tam cô nương 9 tuổi, đã qua 3 năm, ngày tháng dần trôi, nhanh như chớp mắt, nhưng không biết sẽ gả cho ai, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Hạ Nhân nhanh chóng dọn lên một bàn đồ ăn phong phú, chính là ăn mừng vì Lạc Bảo anh. Giữa tiếng nói cười hân hoan vui vẻ, nàng ăn uống no nê, sau đó trở về phòng tắm rửa rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Cũng không biết có phải vì dùng sức quá mạnh hay không, mà đã vài ngày trôi qua, cánh tay nàng vẫn còn đau, đùi cũng vậy, chính xác là đã làm tiểu thư khuê tú quá lâu không đụng đến cưỡi ngựa bắn cung thân thể bây giờ so với trước kia không biết có bao nhiêu yếu ớt tử phù đang bóp tay cho nàng lam ninh được tiểu nha hoàn truyền lời đi vào nói với lạc bảo anh mấy ngày trước đường phu nhân lại tặng đồ tới hôm nay lão thái thái mời đường phu nhân và đường công tử tới làm khách nô tỳ thấy nhất định là sắp sửa quyết định chuyện gì đó chuyện gì đó đương nhiên là hôn sự của đường ra với lạc bảo đường dù sao đường phu nhân cũng rất thích lạc bảo đường không giống người hư vinh làm ra vẻ rất có thành tâm nhưng lạc bảo anh không mấy vui mừng nàng chỉ tò mò không biết lạc bảo đường nghĩ gì vì lạc bảo trương đều bộc lộ cảm xúc ra ngoài mặt lạc bảo đường lại không giống vậy nếu nàng ấy không thích lạc bảo anh cũng có chút đồng tình nhưng nếu thích cũng có thể coi là một cọc nhân duyên tốt vì đường phu nhân đã tới mấy lần thế nên bây giờ không cần các cô nương lập tức ra chào hỏi lạc bảo anh vẫn như lúc trước đến tây khóa viện tìm lạc bảo châu sau đó sẽ cùng lạc bảo châu tới thăm tiểu đệ đệ nguyên gia ai ngờ vừa ra khỏi cửa lập tức nhìn thấy hai nha hoàn đang vội vã chạy ra từ đông khóa viện sắc mặt trắng bệch hình như là muốn đến chính phòng nàng vội vàng gọi lại hỏi xem có chuyện gì nha hoàn run rẩy nói không biết tiểu công tử ăn phải thứ gì người không thoải nên nôn ra đó là tâm can bảo bối của viên thị khó trách các nàng sợ hãi như thế lạc bảo anh vội nói mau đi mời đại phu nàng nhanh chóng chạy đến đông khóa viện quả nhiên nguyên gia đang nôn chu cô cô không ở đây chỉ có một mình bà vú đang bế trong mắt hàm chứa nước mắt nước nở nói Tam cô nương, ta chỉ cho tiểu công tử bú sữa, không hề cho công tử ăn linh tinh gì, nhưng không biết sao lại nôn thành như vậy. Tam cô nương tốt bụng, đến lúc đó xin cô nương ở trước mặt phu nhân nói giúp ta vài câu. Đây là bà vú đặc biệt mời về để chăm sóc nguyên gia, là người hiền lành dễ ở chung, chỉ là chuyện này là bảo anh không thể bảo đảm, nàng nói, nếu ngươi không làm gì sai thì không cần sợ, đại phu đến sẽ biết. Nàng nhô đầu ra nhìn, chỉ thấy khuôn mặt nhỏ bé của nguyên gia đang nhăn nhúm khó chịu, mới đầu không có gì sau đó đột nhiên lại vừa nôn vừa khóc nàng không khỏi lúng cuống tay chân nhẹ nhàng xoa chán cho đệ đệ dịu dàng nói gia nhi đừng sợ đừng sợ đại phu đến là khỏi ngay nha hoàn chạy thẳng tới chính phòng nghe nói nhi tử đổ bệnh sắc mặt viên thị xanh mét lập tức đứng lên cũng mặc kệ đường phu nhân nói với lão thái thái con phải đi xem lão thái thái cũng lo lắng thế nên lập tức để viên thị đi đường phu nhân thấy trong nhà bọn họ có chuyện lại còn liên quan đến tiểu công tử lập tức biết không nên ở lại vội vàng cáo từ lão thái thái nói lần sau lại đến trong lòng nghĩ đến tiểu tôn nhi vì thế lão thái thái không giữ lại đường phu nhân ra tới cửa thở dài nói với đường công tử ra cửa bất lợi không phải dấu hiệu tốt thận trung nàng gọi tên nhi tử dừng một lúc mới nói tiếp nếu không thành chỉ có thể tìm nhà khác nhưng nhị cô nương nhà này thật sự ta cảm thấy không tồi tuy không xinh đẹp nhưng sẽ không gây chuyện văn văn tĩnh tĩnh thận trung còn thấy sao đường thận trung nhớ tới lần đầu tiên nhìn thấy lạc bảo đường nàng cũng giống hắn đều không có dáng vẻ xuất chúng nhưng nàng không hề tự ti cũng không trang điểm lộng lẫy để hấp dẫn ánh mắt người khác dường như nàng rất bình tĩnh chấp nhận diện mạo của mình hắn cười nói khá tốt rốt cuộc giống như đại cô nương hay tam cô nương chỉ sợ sẽ ghét bỏ diện mạo xấu xí của con làm phu thê ít nhất không được chê cười đối phương viên thị chạy tới đông khóa viện nguyên gia vẫn đang khóc nhìn nước mắt của con trai từng giọt lan xuống giống như kéo đứt ruột gan nàng vì thế vội vàng ôm nguyên da vào ngực vừa xoa lưng cho bé vừa nhẹ giọng dỗ dành bà vú sợ tới mức run tay run chân quỳ dạp trên mặt đất đây là phủ đệ của quan tứ phẩm tuy rằng tiền công không ít nhưng lúc nào nàng chăm sóc cho tiểu công tử cũng nơm nớp lo sợ giống như treo đầu trên cạp quần nhưng trong nhà nghèo khó nên nàng phải ra ngoài kiếm tiền không làm thì không được thế nên nàng đã toàn tâm toàn ý trông nom tiểu công tử nhưng không nghĩ đến vẫn có thể xảy ra chuyện nàng dập đầu nói phu nhân thật sự tiểu nhân không biết tại sao lúc nãy tiểu công tử vẫn bình thường nha hoàn ôm đi ra ngoài chơi về vừa uống mấy ngụm sữa đã lập tức phun ra viên thị nhìn nàng chằm chằm đồ ăn của gia nhi đều do ngươi phụ trách ngươi vội vã đùn đẩy làm gì ngữ khí của viên thị cực kỳ sắc bén lại lạnh băng vô tình bà vú khóc lên phu nhân tiểu nhân rất thích tiểu công tử không khóc cũng không nháo tiểu nhân coi công tử như tuyệt đối sẽ không hại bé hơn nữa mới có ba tháng sao có thể ăn được gì tiểu nhân chỉ cho công tử uống chút sữa chưa bao giờ cho ăn thứ khác viên thị không nói nữa mặc cho nàng kêu oan ôm nguyên gia ra ngoài nhìn lạc bảo anh an ủi mẫu thân hẳn là không có việc gì người xem gia nhi không còn khóc to như lúc nãy có lẽ đã hết khó chịu rồi đang nói lạc bảo châu lão thái thái và hai cô nương khác cùng nhau tới căn phòng lập tức trở nên đông đúc lão thái thái thấy bà vú khóc như mưa bảo nàng đứng dậy rồi nói với viên thị mấy tháng nay nàng chăm sóc rất thỏa đáng sẽ không có khả năng hại gia nhi có phải là buổi tối hoặc lúc ngủ chưa bị nhiễm lạnh hay không con đừng sốt ruột chờ đại phu tới xem bệnh là biết bà nhìn cháu trai nhìn xem giống như đang ngủ hẳn không phải là bệnh nặng đối với những lời lão thái thái nói viên thị cảm thấy hơi bất mãn không biết gốc rễ của bà vú thế nên ai biết nàng có thật lòng hay không muốn rộng lượng cũng không phải vào lúc này nàng nhàn nhạt, nhạt nói đã làm bà vú vốn dĩ nên chịu trách nhiệm chỉ là mẫu thân quá thiện tâm nếu là nhà khác có lẽ đã bị kéo đến nhà môn rồi là đang nói bà làm không đúng có phải không lão thái thái tức đến mức run môi là bảo anh vội cầm tay bà nói tổ mẫu mẫu thân là vì lo lắng cho gia nhi người đừng giận đang lúc này còn có thể để các nàng trở mặt thành thù sao đó là loạn càng thêm loạn cháu gái thứ ba nhẹ nhàng khuyên nhủ lão thái thái suy nghĩ rốt cuộc nguyên ra là cục thịt từ trên người viên thị rơi xuống đương nhiên phải đau lòng thế nên mới giận chó đánh mèo lên bà vũ bà cũng lười tranh chấp với nàng may mà đại phu đã tới viên thị vội đưa nguyên gia cho hắn xem đây là bảo bối của viên thị thế nên hạ nhân đã mời đại phu nổi danh nhất kinh thành đến họ liễu đầu tóc hoa rầm nhưng gương mặt lại như thanh niên trai tráng dáng người cao lớn đi theo sau là hai dược đồng lưng đeo hòm thuốc liễu đại phu rất có kinh nghiệm vừa nhìn sơ qua đã nói có lẽ đã ăn phải cái gì không tốt hắn hỏi có khăn lau miệng không bà vú chỉ chờ người đến giải oan cho nàng vội vàng lấy ra khăn tay vừa lau mặt cho gia nhi phía trên vẫn còn dính những thứ hắn nôn ra liễu đại phu cúi đầu ngửi cười nói phu nhân hôm nay tiểu công tử đã ra ngoài chơi đúng vậy viên thị vội hỏi có nghiêm trọng không không có gì nếu lão phu đoán không sai chắc là đã ăn phải mấy cánh hoa ở bên ngoài tiểu công tử còn nhỏ có mấy cánh hoa vào bụng sẽ thấy không thoải mái chưa nói tới bé lại còn nhỏ như vậy nhưng nôn ra được là tốt rồi sẽ không có việc gì liễu đại phu nói nhưng sau này phu nhân phải cẩn thận đừng để bé lấy được cái gì cũng cho vào trong miệng. Viên thị thở phào nhẹ nhõm, chờ lúc tiễn liễu đại phu đi, mới hung hăng dạy dỗ hai nha hoàn đã bế nguyên gia ra ngoài, còn khấu trừ nửa năm tiền công. Nhưng cuối cùng nguyên gia không bị làm sao, thế nên mọi người cũng yên tâm. Lão thái thái trở về chính phòng, uống hết một chén trà nhỏ mới nói, con dâu này, tinh khí càng ngày càng lớn, ta nói không phải bà vú làm sai. Thế nhưng nàng không chịu tin, bây giờ đã điều tra ra, cũng không xin lỗi người ta, chỉ thương bà vú đã bị một trận hoảng sợ nàng tàn nhẫn độc ác như vậy, khó trách mấy người làm lâu năm trong phủ đều bị nàng đuổi đi gần hết. Cũng chỉ còn lại vài người hầu hạ bà. Ngọc Phiến đi lên bóp vai cho lão thái thái, nàng an ủi, phu nhân cũng là lo lắng, thế nên không tránh khỏi nói không lựa lời, ai biết sẽ gặp chuyện này. Người cũng nói mấy tháng nay bà vú chăm sóc rất tốt, tiểu công tử chưa từng xảy ra chuyện gì, lớn lên trắng trẻo mập mạp, cũng rất thích bú sữa, chỉ là hôm nay không tốt. Lão thái thái nhíu mày, nhớ tới chuyện của đường phu nhân. Có vài lời không thể không tin, tự nhiên gặp chuyện không may, giống như là điểm báo hay là không nên gả bảo đường cho đường công tử. Nếu đã nhắc tới chuyện này, bà buông chén trà, hỏi Ngọc Phiến, dù gì bảo đường cũng do ngươi sinh ra, ngươi thấy đường công tử thế nào? Ngọc Phiến quanh co không đáp, không thể nói với cả ta, lão thái thái cười. Ngọc Phiến rũ cánh tay, lắp bắp nói, nô tỳ làm gì có mặt mũi nhắc tới hôn sự của nhị cô nương. Vẫn là lão thái thái cùng lão gia và phu nhân làm chủ, nô tỳ không dám ăn nói lung tung. Ngươi cứ nói đi, có đúng hay không? tự ta phân biệt được lão thái thái vỗ cánh tay nàng ngồi xuống đi ta biết ngươi yêu thương bảo đường nhất lúc con bé còn nhỏ có một lần sinh bệnh mấy ngày mấy đêm ngươi không ngủ kém chút nữa đã mất nửa cái mạng đại phu nói có lẽ là bệnh đậu mùa ngươi cũng một bước không rời không có ai quan tâm bảo đường bằng ngươi đúng vậy trên đời này không có người nào yêu thương nữ nhi bằng nàng như chuyện trung thân đại sự của lạc bảo đường cho tới tận bây giờ lão thái thái mới nói với nàng ngọc phiến rũ mắt nhẹ giọng nói đường công tử nhì không tồi nhưng nhị cô nương, nô tỳ vốn nghĩ rằng nàng có thể gả cho người tốt hơn. Nghe được lời này, đột nhiên lão thái thái có chút hổ thẹn, rốt cuộc lúc trước bà đã từng rất thích Lạc Bảo Đường. Đương nhiên, bây giờ vẫn tính là không tồi, chỉ vì có Lạc Bảo Anh đối lập, thế nên bà cảm thấy không bằng được lúc trước. Lần này, vốn là muốn tìm nhà chồng cho Lạc Bảo Trương, vì diện mạo của Lạc Bảo Đường không tốt, thế nên bà không muốn lại vất vả tìm một nhà khác, thế nên lập tức quyết định cho Lạc Bảo Đường. Tỉ mỉ xem xét, thật đúng là có chút bạc đãi nàng lão thái thái thở dài ngày hôm sau gặp lại viên thị bà liên rút lời bảo là phải nhìn thêm một thời gian nữa đừng nóng vội đính hôn với đường ra viên thị dò hỏi lão thái thái lại không nói rõ ràng chỉ bảo đúng lúc đường phu nhân tới thì nguyên gia lại đổ bệnh ắt có điều chẳng lành khiến viên thị vô cùng tức giận nên biết hai nhà đã qua lại rất nhiều lần đáng lẽ phải nước chảy thành sông đằng này được nửa đường lão thái thái lại đổi ý xem như thời gian hao tổn sức lực lúc trước đã ủng phí bây giờ ai có thể bù đắp cho nàng viên thị nghĩ thầm nàng lại không phải suốt ngày không có việc gì để làm, mới hết ở cữ, lập tức đau lòng bỏ nguyên ra để thu xếp chuyện của lạc bảo đường, cuối cùng lấy được gì. Nàng không tin có ma quỷ hay điểm chẳng lành, chỉ là trùng hợp thôi, cũng chỉ có mình lão thái thái đầu óc hồ đồ, thế nào cũng phải liên hệ hai chuyện vào nhau rồi suy nghĩ linh tinh. Bỗng nhiên mẹ chồng nàng dâu lại không hợp ý. Lạc Vân không muốn làm trái ý của lão thái thái, cũng bảo viên thị cứ để vậy, dù sao lạc bảo đường mới 14 tuổi, để đến sang năm cũng không chậm, chỉ thúc giục viên thị mau chóng quyết định hôn sự cho lạc bảo trương nhưng quyết định như thế nào trong khoảng thời gian này viên thị liên tục hẹn gặp vài vị thái thái nhưng không có ai coi trọng lạc bảo trương thật vất vả mới có một người coi trọng thì nhi tử lại không đàng hoàng thấy lạc bảo trương xinh đẹp hôm qua thế nhưng mượn cơ hội lén lút tới nhà sau trên đường gặp được lạc bảo anh và lạc bảo châu khiến hai nàng bị dọa sợ lạc bảo anh lập tức gọi người tới đánh rồi đuổi đi hôn sự của đại tỷ đúng là nhiều rắc rối lạc bảo anh nằm nghiêng trên giường trúc trong tay cầm quyển sách, nhớ tới công tử đáng khinh hôm qua, trong lòng dâng lên một trận sợ hãi, chỉ mong tương lai, mẫu thân đừng tìm cho nàng loại người như vậy, bằng không nàng có thể đánh chết hắn. Đang suy nghĩ, có nha hoàn lao vào như một cơn gió, sắc mặt rất nghiêm trọng, giống như xảy ra chuyện vô cùng lớn, dọa cho Lạc Bảo Anh phải ngồi thẳng dậy, lúc kinh lúc giống, làm sao vậy? Tử phù cau mày hỏi. Nha hoàn bởi vì khẩn trương, thế nên không nói được lời hoàn chỉnh, vừa rồi có, có thái giám tới, nói, nói là hoàng hậu nương nương nàng nuốt nước bọt nương nương triệu cô nương vào cung cái gì ngươi nói thật vừa rồi tử phù vẫn ra vẻ dọa người nghe xong cả người cũng ngơ ngác quay đầu nhìn lạc bảo anh hai mắt nàng mở to quyển sách trong tay rơi xuống giường đúng vậy có ai không sợ hãi chứ người trong cung còn là hoàng hậu nương nương triệu kiến tử phù vội vàng đỡ lạc bảo anh từ trên giường xuống dưới nói không rõ ràng gì cả không biết là khi nào cô nương mau tới chính phòng hỏi lão thái thái lạc bảo anh gật đầu linh hồn nhỏ bé còn đang lơ đãng giữa không trung vô tri vô giác đi về phía trước đến khi tới chính phòng mới có chút thanh tỉnh nàng đến trước mặt lão thái thái vội vã hỏi tổ mẫu là vì chuyện gì sao nương nương muốn gặp con đại cô cô cao cao tại thượng đã từng có lúc ở bạch hà gần như vậy nhưng nàng cũng không có duyên gặp gỡ thế nhưng bây giờ bà ấy muốn gặp nàng vừa rồi lão thái thái cũng bị làm cho kinh sợ bây giờ đã trở nên chấn định cười tủm tỉm nói còn không phải vì tài hoa của con sao kỹ thuật cưỡi ngựa hay thư pháp đều lợi hại đã truyền vào trong cung vị công công này nói người mặc quần áo thái giám vội nói không dám chỉ những thái giám có con dấu mới được gọi là công công bọn họ chỉ là người bên dưới đi truyền lời sao có thể gọi vậy hắn nhìn lạc bảo anh cười một cái xưa nay nương nương luôn thích các cô nương có tài hoa thế nên mới muốn gặp một lần nhưng tam cô nương không cần lo lắng hôm nay cũng triệu vài cô nương nhà khác cùng vào cung vì là sinh thần của bảo lâm công chúa thế nên muốn náo nhiệt Bảo Lâm công chúa được nhắc tới, không phải là người được đại cô cô thích, lúc trước chưa từng mời mọi người đến chung vui, rốt cuộc là vì sao? Là bảo anh có chút nghi hoặc, nhưng có thể gặp được đại cô cô đương nhiên là chuyện tốt, nàng cười nói, được nương nương triệu kiến, là vinh hạnh cho ta. Là bảo trương ở bên cạnh ghen tị đến phát điên, thật hối hận lúc trước không nghe lời phu tử cố gắng học tập, nếu không thì sao bao nhiêu nổi bật đều có thể thuộc về lạc bảo anh. Thiếu chút nữa nàng đã hỏi, có thể dẫn thêm một người đi cùng được không? Nhưng sợ Lạc Vân biết được sẽ phạt nặng, thế nên nàng không dám nói ra viên thị thấy lạc bảo anh có vận may đến mức này càng thêm cao hứng bởi vì ở kinh thành có mấy cô nương có được vinh dự như này nàng kéo tay lạc bảo anh dặn dò phải chú ý quy củ lễ nghi sợ nàng làm sai đương nhiên lạc bảo anh nghe theo sau đó đi thay quần áo khác rồi mới ra ngoài cỗ kiệu đã chờ sẵn trước cửa thái dám thấy nàng chậm chạp không đi ôn hòa nói cô nương đừng sợ không phải đến nơi ăn thịt người lúc này ngự hoa viên đúng dịp đẹp nhất tới đó cô nương có thể ngắm hoa đúng vậy đã lâu chưa tới ngự hoa viên rốt cuộc mặt lạc bảo anh cũng giãn ra nàng bước lên kiệu ưu nhã ngồi xuống hết phần ba